Chế tạo hào môn, chương 201, họ hàng, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, xe mua hàng của hai trang trại cũng tới, có đủ mọi loại rau củ, hoa quả và thịt tươi ngon, dùng xe đông lạnh chuyên dụng. Tầng 1 của cửa hàng có một nửa diện tích là để chứa nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, theo lý mà nói thì không có khách khứa gì cả, nhưng đừng quên rằng trên cửa hàng Tao Bao đã có hàng ngàn đơn thực phẩm giảm cân. Chỉ 1.000 đơn thực phẩm giảm cân này thôi cũng đủ để làm 32 đầu bếp bận sấp mặt rồi. Ninh Thần lo lắp đặt thiết bị phát trực tiếp, cô định sẽ phát trực tiếp cả quá trình chế biến cả ngàn suất thực phẩm giảm cân này. Thứ nhất là để khách hàng thấy được mức độ tươi ngon và nguyên liệu sạch. Thứ hai là để thu hút người theo dõi. Hoắc Khải ở bên cạnh kiểm tra máy tính, máy xuất đơn và máy in xem các thiết bị này có hoạt động bình thường không. Đồng thời tiện tay xem có ai hỏi gì trong bài đăng tuyển người mấy ngày trước. Sau khi khai trương cửa hàng, cả Hoắc Khải và Ninh Thần đều không thể trông coi được. Cũng không thể giao hết cho đầu bếp. Dù sao chẳng bao lâu nữa là đơn đặt hàng trên cả nước sẽ đổ về dồn dập. Đến lúc đó nhất định phải có người phụ trách vấn đề đơn hàng ở đây. Vốn dĩ công ty dịch vụ lúc trước sẵn sàng cung cấp nhân viên. Nhưng Hoắc Khải không đồng ý, vẫn câu nói đó thôi. Chuyện gì cũng dựa vào người khác thì trước sau gì cũng bị phụ thuộc. Trong giai đoạn đầu anh chỉ định tuyển 3-4 người, đào tạo làm nhân viên nòng cốt, có mấy người này làm trụ cột, đến thời thì sau mở rộng quy mô và đạt mức cao nhất. Anh sẽ điều nhân viên từ công ty dịch vụ tới. Như vậy có thể phòng ngừa người ngoài trộm cắp, đồng thời tiết kiệm một phần chi phí nhân viên. Đãi ngộ của Hoắc Khải dành cho nhân viên rất cao, lương cơ bản và chuyên cần là 5.000, tăng ca tính 1 tiếng 20 tệ, ngoài ra còn đóng bảo hiểm và phụ cấp, mỗi tháng 4 ngày phép, phát cả lương tăng ca của 4 ngày, cũng có nghĩa là chỉ cần chăm chỉ làm việc ở đây thì một tháng ít nhất sẽ kiếm được khoảng 10.000. Không nói đến tiền bảo hiểm và phụ cấp, chỉ 10.000 tiền lương thôi đã đủ khiến rất nhiều người thòm thèm rồi. Trên trang tuyển dụng có khá nhiều người gửi tin nhắn ứng tuyển. Nhưng rất ít người phù hợp với yêu cầu của Hoắc Khải. Bận rộn đến khoảng 7 rưỡi thì Ninh Quốc Năng, Đặng Tuấn Mai và Ninh Ngọc Lâm tới. Hoắc Khải và Ninh Thần vội vàng ra ngoài đón. Ninh Ngọc Lâm ôm Lãng Hoa hỏi, anh rể, đặt cái này ở cổng được không? Được, Hoắc Khải gật đầu nói. Ninh Thần bước lên trước nói, người nhà với nhau, tới là được, mua cái này làm gì? Càng là người nhà thì càng phải ủng hộ chứ. Nhìn cửa hàng rộng lớn như vậy, Đặng Tuấn Mai hớn hở nói, hai con có thành tựu là bố mẹ cũng mừng, mua một Lãng Hoa chẳng tốn bao nhiêu tiền cả. Phải rồi, lát nữa mấy cô dì chú bác đều đến đây, gọi được ai là mẹ gọi hết rồi, đảm bảo các con khai trương nhộn nhịp, tuổi càng cao thì càng thích được an ủi trên phương diện này. Cảm thấy nếu ngày đầu tiên khai trương mà không có ai tới thì sẽ là điểm xấu. Hoắc Khải và Ninh Thần đều hiểu suy nghĩ của bọn họ. Tuy rằng bọn họ không có tác dụng gì, nhưng dù cảm thấy vô nghĩa đến đâu thì bọn họ vẫn phải cung kính nhận lấy sự quan tâm của hai ông bà. Không phải là vì chữ hiếu, mà là vì cảm kích, còn đang trò chuyện thì một chiếc taxi dừng lại. Tiếp đó có ba người bước xuống xe, anh hai, người đàn ông xuống xe trước chào hỏi, chị dâu, ái trà, Ninh Thần càng ngày càng xinh đẹp và giỏi giang rồi, người đàn ông ấy chính là Ninh Quốc Diệu, em trai của Ninh Quốc Năng, vợ và con trai ông ta đi cùng, tên là Diêm Chiêu Tĩnh và Ninh Tử Phàm, Lý Phong, Ninh Thần, tới đây chào hỏi chú Tư đi, Ninh Quốc Năng vừa hô vừa bước tới, mọi người tới sớm quá, nào nào nào, vào trong ngồi đi, chú Tư, thím Tư, Hoắc Khải bước tới chào hỏi, Ninh Quốc Diệu nhìn anh rồi nói. Có chút thành tựu cũng không dễ dàng gì, phải biết quý trọng đấy, đừng làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu như trước kia nữa. Biết chưa, Đặng Tuấn Mai ở bên cạnh nói, chú Tư, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương của hai đứa nó. Chú nhìn chú kia, nói những chuyện trước kia làm gì, hôm nay Đặng Tuấn Mai chỉ mong tất cả mọi người đến để chúc mừng. Những chuyện trước kia không quan trọng, Ninh Quốc Diệu cũng biết chị dâu mình đã nín nhịn rất nhiều năm. Luôn muốn nở mày nở mặt, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội, vậy nên ông ta không làm phật lòng bà nữa. Cả gia đình họ vào trong cửa hàng rồi nhìn xung quanh một lượt. Thấy có không ít thiết bị điện tử, Diêm Chiêu Tĩnh tò mò hỏi, chuẩn bị những thứ này làm gì? Mở quán ăn còn cần quay phim à? Ninh Quốc Diệu nhìn Hoắc Khải rồi giáo huấn như thể rất dày dặn kinh nghiệm. Lý Phong này, đừng nói là chú Tư dạy đời cháu. Các cháu mở cửa hàng cũng chẳng dễ dàng gì, không vội vàng được đâu. Mở quán ăn là phải biết kiểm soát vốn, hai đầu bếp đã làm hết việc thì thuê 3-4 người làm gì? Mặc dù cửa hàng của cháu không nhỏ, nhưng tối đa chỉ cần 7-8 đầu bếp là được, thuê nhiều người như vậy thì phải lãng phí bao nhiêu tiền đây? Chú không biết cháu lấy tiền ở đâu ra để mở cửa hàng. Nhưng nếu là tiền Ninh Thần mượn từ nhà ngoại thì phải tiết kiệm. Nhỡ đâu lỗ vốn, chú Tư, chú nói gì vậy? Ninh Quốc Năng không mấy vui vẻ, tiền là do vợ chồng hai đứa nó tự kiếm, bọn họ tự biết phải kinh doanh thế nào. Ninh Quốc Diệu nhận ra rằng Ninh Quốc Năng hơi khó chịu. Bèn nói, anh hai, em cũng muốn tốt cho hai đứa nó thôi mà. Được rồi, anh không thích nghe thì em không nói là được. Diêm Chiêu Tĩnh cũng đứng ra hòa giải, hôm nay là ngày lành tháng tốt, đừng nói những chuyện này,
Minh Thần này, các cháu lo chuyện của mình trước đi, bố mẹ cháu trò chuyện với chú thím là được rồi, đừng để lỡ giờ công việc. Ninh Quốc Năng đang mất hứng, sao lại chịu trò chuyện với bọn họ cho được. Đúng lúc có mấy chiếc xe tới cửa, ông bèn kéo Đặng Tuấn Mai ra ngoài đón khách, đợi Hoắc Khải và Ninh Thần cũng đi ra ngoài. Diêm Chiêu Tĩnh nhìn về phía những đầu bếp bên kia rồi nói nhỏ giọng. Hiện tại một đầu bếp cũng phải 10.000 đấy nhỉ, 32 đầu bếp có nghĩa là một tháng 300.000. Cộng thêm tiền thuê mặt bằng, mua nguyên liệu, tiền điện các thứ, chỉ tính số vốn một tháng thôi chắc cũng phải 400. 500.000 mất, vậy mới nói con trẻ thiếu kinh nghiệm, mặc dù anh hai mở cửa hàng hoa quả nhiều năm rồi. Nhưng vẫn thiếu hiểu biết về phương diện ẩm thực, tôi chẳng thể hiểu nổi, Lý Phong không biết hay là thế nào vậy, lúc nào cũng đặt ra mục tiêu xa vời, mở cửa hàng mà còn phô trương lãng phí như thế, không tiết kiệm cho cậu ta một chút thì chẳng phải là sẽ lỗ chồng ngược sao. Ninh Quốc Diệu nói với dáng vẻ chán nản, chẳng phải vừa rồi ông hai nói tiền là do vợ chồng Ninh Thần kiếm được sao. Bà cứ nghe ông ấy khoác lác, Ninh Quốc Diệu bày ra vẻ mặt ta đây biết thừa rồi. Nói, bà không biết vợ chồng anh hai nghĩ gì à, kể từ khi Ninh Thần gả cho Lý Phong. Đã bao giờ nó được vui vẻ chưa? Sao tự nhiên một kẻ vô dụng lại biết làm ăn cơ chứ? Vụ này phải đầu tư tiền triệu đấy, cậu ta làm gì mà đòi kiếm được nhiều tiền như vậy? Theo tôi thấy thì chắc là anh hai moi hết vốn liếng ra rồi. Sợ thua lỗ sẽ bị chúng ta cười cho, vậy nên mới mạnh miệng không chịu nhận mà thôi. Ninh Tử Phàm ở bên cạnh lắc đầu nói, con lại cảm thấy chú hai không nói dối. Con đã xem cửa hàng tao bao của chị Thần rồi, mặc dù chỉ là sản phẩm giảm béo, nhưng lượng tiêu thụ rất tốt, tôi top đầu trong bảng xếp hạng đấy. Hơn nữa gần đây con thường xuyên thấy bọn họ quảng cáo trên trang WeChat. Ninh Quốc Diệu nói với vẻ mặt bất mãn, trẻ con biết cái gì, đừng tưởng rằng gõ chữ nhanh hơn bố mà đã hiểu biết nhiều hơn. Ninh Tử Phàm bị mắng nên tỏ ra bực bội, cậu ta đã học đại học năm thứ ba rồi, trẻ con ở đâu ra nữa. Thế nhưng trong mắt Ninh Quốc Diệu, cậu ta vẫn luôn là một đứa trẻ chưa trải sự đời. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 202, có khách tới, gocchuyenaudio.com. Lúc này, một cặp họ hàng bước vào, Ninh Quốc Diệu và Diêm Chiêu Tĩnh không bàn tán chuyện của cửa hàng nữa. Bọn họ đứng lên chào hỏi, anh ba, chị ba, ồ, đây là chị Hương Ấn đúng không? Những người tới đây đều là họ hàng hai bên gia đình Ninh Đặng. Vậy nên bọn họ đều quen biết nhau, mười mấy người vào trong, khiến tầng một trở nên chật chội. Chính Đặng Hương Ấn cũng mở quán ăn, mặc dù mặt tiền không lớn bằng nơi Hoắc Khải thuê. Nhưng một năm cũng kiếm được khoảng 600-700 ngàn, trong số họ hàng nhà họ Đặng, bà ta cũng coi như khá giả, bước vào cửa hàng là bà ta lập tức nhìn xung quanh một lượt. Thấy có nhiều người tới như thế bèn hỏi, ai thiết kế cửa hàng này vậy? Đặng Tuấn Mai cười ha ha nói, chính Lý Phong làm hết đấy, trông thằng bé đó thư sinh thế thôi, làm việc rất, thiết kế này không ổn rồi. Đặng Hương Ấn ngắt lời Đặng Tuấn Mai, bà ta chỉ vào phòng bếp nói, nhìn kìa, phòng bếp quá lớn, chiếm mất 60% mặt tiền cửa hàng. Còn thừa có chút diện tích thì lại bày nhiều thiết bị như vậy. Bàn ghế chỉ có 6 bộ, khách ngồi đâu ăn cơm, đừng nói đến ăn cơm, ngay cả bọn em còn không có nơi ngồi. Không được rồi, không được rồi, chật chội quá, không được, bà ta nói không được mấy lần liền, khiến khuôn mặt của Đặng Tuấn Mai đen kịt lại, bà còn tưởng em ruột của mình định khen ngợi, ai ngờ há miệng ra là chỗ này không được, chỗ kia không được. Ninh Quốc Năng ở bên cạnh nói, thực ra trên tầng 2 còn nhiều chỗ trống lắm, có thể bày bàn ghế được, thế thì sao mà được, Đặng Hương Ấn chỉ đạo. Làm về ăn uống là phải để khách cảm thấy thoải mái. Thời nay ai cũng lười, bảo người ta đi thêm hai bước thôi là họ đã không muốn rồi. Kiểu gì chẳng thích ăn ở tầng 1, tự nhiên phải trèo lên tầng 2, lần đầu tiên tới thì còn thôi, nhưng có thể lần sau người ta sẽ chẳng tới nữa, như vậy không được đâu, phải sửa lại, chị này, chị không nói sớm với em là bọn họ mở cửa hàng ăn. Lớp trẻ làm gì có kinh nghiệm, chị nói trước với em thì em đã tới chỉ bảo bọn họ để tránh mắc phải sai lầm cấp thấp như thế rồi. Đặng Tuấn Mai nói trong không vui, lớp trẻ có suy nghĩ của lớp trẻ, kinh nghiệm ở quán cơm của gì chưa chắc đã phù hợp với chúng nó. Hơn nữa hai đứa nó bán thức ăn online, không cần khách tới nơi ăn cơm như gì. Chị nói thật là, chị tưởng em không biết gì về thức ăn online à, cửa hàng của em cũng nhận ship hàng. Nhưng ship hàng thì đâu ảnh hưởng gì tới chuyện khách tới quán ăn. Chị không biết đâu, bây giờ khách khó chịu lắm, phật lòng một chút thôi là không muốn tới nữa. Đặng Hương Ấn lại nhìn về phía những đầu bếp đang bận mải bên kia rồi hỏi. Còn nữa. Sao lại thuê nhiều đầu bếp như thế? Có dùng hết không? Cửa hàng như thế này cùng lắm chỉ cần 8 đầu bếp thôi. Ở đây phải mấy chục người rồi, thế này thì lãng phí bao nhiêu tiền đây? Đặng Tuấn Mai tức đến mức sầm mặt lại, tôi mời gì tới là để chúc mừng chứ không phải để bắt bè. Nhiều người ở đây như thế, lại toàn là bạn bè thân thích, và không muốn làm bầu không khí trở nên khó xử. Ninh Thần bước tới nói, gì à, hiện giờ sức lực của bọn cháu có hạn, vậy nên chỉ bán online, mấy cái bàn này bày ra là để phòng trường hợp có khách tới ăn đột xuất. Không phải, thế thì sao được, dì đã nói lớp trẻ các cháu không có kinh nghiệm mà.
Ăn tại quán quan trọng hơn bán online nhiều, người ta đến quán cháu mới cảm nhận được không khí ở đây. Bán online sao sánh bằng được, không bán ở quán cho tốt thì ai thèm mua online, Đặng Hương Ấn nói, với các cửa hàng mới mở như của các cháu, muốn thu hút khách hàng là phải tốn nhiều tiền quảng cáo. Sau một tháng, không chỉ không có lãi mà còn lỗ tiền quảng cáo, còn trẻ thì phải thực tế một chút, bán tại quán còn chưa ra gì thì sao bán online được. Một người họ hàng bên cạnh hỏi, Minh Thần này, bác cảm thấy gì cháu nói rất đúng, cho dù cháu muốn bán online thì cũng phải tuyên truyền trước. Với những cửa hàng mới mở trong thành phố chúng ta, lúc mới khai trương ai chẳng phải gióng trống khua chiêng. Sẵn sàng chi tiền mời minh tinh hoặc là những người đang nổi trên mạng tới ca hát cho có khí thế. Đúng thế, không thuê người thu hút sự chú ý thì làm gì có ai tới. Huống chi cháu còn làm về thực phẩm giảm cân gì đó. Thứ này không dễ bán đâu đúng không? Tôi ăn thử rồi, không ngon, chẳng có hương vị gì cả, chỉ được cái mã bề ngoài. Lớp trẻ toàn thích mấy thứ lè lẹt ấy, cửa hàng lớn thế này, chắc một năm phải tốn không ít tiền, nhỡ thua lỗ thì phải làm sao? Chẳng thà để gì cháu dậy mở một quán cơm đàng hoàng. Mọi người bàn tán xôn xao, Minh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai không vui chút nào, nhưng biểu hiện ra quá rõ thì lại không hay, rất có thể mọi người sẽ nói là bọn họ hẹp hòi. Không tiếp thu ý kiến của người khác, Minh Ngọc Lâm cực kỳ khó chịu, cậu đứng ra phản bác, anh rể giỏi kinh doanh lắm, anh ấy đã lựa chọn mở cửa hàng thì chắc chắn là sẽ buôn may bán đắt. Ơ kìa Ngọc Lâm, cháu làm sao vậy, tự nhiên lại anh rể này anh rể nọ, trước kia cháu có để ý tới đâu, chắc không phải định tới ăn trực đấy chứ. Đám họ hàng nói bằng giọng đùa cợt, câu nào câu nấy đầy ẩn ý khiến Ninh Ngọc Lâm tức đến mức muốn mắng người. Không biết mời đám họ hàng này tới đây làm gì nữa. Khác gì tự rước lấy bực bội cho mình đâu, Ninh Thần nghe mà cảm thấy lúng túng, tuy rằng cô rất muốn giải thích lý do mở cửa hàng này cho mọi người. Nhưng lại không muốn khoe khoang, đành kéo Hoắc Khải tới và nói nhỏ giọng, anh đừng để bụng, bọn họ vẫn luôn nói nhiều thế đấy. Không sao, miệng dân sóng bể cũng không làm anh thay đổi bản tâm. Hoắc Khải cười nói, biểu cảm trên mặt anh rất thoải mái. Khiến Ninh Thần yên tâm hơn nhiều, cô biết chồng mình là người có trí, chắc hẳn anh sẽ không so đo với những người họ hàng này. Theo thời gian trôi qua, bạn bè thân thích tới ủng hộ ngày một nhiều, có người ở lại, có người tới chúc mừng rồi đi, nhóm Hoàng Kiệt Hảo cũng tới một chuyến, vốn bọn họ còn định ủng hộ bằng cách ăn một bữa giảm béo. Nhưng hiện tại đầu bếp đều đang bận mải hoàn thành hơn 1.000 suất đặt hàng. Làm gì có thời gian làm cho bọn họ, nhóm của Đặng Hương Ấn lại bắt đầu chất vấn chuyện này. Có người muốn ăn cơm mà các người còn không làm. Đến lúc có khách tới thật thì sao? Vì bán online mà chảnh mảng việc buôn bán ở cửa hàng. Đúng là hơn không bỏ hao, trong nhóm người này thì Đặng Hương Ấn là người lành nghề trong giới ẩm thực. Lời nói có trọng lượng nhất, bà ta vừa bình luận là có người hùa theo, khiến Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai tức nổ phổi. Cuối cùng Đặng Tuấn Mai thực sự không nhịn được nữa. Dì nói ít vài câu cho tôi nhờ, muốn nổi bật đến thế à, phát hiện ra sự bất mãn của bà. Đặng Hương Ấn cũng nói bằng giọng không vui, chị nói thế là không đúng rồi. Em muốn tốt cho hai đứa nó nên mới đưa ra đề nghị thôi. Nếu là người khác thì còn lâu em mới thèm quan tâm có thua lỗ không? Sao chị lại không biết ý tốt của người khác vậy? Đã nói ra rồi thì Đặng Tuấn Mai cũng không định úp úp mở mở nữa. Bà nói, cái gì mà không biết ý tốt của người khác, bước vào cửa hàng là gì bắt bẻ ngay. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, tôi bảo các người tới ủng hộ cho đông vui. Vậy mà gì cứ cái này không được, cái kia không được, thấy hai chị em họ sắp cãi nhau đến nơi rồi. Mấy người họ hàng bên cạnh đứng ra khuyên can. Đặng Hương Ấn tức tối nói, được rồi, không nói thì thôi, đến lúc kinh doanh thua lỗ thì chị mới biết ai là người muốn tốt cho gia đình chị. Dì còn nói, Đặng Tuấn Mai trợn mắt lườm, lúc này, một chiếc xe dừng lại trước cửa, có một họ hàng nhìn thấy nên vội vàng nói, được rồi, mỗi người bớt nói vài câu, hình như lại có người tới rồi, đi đón tiếp đi. Minh Quốc Năng kéo tay Đặng Tuấn Mai, còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy giọng của Cơ Hương Ngưng. Bà chủ Ninh Thần không ra giúp tớ gì cả, nghe thấy tiếng cô ấy, Ninh Thần vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Cơ Hương Ngưng ôm một bó hoa lớn đủ mọi loại hoa ra khỏi cốp xe. Còn có cả một con trâu vàng đựng trong chiếc hộp trong suốt. Lớn chừng bằng bàn tay. Sao cậu mua nhiều hoa thế? Ninh Thần nói, chẳng phải cậu thích hoa sao? Tớ chẳng biết nên tặng gì cho vợ chồng cậu nên mới mua mấy thứ này. Cơ Hương Ngưng nói, Hoắc Khải cũng ra đón tiếp. Nhìn thấy anh, Cơ Hương Ngưng hừ một tiếng. Trợ lý Lý, hôm nay anh không tới làm việc. Đúng là không coi giám đốc này ra gì. Nể mặt Ninh Thần, tôi chỉ trừ nửa ngày lương của anh thôi. Cảm ơn giám đốc Cơ, mời vào trong, Hoắc Khải cười nói, thấy thái độ của anh khá tốt, Cơ Hương Ngưng mới theo anh vào trong, những họ hàng trong quán nhìn chằm chằm vào hướng có người tới. Mới đầu bọn họ thấy Hoắc Khải ôm một bó hoa lớn, sau đó mới thấy Ninh Thần cầm một con trâu vàng trong tay. Cháu chào cô chú, Cơ Hương Ngưng khách khí chào hỏi Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 203, khiếp sợ, góc chuyện audio.com, hai vợ chồng ông bà biết cô ấy có thân phận hơn người nên không dám chậm trễ.
vội vàng đáp lời ngay, tới là được rồi, mua quà làm gì, cháu khách sáo quá đấy. Đặng Tuấn Mai nói, không tốn bao nhiêu đâu ạ, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Cơ Hương Ngưng nói, vậy thì cảm ơn cháu nhé. Minh Thần, con tiếp đãi Hương Ngưng đi, để mẹ giúp các con bày hoa và thứ này lên quầy. Đặng Tuấn Mai nói rồi tiện tay cầm lấy con trâu vàng mà Ninh Thần đang cầm. Nào ngờ thứ này lại quá nặng, khiến cánh tay bà trũng xuống. May mà Đặng Tuấn Mai phản ứng nhanh nên đỡ được. Bà ngạc nhiên nói, sao lại nặng thế này, ở cửa hàng quà tặng có rất nhiều quà trang trí tương tự như thế. Đa số được làm bằng nhựa resin, trông thì lớn nhưng còn chưa tới nửa cân. Món quà này của Cơ Hương Ngưng tuy nhỏ nhưng ít nhất cũng phải cân rưỡi hai cân. Chị Hải yếu quá đấy, nhỏ thế mà không cầm nổi, may mà không phải bằng vàng, nếu không chắc sẽ rơi vỡ mất. Em gái của Ninh Quốc Năng là Ninh Anh Nam cười ha ha nói. Ai nói chị yếu, tại nó nặng thật mà. Đặng Tuấn Mai nói, lúc này Hoắc Khải lên tiếng nói, mẹ thấy nặng cũng là điều bình thường thôi, bởi vì nó là vàng thật, chắc phải hai cân rưỡi đấy. Người trong cả cửa hàng đều nhìn về phía này, ngay cả các đầu bếp cũng ngạc nhiên nhìn sang. Ninh Quốc Diệu nhìn chằm chằm vào con trâu vàng nhỏ ấy rồi hỏi theo bản năng. Không thể nào, hai cân rưỡi á, vậy thì phải bao nhiêu tiền đây? Dưới bệ đứng có nhãn hiệu Bách Niên Long Phượng Kim Hành. Nơi đó chuyên làm đồ trang trí bằng vàng bạc, Hoắc Khải giải thích, mọi người nhìn xuống bệ đứng của con trâu vàng, quả nhiên thấy được 6 chữ Bách Niên Long Phượng Kim Hành. Nhưng mua ở Kim Hành chắc gì đã là vàng 100%. Cũng có thể bên trong là bạc, bên ngoài rát một lớp vàng thôi mà, nếu không con trâu vàng hai cân rưỡi này sẽ có giá bao nhiêu đây? Theo giá vàng hiện tại, 1 gram vàng là khoảng 350, 2 cân là 2.000 gram, phải bỏ ra 780.000 mới mua được, 780.000. Trong số những người tới đây chẳng có mấy ai có thể lấy ra nhiều tiền như thế. Nói gì tới chuyện mua quà tặng, Hoắc Khải biết những người này không tin, anh cũng không muốn giải thích nhiều. Nhưng Ninh Quốc Diệu lại nhìn Cơ Hương Ngưng và hỏi, cô ấy là bạn của các cháu à, đang làm ở đâu vậy? Cơ Hương Ngưng rất thân với Ninh Thần, nhưng lại chưa gặp họ hàng của nhau bao giờ. Nghe Ninh Quốc Diệu hỏi, Ninh Quốc Năng lập tức nói ngay, xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn đại học của Ninh Thần, bọn họ rất thân với nhau, không khác chị em ruột là mấy. Hương Ngưng là con cháu nhà họ Cơ, mọi người biết nhà họ Cơ chứ, chính là gia tộc lớn thuộc top 50 trong nước ta ấy. Tuy Hương Ngưng còn trẻ, nhưng con bé giỏi lắm, đang quản lý một công ty chi nhánh của nhà họ Cơ. Đảm nhiệm chức giám đốc, chỉ tính lương một năm đã là mấy chục triệu rồi, nghe vậy ai nấy đều phải giật mình, đương nhiên là bọn họ đã được nghe nói tới nhà họ Cơ rồi. Dù sao công ty chi nhánh cũng được coi là công ty có tiếng trong thành phố. Cô gái trẻ này chính là giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ. Đối với mọi người, gia tộc lớn sở hữu khối tài sản mấy tỷ như nhà họ Cơ cách bọn họ quá xa. Không một ai nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được trò chuyện trực tiếp với người thuộc tầng lớp này. Hiện tại Ninh Quốc Năng giới thiệu như thế khiến bọn họ ngây ra như phỗng. Cơ Hương Ngưng thì bật cười nói, chú Ninh nói khoa trương quá rồi, lương cháu một năm làm gì được mấy triệu, năm nay nhờ có Lý Phong giúp đỡ, cháu được thăng lên nhánh 2 trong gia tộc, lương một năm hiện giờ vào khoảng 6 triệu, nếu công ty làm ăn tốt, cộng thêm tiền hoa hồng cuối năm thì sẽ vào khoảng 10 triệu. Nói ra thì cũng phải cảm ơn Lý Phong, nếu anh ấy không giúp cháu nhiều như thế thì có thể cháu còn chẳng lên được chức giám đốc. Vậy nên hôm nay anh ấy và Ninh Thần khai trương cửa hàng. Cháu bèn mua con trâu vàng này tới làm quà, so với sự giúp đỡ của anh ấy thì mấy trăm ngàn này chẳng đáng là gì cả. Mọi người nghe mà trợn mắt há mồm, thứ này bằng vàng thật hả, nhưng quan trọng hơn hết là giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ nói rằng có được như ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu con rể vô dụng. Của nhà họ Ninh, trước khi ấn tượng của mọi người về Hoắc Khải là không biết đặt ra mục tiêu vừa sức. Cả đời này cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, những gì Cơ Hương Ngưng nói thật sự đã làm đảo lộn suy nghĩ của bọn họ. Lúc này lại có người ở cửa nhắc nhở là có khách tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, trông thấy Liêu Thiên Bằng bước vào, mấy cấp dưới của ông ta đang khiêng lãng hoa xuống xe. Mười mấy lãng hoa bày đầy ngoài cửa, Tổng Giám Đốc Liêu, Hoắc Khải và Ninh Thần ra tiếp đón. Liêu Thiên Bằng cười ha ha nói, chúc mừng, tôi không tới muộn chứ. Không muộn, rất đúng giờ luôn, Hoắc Khải nói, không muộn là được rồi, chúc mừng cô Lý nhé, đừng nói thằng anh này không ủng hộ chuyện làm ăn của hai người. Hôm nay tôi không mang quà cáp gì cả, chỉ mang một đơn đặt hàng tới thôi, Liêu Thiên Bằng lấy một tấm chi phiếu ra khỏi túi và nói. Đây là tấm séc 1 triệu tiền mặt, có thể rút tiền ở các ngân hàng lớn bất cứ lúc nào. Sau này mỗi ngày cứ ship 1.000 suất thực phẩm giảm cân tới công ty thôi. Chuyện này, Ninh Thần không dám nhận, dù sao thứ này cũng liên quan đến mặt kinh doanh rồi. Hoắc Khải thì nhận lấy tấm chi phiếu một cách tự nhiên. Anh cười nói, Tổng Giám Đốc Liêu đã ủng hộ như thế thì chắc chắn hàng ngày thức ăn sẽ được ship tới đúng giờ. Tôi biết cậu đang hợp tác với mấy công ty chuyển phát nhanh. Sắp giàu đến nơi rồi, Liêu Thiên Bằng nói đùa, ông nói đùa rồi, chỉ làm ăn nhỏ thôi. Chủ yếu là nhờ Ninh Thần đàm phán với nhà xưởng, tôi không giúp được bao nhiêu cả. Hoắc Khải nói khiêm tốn,
Được rồi, tôi biết cậu không phải người thích kể công. Cô Lý này, có người chồng tốt như thế, cô phải biết quý trọng đấy. Đừng để những người phụ nữ khác lừa mất, Liêu Thiên Bằng cười tủm tỉm nói. Ninh Thần hơi ngượng ngùng, nhưng cô vẫn bạo dạn gật đầu nói. Không đâu, tôi tin anh ấy, cũng tin vào bản thân tôi. Ha ha ha, vợ chồng cô cậu tình cảm thật. Liêu Thiên Bằng nói vài câu rồi nhìn những người đang đứng há hốc miệng tỏ vẻ không dám tin trong phòng. Bọn họ là họ hàng nhà tôi cả. Hoắc Khải xoay người nói. Xin giới thiệu với mọi người, ông ấy tên là Liêu Thiên Bằng, tổng giám đốc Liêu của doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong thành phố chúng ta. Tổng giám đốc Liêu chủ yếu kinh doanh ở khu vực tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn. Mọi sản phẩm bán ra đều có chất lượng tốt, sau này mọi người cần gì thì có thể tới chỗ ông ấy. Phải rồi, tổng giám đốc Liêu cũng có cả bình nước nóng kinh vận mà Ngọc Lâm đang bán đấy. Ninh Ngọc Lâm nghe vậy nhảy cẫng lên, anh rể, anh đang giúp người ngoài đấy à, đẩy hết họ hàng nhà mình tới chỗ tổng giám đốc Liêu luôn sao vậy? Giám đốc Ninh chê tôi giành mất mối làm ăn à, Ninh Ngọc Lâm vội vàng lắc đầu cậu ta cười hề hề nói. Sao lại thế được, đọc full tại chuyên oan nhé. Tô đùa thôi, lần trước sếp Hoàng nói với tôi là ông mua 10.000 bình nước nóng. Đơn hàng hàng chục triệu khiến ông già đó cười tâu tuét. Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn tổng giám đốc Liêu vì đã tính đơn này là đơn của tôi. Lần này tôi được gần 1 triệu tiền thưởng luôn, tôi đang định tìm cơ hội mời ông và anh dế đi ăn để biếu đạt lòng biết ơn. Chuyện nhỏ thôi mà, cóc ngon phải đãi gà nhà chứ. Liêu Thiên Bằng cười nói, đối với ông ta, kinh doanh là chủ yếu, nhưng nếu vừa kinh doanh lại vừa được người ta mang ơn thì còn gì bằng được nữa. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, những họ hàng của hai nhà Ninh Đặng thì ngạc nhiên đến mức đờ người ra, đương n là bọn họ biết tên tuổi của Liêu Thi, ông ta là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong vùng, chuyên buôn bán ở nông thôn, làm ăn rất phát đạt, nghe nói tài sản phải tới mấy tỷ, trong số những người họ hàng này thì Đặng Hương Ấn cũng coi như khá giả. Tài sản có khoảng chục triệu. Nhưng không thể nào sánh với Liêu Thiên Bằng được, vốn dĩ lúc tới đây bà ta còn cảm thấy hơn người. Bước vào là lên mặt dạy đời, ra vẻ ta đây thành công lắm, bây giờ nhìn thấy Liêu Thiên Bằng, bà ta chẳng dám ho he gì nữa. Trong lòng kinh ngạc không thôi, sao bà ta lại cảm thấy ông tổng giám đốc Liêu này thân với Lý Phong vậy nhỉ? Cứ như bạn tốt của nhau, doanh nhân sở hữu tài sản mấy tỷ trong vùng làm bạn với Lý Phong, chuyện thể xảy ra được, nếu không phải bạn thì vì sao? Người ta lại đích thân tới đây nói cảm ơn, hơn nữa còn tặng một đơn đặt hàng tiền triệu. Mọi người còn chưa hết khiếp sợ thì lại có người tới nữa. Điều làm bọn họ thở phào là người lần này không mặc vest đi giày da như Liêu Thiên Bằng, mà là mặc áo ba lỗ quần đùi, còn đi đôi dép lê trông có vẻ rất rẻ tiền. Anh Phương, Hoắc Khải chủ động ra đón, người vừa tới chính là Phương Sương Thịnh chứ không phải ai khác. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 204, anh ta là ai? Góc chuyện audio.com, Phương Sương Thịnh vẫn ăn mặc lôi thôi như trước, trông chẳng khác nào ông lão ngồi uống trà bên vệ đường. Khiến những người không biết thân phận của gã ít nhiều gì cũng cảm thấy khinh thường. Họ hàng hai bên gia đình mới hết hồn vì hai vị khách thuộc cấp bậc đại thần là Cơ Hương Ngưng và Liêu Thiên Bằng. Đang cần một người để bọn họ lấy lại sự tự tin. Sau khi Phương Sương Thịnh tới, gã hớn hở dơ ra một cái túi màu trắng này trông rất bình thường, không có logo gì cả, chỉ có hai chữ lá trà đơn giản được viết bằng bút lông. Người khác tặng đấy, tôi không thích uống trà, làm gì ngon bằng Sprite được, đoán là hai vợ chồng cậu thích nên lấy nó làm quà. Đừng có chê, Phương Sương Thịnh nói, cảm ơn anh Phương, Ninh Thần vui vẻ nhận lấy, số lần cô và Hoắc Khải uống trà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Ninh Quốc Năng rất thích, cho dù cô không uống thì cũng có thể tặng bố. Phương Sương Thịnh nhìn những người xung quanh rồi hỏi, lão đệ, bọn họ là, toàn là họ hàng trong nhà cả. Hoắc Khải nói, ồ, thì ra là họ hàng, xem trí nhớ này của tôi đi, đợi tôi một chút, nói rồi Phương Sương Thịnh quay đầu chạy ra ngoài, hành động này của gã khiến mọi người chẳng hiểu ra sao. Ngay cả Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cũng cảm thấy khó hiểu. Ninh Quốc Diệu cười ha ha nói, Ninh Thần, bạn cháu à thú vị phết nhỉ, khai trương mà lại tặng trà, là bố của bạn cùng lớp với Đường Đường, khá thân với Lý Phong. Ninh Thần tiện tay đưa lá trà cho Ninh Quốc Năng và nói, bố, lúc về bố mang trà về mà uống, con và Lý Phong đều ít uống trà lắm, chào ôi, lát nữa hãy đưa, dù gì cũng là quà người ta tặng hai con. Vì Ninh Quốc Năng nói vậy, nhưng ông vẫn cầm lấy, ông ba nhà họ Ninh là Ninh Quốc Cường cũng nói chen vào. Ninh Thần, không phải chú ba nói cháu, nhưng hai cháu mở cửa hàng lớn như thế thì cũng phải báo hiếu bố mẹ. Sao lại đưa loại trà còn không có nhãn hiệu như thế này cho bố cháu uống được hả? Để lúc nào chú dẫn cháu tới quán bạn chú, mua một cân loại 700, 800 tệ, để bố cháu uống cho đã. Đúng thế, anh hai vất vả bao năm như thế, cũng tới lúc hưởng phúc rồi. Nói đúng lắm, muốn báo hiếu thì phải tự mua, sao lại lấy đồ của người khác rồi mượn hoa dâng Phật được? Và lại đựng trong túi như thế này thì chắc cũng chẳng phải loại trà ngon gì. Để lại cho đám đầu bếp trong cửa hàng cháu uống đi thì hơn. Cả đám nhao nhao hùa theo, khiến Ninh Quốc Năng không xuống nước được, nếu nhận trà thì người ta sẽ nói con gái không hiếu thảo. Không nhận thì ông lại thấy tức,
nhà tôi uống trà gì liên quan gì tới các người? Lúc này Hoắc Khải lên tiếng, nếu để lá trà này cho đầu bếp uống thì chắc bố cháu sẽ vò đầu hối hận mất. Lý Phong, dì không thích cháu nói vậy đâu nhé, chỉ là một túi trà thôi mà, có gì mà phải vò đầu hối hận, nghĩ rằng bố cháu chưa thấy hàng xịn bao giờ thật hả? Đặng Giai Tiệp, con thứ hai nhà họ Đặng nói, Ninh Quốc Năng cũng hơi mất hứng, cảm thấy Hoắc Khải nói như vậy là hạ thấp ông, thế nhưng Hoắc Khải không hề xin lỗi mà nói thẳng thừng. Cháu nói thật mà, túi lá trà này chỉ có một cân, nhưng nếu cháu nhớ không nhầm thì nó có giá khoảng 1.300.000. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Hoắc Khải, hoài nghi mình đã nghe nhầm giá cả, 1.300.000, đang lừa ai đây, phản ứng đầu tiên của bọn họ là Hoắc Khải chém gió. Ninh Quốc Năng không nhịn được hỏi, Lý Phong, có phải cậu nhớ nhầm rồi không? Bố thường xuyên uống trà thì chắc phải biết hàng năm nước ta đều tổ chức cuộc thi thiết quan âm đặc biệt chứ. Quán quân về trà năm nay thuộc về công ty gieo trồng tên là Phúc Địa Trà Thương. Con nhớ lúc trước con từng thấy bao bì của nó chính là túi màu trắng như thế này. Trong đó có hộp gỗ màu đen thì phải, cụ thể có logo của Phúc Địa Trà Thương hay không thì con không biết. Hoắc Khải nói, những gì anh nói không phải là bịa ra, bởi vì biết Ninh Quốc Năng thích uống trà nên lúc trước anh đã lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến nó. Định sẽ mua ít trà ngon cho ông vào các dịp lễ Tết. Ai ngờ Phương Sương Thịnh lại mang loại thiết quan âm đã giành được giải quán quân tới. Anh nhớ trên báo nói rằng giá cao nhất của loại trà đạt giải quán quân năm nay là 650.000 nửa cân. Một cân là vừa tròn 1.300.000, ý có tin này thật này, 650.000 nửa cân, giống hệt với cái túi này, Ninh Tử Phàm vừa so sánh hình ảnh trong điện thoại với chiếc túi. Vừa hô lên ngạc nhiên, mọi người vội vàng xúm lại, thấy chiếc túi giống hệt trong điện thoại, còn có cả giá cả rõ ràng nữa. Ninh Quốc Năng lấy thứ trong túi ra, lớp ngoài được cắt nơ đỏ, mở ra là thấy hộp gỗ đen mà Hoắc Khải nói tới. Trên chiếc hộp gỗ còn có một tấm thiếp vàng giảng giải chi tiết về gốc gác và giá cả của loại trà này. Đồng thời bên mặt kia còn có logo của Phúc Địa Trà Thương. Tất cả đều đúng như những gì Hoắc Khải nói, khiến mọi người nghệt mặt ra rất lâu. Một người đàn ông vệ đệ trông bình thường như thế mà tặng hẳn thiết quan âm đạt giải quán quân có giá hơn 1.000.000. Đã nói là giúp bọn họ lấy lại sự tự tin cơ mà. Lúc này Phương Sương Thịnh cũng quay lại, trong tay ôm 3 cây thuốc lá Hoa Thiên Hạ, gã vừa đi vừa bóc ra, sau đó nhét cho mỗi người một bao. Tới đây vội nên không mang theo thuốc xịn, lần đầu gặp mặt mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Phụ nữ có thể không có cảm nhận gì về thuốc, nhưng trong số cánh mày râu ở đây có đến hơn một nửa là dân nghiện thuốc lâu năm. Rất nhạy cảm với loại thuốc cao cấp 200 tệ một bao này. Người bình thường chia thuốc theo điếu, Phương Sương Thịnh thì hay rồi, mang mấy cây tới rồi chia theo bao, chẳng khác nào nhà giàu mới nổi, phân phát đến cuối cùng còn dư nửa cây. Phương Sương Thịnh đưa cả nửa cây đó và hai hộp xì gà cho Hoắc Khải và nói. Chị dâu cậu không cho tôi hút thuốc, nói là không tốt cho con, còn ảnh hưởng tới làn da của cô ấy, cậu cứ hút đi, nếu thích thì tôi sẽ mang hết thuốc trong nhà tới, mấy hòm sắp mốc luôn rồi, đúng chất nhà giàu mới nổi, thế nhưng sao lại khiến người ta hâm mộ thế này, thấy Phương Sương Thịnh nhăn nhó mặt mũi vì không có nơi để xử lý đống thuốc lá ấy. Mọi người chỉ muốn giáng cho gã vài cái bạt tai, người khác khoe của thì đều nói ẩn ý này nọ, ví dụ như để lộ đồng hồ hay nhãn hiệu xe chẳng hạn. Anh thì hay rồi, loại thuốc 1.000, 2.000 một cây lại bị anh nói là có mấy hòm sắp mốc. Muốn nói với chúng tôi rằng mấy chục ngàn với anh chẳng khác gì giấy vụn đúng không? Muốn tìm nơi nào đó vứt đi cho sớm chờ, còn về xì gà mà gã đưa cho Hoắc Khải, chỉ nhìn hộp gỗ thôi cũng đủ biết là hàng cao cấp rồi. Không ai dám hỏi giá, bởi vì bọn họ sợ là sẽ bị kích thích tiếp, Phương Sương Thịnh cũng không hề biết điều. Gã tò mò nhìn quanh cửa hàng một lượt rồi nói, cậu muốn mở cửa hàng thì cũng phải nói trước với tôi chứ. Nếu biết trước thì sao tôi để cậu phải đi thuê mặt bằng được. Vì tiện bỏ ra ít tiền là ông anh này sẽ tìm một nơi 200 mét vuông cho cậu bên khu Nam Kiều. Chẳng lẽ không tốt hơn nơi này à? Mọi người nghe vậy đều cạn lời, nhìn Phương Sương Thịnh với vẻ mặt rất kỳ lạ, trong lòng nghĩ, có phải đầu óc tên này bị úng nước rồi không? Nam Kiều là nơi nào chứ hả? Có lẽ nó không sánh bằng khu vực sầm uất nhất trong trung tâm thành phố. Nhưng cũng là một trong những nơi có địa thế đẹp trong thành phố. Nhà ở bình thường ở đó được bán với giá 20.000 một mét vuông. Mặt bằng cửa hàng thấp nhất là 100.000 một mét vuông. Anh nói anh sẽ tìm một nơi 200 mét vuông, thế chẳng phải là 20-30 triệu sao? Hoắc Khải cười nói, em không dư giả nhiều tiền như thế. Hơn nữa còn lâu em mới làm cái chuyện ngớ ngẩn là ném mấy chục triệu vào tài sản cố định. Xem cậu nói kìa, ai lấy mấy chục triệu của cậu? Giá vốn chỉ 20-30 ngàn một mét vuông thôi. Nếu thực sự không được thì cậu có thể trả góp mà. Vụ này tôi tin cậu, tại tôi cũng biết cậu không thích làm ăn chung. Nếu không cậu mà đồng ý cho tôi góp cổ phần thì tôi tặng không cậu cũng được. Phương Sương Thịnh nói với vẻ mặt hào phóng, đám họ hàng nghe mà trợn tròn mắt, hiện tại cửa hàng bèo nhất trong thành phố cũng phải 40-50 ngàn, còn là vùng ngoại thành khá xa xôi, trong trung tâm thành phố làm gì có nơi nào thấp hơn 80.
100.000, Phương Dương Thịnh nói là bán cho Hoắc Khải với giá 20-30.000 một mét vuông, vậy thì đúng là giá vốn thật, đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy, thế nhưng chắc là tên béo này đang chém gió ấy chứ. Gã là ai mà dám nói mạnh miệng như thế, Diêm Chiêu Tĩnh là người đầu tiên không nhịn được nữa, bà ta lặng lẽ kéo Ninh Thần tới rồi hỏi, Ninh Thần, anh ta là ai mà nói như hát hay vậy, tổng giám đốc của công ty bất động sản Dương Thịnh đấy. Đừng thấy anh ấy ăn mặc như một ông lão về hưu mà coi thường. Người ta thích phong cách đó. Ninh Thần cười nói, cách chương, chế tạo hào môn, chương 205, mất cảm giác rồi, góc chuyện audio.com. Diêm Chiêu Tĩnh nghe vậy rất sửng sốt, đương nhiên là bà ta đã từng nghe nói tới công ty bất động sản Dương Thịnh rồi. Nó là một trong những công ty bất động sản nổi tiếng nhất trong vùng. Rất nhiều khu chung cư là do công ty này nhận thầu. Mặc dù tài sản chỉ có khoảng 1 tỷ, nhưng rất nhiều người biết rằng công ty bất động sản Dương Thịnh lập nghiệp ở bản xứ nên nắm giữ rất nhiều khu đất giá rẻ chưa khai thác. Đang chờ chúng tăng giá. Nếu thật sự khai thác hết những khu đất ấy thì tài sản có thể tăng lên gấp 10 lần chứ chẳng chơi. Sở dĩ mọi người say mê với ngành bất động sản như thế là bởi vì giá cả tăng lên chóng mặt. Đương nhiên là mức độ rủi ro rất cao. Nếu là người khác, Phương Dương Thịnh đã nói là bán với giá vốn thì chắc sẽ xoay sở tiền nong mua cho bằng được. Nhưng Hoắc Khải không nghĩ như thế, anh thấy nhà chỉ là cốt thép xi măng, là thứ không đáng giá nhất. Sở dĩ nó tăng giá chỉ là vì khu vực, đồng thời còn có người cố tình lăng xê. Nếu không giá nhà chỉ bằng một nửa bây giờ là người ta đã thấy đắt rồi. Quan trọng hơn hết, Hoắc Khải từng là một doanh nhân đứng trên đỉnh cao, anh biết đầu tư là chuyện chỉ có thể làm khi có quá nhiều tiền và không biết phải dùng vào việc gì. Khi đã có hạng mục tốt để làm thì tốt nhất là dùng tiền đi. Để lãi mẹ đẻ lãi con, chứ không phải mua một đống mặt bằng cửa hàng để mấy chục năm sau tăng giá. Vẫn là câu nói ấy thôi, nếu bán một hạng mục mà có thể kiếm được 10 triệu ngay thì chắc chắn là Hoắc Khải sẽ không chờ 2 năm để kiếm 20 triệu. Chưa kể tới chuyện đêm dài lắm mộng. Chỉ số tiền có ngay tức khắc ấy cũng có thể kiếm nhiều hơn việc chờ 2 năm. Chưa biết chừng có số tiền ấy thì anh có thể nhanh hơn người ta một bước. Hiện tại tiết tấu buôn bán nhanh đến thế cơ mà, 2 năm nghe thì có vẻ nhanh, nhưng thực tế lại có thể thay đổi hoàn toàn một công ty. Cũng như thương hiệu Xiaomi nổi tiếng trong nước, năm 2012 chỉ bán được 7.190.000 chiếc điện thoại. Đến năm 2013 bán được 18.700.000 chiếc. Năm 2014 đạt mức ngất ngưởng là 61.120.000 chiếc. Trong khoảng thời gian 2 năm, chỉ riêng thành tích về mảng điện thoại đã tăng gấp 10 lần. Giá trị công ty cũng từ 4 tỷ đô lên đến 45 tỷ đô. Chủ tịch công ty đó nói rằng, đứng trước gió thì đến heo cũng có thể bay được. Hoắc Khải rất tán đồng với câu nói này. Trong lịch sử, bất cứ một công ty nào trỗi dậy nhanh chóng thì đều có liên quan đến tình hình chung lúc đó. Có một lượng người đột nhiên cần một thứ, đúng lúc anh làm về ngành này, vậy nên anh cứ thế bay lên thôi. Hoắc Khải cũng lý giải về kinh doanh như vậy. Bất cứ lúc nào cũng phải thủ sẵn một số tiền nhất định. Dùng tiền vào phương diện có thể kiếm tiền ngay, chứ không phải biến nó thành tài sản cố định để chờ tăng giá. Vậy nên Hoắc Khải khéo léo từ chối lời đề nghị của Phương Dương Thịnh. Thuê mặt bằng vẫn đỡ tốn kém hơn, muốn chuyển đến đâu thì chuyển đến đó, không bị ràng buộc quá nhiều. Phương Dương Thịnh lắc đầu nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì những người kinh doanh bất động sản như chúng tôi chết đói mất. Hoắc Khải chỉ cười không nói. Những người biết nhìn xa trông rộng và có khả năng thực hiện lý tưởng tất nhiên là phải khác với người bình thường rồi. Người bình thường chỉ muốn an cư lạc nghiệp, không suy xét nhiều như thế, bọn họ không có nỗi lo như của Hoắc Khải, cho dù anh giải thích thì cũng chẳng có ai hiểu, thế nhưng Phương Dương Thịnh hiểu, đồng thời còn đánh giá cao suy nghĩ của Hoắc Khải, chỉ có người thật sự biết cách dùng tiền như vậy mới thật sự là thiên tài. Nếu không vì đánh giá cao Hoắc Khải, Phương Dương Thịnh đã chẳng chạy tới từ sáng sớm để chúc mừng bọn họ khai trương. Còn hăng hái tặng đủ thứ quà như vậy, sau đó Hoắc Khải lại lần lượt gọi Liêu Thiên Bằng và Cơ Hương Ngưng tới giới thiệu. Mặc dù ba người họ không làm chung một ngành, nhưng cả ba đều có một điểm chung, đó là thuộc tầng lớp thượng lưu, đã cùng một tầng lớp thì tất nhiên sẽ có chủ đề để trò chuyện. Nếu nói đến một ý tưởng nào đó thì rất có thể sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Hoắc Khải là chủ cửa hàng, đương nhiên anh cũng tham gia vào, người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy anh có địa vị thấp nhất. Nhưng trong lúc trò chuyện, anh lại thường xuyên chiếm thế chủ đạo, những khi anh nói, tất cả mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Không ai chen ngang cả, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ để chứng minh địa vị của anh rồi. Nhìn chồng mình cười nói và kiểm soát cuộc trò chuyện một cách tự tin như thế. Nét tôn sùng và vui mừng trong mắt Ninh Thần càng thêm rõ rệt. Cô gái nào chẳng mong rằng chồng mình đứng trên đỉnh thế gian. Để tất cả mọi người phải ngưỡng mộ, có lẽ Hoắc Khải vẫn chưa làm được đến mức ấy, nhưng anh đã có chiều hướng đó rồi, hơn nữa đã bước vào phạm vi đó, đạt tới cấp bậc như thế này, hiện tại người sở hữu hơn 1 tỷ phải nghe anh nói. Trong tương lai thậm chí sẽ có cả người sở hữu cả mấy chục mấy trăm tỷ. Biểu hiện của Hoắc Khải cũng khiến họ hàng hai gia đình Ninh Đặng trầm mặc. Bọn họ vẫn giữ nguyên ấn tượng cũ rích bao năm trước.
tưởng rằng con rể của Ninh Quốc Năng là một kẻ bất tài. Bây giờ mới đột nhiên nhận ra rằng mình đã sai, kẻ bất tài ấy đã trưởng thành, không còn gác giáo xin hàng nữa, ngược lại còn tiến công với quy mô lớn, đánh mọi người bĩnh ra quần. Mấy phút sau, lại có một vị khách quý có máu mặt tới, người đó không phải ai khác mà chính là phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại tỉnh. Ông trùm hoa quả nước tiếng gần xa, lúc được giới thiệu thân phận của Hạ Hoàng Viễn, mọi người đều đã mất cảm giác rồi, từng doanh nhân một tới đây, khiến bọn họ bứt rứt khó chịu, cứ cảm thấy cái cửa hàng này quá nhỏ, không có chỗ dành cho mình, nhất là khi Hạ Hoàng Viễn thuận miệng hỏi việc kinh doanh hiện giờ đến đâu rồi. Đợi sau này phát triển hơn thì có thể tham gia vào Hiệp hội Thương mại được. Ninh Thần là tổng giám đốc của Hy vọng mới. Sau khi bắt tay với Hạ Hoàng Viễn, cô bắt đầu giảng giải quy mô của công ty, khi được biết chỉ kinh doanh sản phẩm giảm béo mà mức tiêu thụ một tháng đã là 5,6 triệu trở lên, ngay cả Hạ Hoàng Viễn cũng hơi kinh ngạc, ông ấy nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt tán thưởng và ngạc nhiên. Ngay lúc ở công ty chi nhánh, Hạ Hoàng Viễn đã nhận thấy chàng trai này không phải kẻ soàng xĩnh. Sớm muộn gì cũng sẽ hóa rồng bay lên trời cao, nhưng không ngờ mới mấy tháng mà anh đã đạt được thành tích tốt đến thế. Tuy rằng đối với chùm hoa quả thì mức tiêu thụ mấy triệu một tháng cũng không hẳn là chói lọi. Nhưng phải biết rằng mấy tháng trước cửa hàng tao bao của Ninh Thần còn chưa bán được 1.000 tệ một năm. Có thể nói là rất ế ẩm, từ 1.000 một năm đến mấy triệu một tháng, khoảng cách ấy thực sự quá lớn, lớn đến mức không một ai dám coi thường. Hơn nữa Hạ Hoàng Viễn biết Ninh Thần không phải người tạo ra thành tích ấy. Cậu Lý quả không phải người thường, tài kinh doanh này khiến anh cũng cảm thấy không sánh bằng. Hạ Hoàng Viễn nói, Hoắc Khải cười nói, em chỉ đứng trên vai người khổng lồ, ăn may hái được quả ngon, nương theo thời thế mà thôi. Các cậu làm thực phẩm giảm cân thì chắc cũng kết hợp với hoa quả nhỉ. Cửa hàng hoa quả Hồng Nguyên của anh có thể tham gia vào không? Hạ Hoàng Viễn nói với vẻ mặt mong chờ. 100% giá vốn, không lấy một đồng lợi nhuận nào cả. Chuyện này tạm thời chưa được, bởi vì em đã hợp tác với hai trang trại rồi. Hoắc Khải trả lời, Hạ Hoàng Viễn lập tức tỏ vẻ tiếc nuối. Có kiếm được tiền không đều không quan trọng, nhưng nếu thực phẩm giảm cân tiêu thụ được trên cả nước như những gì Hoắc Khải nói. Cửa hàng hoa quả Hoàng Nguyên của ông ấy tham gia vào thì chẳng khác nào được quảng cáo lâu dài trên cả nước. Điều quan trọng nhất là không tốn một đồng tiền quảng cáo nào. Người khác kinh doanh đều phải xem có kiếm được tiền không. Nhưng tới cấp độ của Hạ Hoàng Viễn thì phải nhìn vào lợi ích lâu dài. Nếu không mất tiền quảng cáo mà có thể đánh bóng tên tuổi của cửa hàng hoa quả Hoàng Nguyên. Sau này đến lúc tới các tỉnh thành khác mở chuỗi các cửa hàng hoa quả thì sẽ hòa nhập thị trường hơn nhiều. Đầu óc kinh doanh của Hoắc Khải hơn ông ấy là cái chắc. Đương nhiên là anh biết Hạ Hoàng Viễn muốn điều gì. Cửa hàng hoa quả đúng là có thể cung cấp hàng với giá vốn. Chưa bàn tới chuyện khác, với mối quan hệ của bọn họ thì giá bán này cũng là điều bình thường. Nhưng quan hệ là quan hệ, kinh doanh là kinh doanh, đôi ba cái lợi ích vụn vặt thì Hoắc Khải sẵn sàng lấy ra làm ơn tình. Nhưng trong hoạt động quảng cáo sản phẩm với quy mô cả nước như thế này, Hạ Hoàng Viễn muốn chen chân vào thì phải đánh đổi bằng hành động thực tế nào đó mới được. Có lẽ sẽ có người nói rằng Hoắc Khải thấy lợi ích là bỏ quên tình nghĩa. Anh không nhớ lúc trước Hạ Hoàng Viễn đã giúp mình thế nào sao? Nhưng đối với Hoắc Khải, mục tiêu mà anh muốn thực hiện còn khó khăn hơn việc thành lập một công ty có giá trị mấy chục tỷ. Thời gian dành cho anh lại không có nhiều, muốn đạt được mục đích sớm thì bắt buộc phải từ bỏ một phần tình cảm cá nhân. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 206, món quà xịn nhất, gocchuyenaudio.com. Huống chi xét theo góc độ lý trí thì Hoắc Khải cũng chẳng làm sai gì cả. Hoạt động giảm cân của anh lần này có thể nói là đã bắt đầu lan ra khắp cả nước. Có thể hiệu quả trong tương lai còn ngang với hoạt động cá chép trên Taobao. Dù sao hoạt động cá chép có thể xuất hiện trước tất cả người tiêu dùng. Không có cái gọi là mục tiêu cụ thể, sản phẩm giảm béo thì chỉ hướng tới những người cần giảm béo hoặc là có hứng thú với hoạt động này. Hoắc Khải đã bỏ ra mấy triệu, sao anh lại để người khác hái quả miễn phí chỉ vì tình cảm riêng tư cho được? Hạ Hoàng Viễn không phải thương nhân bình thường, tất nhiên ông ấy sẽ không trở mặt với Hoắc Khải vì chuyện này. Ngược lại còn đánh giá cao khả năng kinh doanh của Hoắc Khải và coi trọng anh hơn. Lúc này, Ninh Tử Phàm kéo tay Ninh Thần và hỏi với vẻ mặt hưng phấn. Chị à, cửa hàng tao bao của chị một tháng kiếm được mấy triệu thật hả? Mặc dù đám họ hàng xung quanh không hỏi tới vấn đề này, nhưng không có nghĩa là bọn họ không tò mò. Lúc Ninh Tử Phàm lên tiếng hỏi, bọn họ đứng cạnh tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thực tế đã dựng tai lên hết rồi. Ninh Thần không có ý định giấu giếm, cô gật đầu nói, hiện tại trung bình một ngày bán được 270-280 ngàn. Lý Phong nói đợi đến khi chính thức tung ra thực phẩm giảm cân thì sẽ có một thời kỳ bùng nổ. Áng chừng cao nhất có thể đạt mốc 400-500 ngàn một ngày. Trời ạ, vậy thì một tháng phải bán được hàng chục triệu à? Ninh Tử Phàm ngạc nhiên hô lên. Đặng Hương Ấn đứng cách đó khá gần nên nghe thấy rõ nhất. Hiện giờ người phụ nữ giỏi kiếm tiền nhất trong cả họ đang ngây ra như phỗng. Đúng là bà ta đã làm trong ngành ẩm thực rất nhiều năm. Cũng từng bán online, nhưng bán online thì phải chia phần trăm cho kênh bán hàng. Còn phải thanh toán tiền cho shipper, mỗi thứ một ít như thế nên số tiền kiếm được không nhiều.
còn lâu mới có lợi nhuận cao bằng bán tại cửa hàng. Vậy nên bà ta vẫn luôn đánh giá thấp việc bán online. Giờ đây Ninh Thần nói ít nhất một ngày bán được hơn 200 ngàn. Cho dù thứ cô bán là sản phẩm giảm béo thì con số này cũng đủ để làm người ta khiếp sợ rồi. Ninh Tử Phàm lại hỏi một câu, lời được bao nhiêu, nghe nói sản phẩm giảm béo lãi nhiều lắm thì phải, tổ chức hoạt động thì chắc là sẽ bán với giá thấp. Chắc không lời được bao nhiêu đâu nhỉ, Đặng Hương Ấn nói theo bản năng. Ninh Thần trả lời, không phải, bọn cháu bỏ ra 8 triệu để đóng cổ phần vào công ty giảm béo. Hiện tại là cổ đông lớn, vậy nên lấy được giá gốc, nếu không tính chi phí tổ chức hoạt động thì lợi nhuận vào khoảng 70-80%, tuy rằng chi phí cho hoạt động cũng mất mấy triệu, nhưng sau một tháng là hồi vốn, hơn nữa cơn suất từ hoạt động ấy vẫn sẽ tăng cao. Theo những gì Lý Phong tính thì một năm sẽ bán được hơn 100 triệu. Nếu nói rằng những tin tức lúc trước khiến đám họ Hàng run rẩy trong lòng, vậy thì lúc này bọn họ sắp ngừng thở luôn rồi. Đối với người bình thường, một năm kiếm được tiền triệu đã là giỏi lắm rồi, lên đến tiền chục triệu có thể nói là hết sức giật gân. Còn 100 triệu một năm thì bọn họ chẳng dám nghĩ tới. Vốn dĩ Đặng Hương Ấn còn định ỷ vào chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm cho lớp trẻ, để bọn họ biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Bây giờ bà ta cũng nhận ra rồi, một năm bán được 100 triệu, cho dù tốn phí tổ chức hoạt động thì đã sao, chẳng phải Ninh Thần đã nói rồi đó thôi, tổng cộng cũng chỉ mất mấy triệu, 70% lợi nhuận là 70 triệu, trừ đi 20 triệu tiêu xài thì vẫn còn 50 triệu. Kể cả trúng số độc đắc thì cũng phải trúng 5 triệu 10 lần liền mới được. Nghe vậy, đôi mắt của Ninh Tử Phàm sáng rực lên, cậu ta nói, chị, em học quản lý tài chính ở đại học, đến lúc tốt nghiệp em làm chung với chị có được không? Hai vợ chồng Ninh Quốc Diệu và Diêm Chiêu Tĩnh đều hồi hộp nhìn Ninh Thần. Mặc dù lúc đầu bọn họ cảm thấy Ninh Thần và Hoắc Khải không biết buôn bán, phí tiền thuê nhiều đầu bếp, nhưng lúc này suy nghĩ nông cạn ấy đã tắt ngấm rồi. Thay vào đó là sự kinh hãi và kỳ vọng, nếu con bọn họ được tham gia vào mối làm ăn có thể kiếm được mấy chục triệu một năm này. Không cần mơ mộng gì nhiều, chỉ cần hút chút canh thôi thì cũng phải được mấy trăm ngàn ấy chứ. Xã hội thời nay cạnh tranh kịch liệt như thế, ai ai cũng kêu rằng tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp. Đại đa số sinh viên tốt nghiệp chính quy có mức lương 6-7 ngàn trong vòng 2 năm đã là khá lắm rồi, rất ít người đạt quá 10 ngàn, nếu một năm kiếm được mấy trăm ngàn thì có thể nói là khá trâu bò. Ai cũng mong con mình nên người, có họ hàng để dựa dẫm thì tất nhiên là phải bắt lấy cơ hội này. Vốn dĩ Ninh Thần định đồng ý ngay, dù sao cũng là họ hàng, Ninh Tử Phàm lại khá nhanh trí, cũng được mọi người trong họ yêu quý. Nhưng mới hé miệng ra thì cô lại nghĩ rằng chuyện này vẫn phải bàn với chồng đã. Dù sao việc làm ăn không phải của một mình cô, nếu không bàn bạc gì mà đồng ý ngay thì không tôn trọng nhau gì cả. Thế là Ninh sửa miệng, chuyện này không vội, còn một năm nữa em mới tốt nghiệp cơ mà, để lúc nào anh bàn với anh rể em đã, đến đại học năm tư là bọn em được đi thực tập. Sắp rồi, chỉ mấy tháng nữa thôi, chị nhất định phải nói với anh rể, đến lúc đó cho em làm với anh chị nha, đợi về trường học em sẽ học thêm kiến thức về thương mại điện tử. Sau này nhất định sẽ giúp được anh chị, Ninh Tử Phàm hào hứng nói, Đặng Tuấn Mai và Ninh Quốc Năng ở bên cạnh tươi cười hớn hở. Lúc đám họ hàng mới tới, bọn họ tức đến phát điên, nhất là Đặng Hương Ấn, bắt bẻ đủ trò, nói bà ta thì lại không hay, bây giờ thì hay rồi, mấy nhân vật máu mặt tới đây làm bọn họ nở mày nở mặt. Ninh Tử Phàm lại chủ động xin làm cùng, bọn họ càng cảm thấy tự hào và kiêu ngạo, vậy nên Ninh Quốc Năng bèn nói. Tử Phàm, cháu cứ yên tâm, cháu không biết chị cháu là người thế nào hay sao mà còn phải nói tới chuyện nhỏ này. Tốt nghiệp xong là cháu cứ yên tâm làm việc cho chị cháu. Cứ chăm chỉ là đảm bảo không lo thiếu tiền. Nghe vậy, Ninh Tử Phàm càng thêm mừng rỡ. Cậu ta vội vàng nói với Ninh Quốc Năng, cảm ơn bác hai, cháu nhất định sẽ cố gắng. Thằng bé này có chí tiến thủ, khá đấy. Đặng Tuấn Mai cũng cười ha ha nói, Ninh Quốc Diệu là đàn ông nên ngại mở miệng. Diêm Chiêu Tĩnh thì không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần con mình tìm được công việc tốt, ai còn quan tâm tới mặt mũi gì nữa, mặt mũi có đổi thành tiền được không? Thế là bà ta lập tức cầm tay Ninh Thần, thái độ ân cần thân thiết. Ninh Thần này, sau này Tử Phàm phải nhờ cả vào cháu rồi, nó có chỗ nào không hiểu thì cháu dạy nó, nếu nó không chịu học thì cháu cứ đánh cho nó một trận. Chú thím hứa là sẽ không ngăn cản, người nhà nói vậy khiến Ninh Thần không mở lời được nữa. Trực giác mách bảo cô rằng với tính cách của chồng, anh sẽ không dễ gì đồng ý chuyện này. Lúc đăng tin tuyển dụng, Ninh Thần đã xem tiêu chuẩn lựa chọn của Hoắc Khải rồi. Phải nói là cực kỳ nghiêm ngặt, sinh viên còn chưa tốt nghiệp như Ninh Tử Phàm chắc chắn không thể lọt vào mắt anh được. Nhỡ đâu đến lúc đó anh không đồng ý thì phải ăn nói thế nào? Nhưng hiện tại mà từ chối thì lại làm mất mặt bố mẹ. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đều đang cười tươi như hoa kia kìa. Ninh Thần là một cô con gái hiếu thuận, trước kia bố mẹ cô phải chịu nhiều ấm ức vì cô. Bây giờ cô muốn được đền đáp hai ông bà, trong lúc cô đang do dự, Hoắc Khải bước tới nói, tổng giám đốc Liêu chuẩn bị đi rồi, chúng ta cùng đi tiễn ông ấy đi. Ninh Thần hoàn hồn lại,
cô vội vàng đáp lời rồi đi tiễn Liêu Thiên Bằng. Đợi Liêu Thiên Bằng lên xe đi khỏi đó và quay lại cửa hàng, Hoắc Khải chú ý thấy Ninh Thần có gì đó không đúng cho lắm. Trông nét mặt của cô hơi khó xử, thế là anh bèn hỏi, em sao vậy? Dạ, không sao, Ninh Thần vô thức phủ nhận. Hoắc Khải chỉ nhìn cô chứ không hỏi thêm nữa. Ninh Thần cũng biết mình không thể giấu được chồng nên đành nói. Về nhà rồi em nói với anh. Hoắc Khải biết cô có chuyện khó nói, không thể nói trước mặt người ngoài được, vậy nên anh không hỏi nữa. Bọn họ vừa vào cửa hàng thì một chiếc xe hiệu Mercedes dừng lại trước cửa. Một cặp nam nữ bước xuống xe, cậu thanh niên trông có vẻ ít hơn Ninh Thần 2-3 tuổi tươi cười hỏi, em không tới muộn chứ? Cậu ta là Hà Vân Kiệt, con trai của Đặng Hương Ấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta vẫn làm ở quán ăn với bố mẹ, người cùng đi với cậu ta là Đường Hiểu Mạn, bạn gái của cậu ta. Bởi vì bố mẹ làm ăn khá giả, có điều kiện hơn những họ hàng khác, vậy nên Hà Vân Kiệt luôn khá tự tin. Lúc này tới đây, cậu ta không hề luống cuống chút nào, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Đợi đến lúc tới chỗ Hoắc Khải và Ninh Thần, cậu ta cười ha ha giơ thứ đồ trong tay ra và nói. Chị Thần, đừng nói là thằng em này không có lòng đấy nhé, đây là món quà mà em nhờ bạn mua cho anh chị. Mất hơn 8.000 đấy, chắc trong những người tới đây hôm nay không có ai tặng quà xịn hơn được nữa đâu. Vừa dứt lời, người trong cả cửa hàng đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 207, ông ấy chính là Liêu Thiên Bằng. Gocchuyenaudio.com, bình thường gia đình họ Hàng có việc vui gì thì tiền quà cấp tối đa chỉ vào khoảng 2.000-3.000, lần nào gia đình Đặng Hương Ấn cũng luôn là người tặng nhiều nhất. Người khác tặng 2.000, bọn họ tặng 8.000, người khác tặng 3.000, bọn họ sẽ tặng 10.000, cầm một cục tiền để họ Hàng nhìn với ánh mắt ngạc nhiên và hâm mộ. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, vậy nên hôm nay cửa hàng của Ninh Thần khai trương. Mặc dù bình thường Hà Vân Kiệt rất ít qua lại với người chị họ này, nhưng cậu ta vẫn mua món quà 7.000-8.000, theo cậu ta thấy, đây là thứ xịn nhất của ngày hôm nay rồi, không ai có thể vượt mặt cậu ta được. Trong lúc tặng quà, Hà Vân Kiệt còn cố tình quan sát biểu cảm của họ Hàng. Nhưng biểu cảm quen thuộc khiến cậu ta cảm thấy sung sướng ấy không hề xuất hiện. Ngược lại ai nấy đều mang vẻ mặt rất kỳ lạ. Lúc này, Đặng Hương Ấn ho vài tiếng, bà ta bước tới nói, Vân Kiệt, sao con tới muộn thế? Đã ăn sáng chưa? Vừa rồi nhóm Liêu Thiên Bằng toàn tặng đồ có giá trị tiền triệu. So với bọn họ thì 7.000-8.000 này của Hà Vân Kiệt có đáng là gì? Huống chi cậu ta còn tỏ vẻ kiêu ngạo như thế, khiến Đặng Hương Ấn vô cùng xấu hổ, chỉ có thể đứng ra chuyển chủ đề. Thế nhưng Hà Vân Kiệt không hiểu điều đó, ngược lại con tiện đà trả lời Đặng Hương Ấn, tại con đi mua quà cho chị Ninh Thần mà, mẹ không biết đâu, thứ này khó mua lắm, nếu con không nhờ và bạn mua chỗ người quen thì dù có bỏ ra 10.000 cũng không mua được. Cậu ta càng nói càng hăng. Đặng Hương Ấn thì càng nghe càng xấu hổ, bà ta vội vàng kéo cậu ta lại và nói, được rồi, đừng nói chuyện quà cáp mãi như thế, chắc là chị con vẫn chưa gặp Hiểu Mạn đâu nhỉ, con mau giới thiệu đi. Hà Vân Kiệt cười ha ha, nói với cô gái trẻ tuổi bên cạnh, Hiểu Mạn, giới thiệu với em, đây là con gái của dì ba anh, em gọi chị ấy là chị Thần là được rồi. Chị Thần, cô ấy là Đường Hiểu Mạn, là bạn gái của em. Ninh Thần khách khí vươn tay ra nói, chào em, Hiểu Mạn, chào chị, có vẻ như Đường Hiểu Mạn không thích những trường hợp như thế này cho lắm. Nói chuyện không mấy mặn mà, Hà Vân Kiệt không để trong lòng, cậu ta nhìn sang phòng bếp, hỏi Ninh Thần xem đang làm món gì, cậu ta hoàn toàn không có ý định giới thiệu Hoắc Khải. Khiến Đặng Hương Ấn càng thêm lúng túng, bà ta đành phải nhắc nhở, Vân Kiệt, con vẫn chưa giới thiệu anh rể kìa. Hà Vân Kiệt nhìn bà ta rồi ồ một tiếng, chỉ cho rằng mẹ không muốn làm bầu không khí trở nên căng thẳng trước mặt con dâu. Bèn chỉ vào Hoắc Khải và nói thản nhiên, đó là Lý Phong, chồng chị Thần, trước kia Đường Hiểu Mạn cũng đã nghe cậu ta kể chuyện về Ninh Thần và Lý Phong. Biết người đàn ông này là một kẻ vô dụng, chẳng có tài cán gì, chỉ biết dựa dẫm vào vợ, Đường Hiểu Mạn chẳng có một chút thiện cảm nào với kiểu đàn ông như thế. Cô ta chỉ chào một câu lấy lệ, còn lạnh lùng hơn cả lúc nói chuyện với Ninh Thần, thái độ của cặp đôi này khiến bầu không khí hơi mất tự nhiên. Đặng Hương Ấn sốt ruột trong lòng, nhưng vì không tiện nói thẳng ra nên chỉ có thể nháy mắt với con trai liên tục. Thế nhưng Hà Vân Kiệt chẳng hề quan tâm tới chuyện đó. Cậu ta tới đây là để nổi bật, không phải là để làm thân với ai. Lúc này Liêu Thiên Bằng bỗng nhìn Đường Hiểu Mạn và nói. Cô này, bố cô là Đường Kiến Thiết à? Đường Hiểu Mạn nhìn ông ta. Ông biết bố tôi à? Có qua lại nghề nghiệp với nhau đôi chút, có một lần hình như tổ chức sinh nhật cô ở quốc tế Phương Hoa thì phải. Chắc cô cũng không nhớ đâu, đã là người quen thì lúc nào gọi bố cô tới gặp nhau. Liêu Thiên Bằng cười nói, nếu ông ta nhớ không nhầm thì bố của Đường Hiểu Mạn làm về gạch đá ốp tường. Nhà máy của ông ta nằm trên địa bàn của Liêu Thiên Bằng. Mặc dù nhà máy là do chính Đường Kiến Thiết xây dựng nhưng đất là của Liêu Thiên Bằng. Năm nào cũng phải thanh toán tiền thuê, bình thường Đường Kiến Thiết gặp Liêu Thiên Bằng luôn phải khách khí gọi ông ta là Tổng Giám Đốc Liêu. Tuy rằng đất là của Liêu Thiên Bằng, nhưng để gặp được Tổng Giám Đốc Liêu thì không hề dễ dàng chút nào. Những chuyện về phương diện tài vụ có người phụ trách,
không cần Liêu Thiên Bằng phải nhúng tay vào, chỉ cần là người làm ăn bên phía ngoại thành thì hầu như ai chẳng muốn làm thân với Liêu Thiên Bằng. Ai chẳng biết tổng giám đốc Liêu này là một địa chủ lớn. Tuy không mấy rêu rao, nhưng lại có thực lực hơn người, Đường Kiến Thiết kinh doanh gạch ốp tường, cũng được coi là có tiếng trong thành phố, tài sản khoảng 1-20 triệu, cũng có một số người muốn bợ đỡ ông ta, bởi vì không biết thân phận của Liêu Thiên Bằng, hơn nữa trong này toàn là họ hàng hai gia đình Ninh Đặng. Vậy nên Đường Hiểu Mạn còn tưởng rằng người này cũng muốn làm thân với bố mình. Sáng sớm ra đã bị Hà Vân Kiệt kéo tới tham gia lễ khai trương gì đó. Trong lòng cô ta vốn đã khó chịu rồi, cô ta có quen biết gì đâu, tới đây để làm gì, bây giờ Liêu Thiên Bằng chủ động mời. Trong lòng Đường Hiểu Mạn càng khinh thường hơn, cô ta nói, thật ngại quá, bố tôi buôn bán rất bận, chưa chắc đã có thời gian. Liêu Thiên Bằng hơi ngây ra, trong mấy năm gần đây ngoài Hoắc Khải ra thì chưa có ai từ chối ông ta cả. Không ngờ lúc này lại bị từ chối một lần, thế nhưng Hoắc Khải từ chối là bởi vì tầm nhìn cao và có bản lĩnh thật sự. Liêu Thiên Bằng không cảm thấy có vấn đề gì cả, nhưng ông ta lại thấy rõ nét khinh thường trong mắt Đường Hiểu Mạn. Sau một lát ngẩn ngơ, ông ta cười nói, thế thì thôi vậy, Đặng Hương Ấn ở bên cạnh sốt ruột không thôi. Trong lòng mắng Đường Hiểu Mạn một trận tơi bời, con bé này, có biết người ta là ai không mà lại từ chối thẳng thừng như thế. Đừng nói bố cô buôn bán gạch ốp tường, cho dù làm về vàng bạc châu báu thì cũng đã sao. Trong thành phố chúng ta, mấy ai dám không nể mặt Liêu Thiên Bằng, nhưng cho dù có sốt sắng đến đâu đi chăng nữa thì có một số chuyện Đặng Hương Ấn vẫn không dám nói ngay trước mặt Liêu Thiên Bằng. Chỉ có thể nháy mắt với Đường Hiểu Mạn liên tục, Đường Hiểu Mạn nhìn thấy ám hiệu của bà ta, trong lòng càng thêm khó chịu. Sao, không nể mặt người nhà các người là ra sức nháy mắt. Có gì ghê gớm lắm hả, cô ta còn trẻ, suy nghĩ theo lối sống hiện đại, chưa bao giờ cho rằng yêu ai thì phải yêu cả đường đi. Nói chuyện với anh là nể mặt anh, không nói chuyện với anh thì anh cũng chẳng làm gì được. Vậy nên Đường Hiểu Mạn cứ coi như không nhìn thấy, Đặng Hương Ấn tức gần chết, bà ta biết Đường Hiểu Mạn được nuông chiều từ nhỏ nên mắc bệnh công chúa. Nhưng cũng phải biết phân chia thời gian địa điểm chứ, với trường hợp như ngày hôm nay, đây là nơi để cô ra vẻ ta đây sao? Lúc này, Liêu Thiên Bằng nói với Hoắc Khải, cậu Lý, bên công ty còn có chuyện, tôi đi trước nhé, khi nào cậu rảnh thì nhớ tìm tôi uống rượu, cả tổng giám đốc Phương, giám đốc Cơ, hội trưởng Hạ nữa, chúng ta cùng gặp mặt, nhóm Phương Sương Thịnh, Cơ Hương Ngưng và Hạ Hoàng Viễn đều nhiệt tình đi theo Hoắc Khải tiễn Liêu Thiên Bằng đi. Bọn họ vừa đi là Đặng Hương Ấn lập tức kéo Hà Vân Kiệt và Đường Hiểu Mạn vào một góc rồi nói nhỏ. Lần này hai đứa gây ra tai họa lớn rồi, Hà Vân Kiệt không hiểu, Đường Hiểu Mạn thì bĩu môi nói, cô quan trọng hóa vấn đề rồi ấy chứ. Cháu chỉ nói là bố cháu bận thôi, sao lại là gây ra tai họa được, cháu còn nói nữa, có biết người vừa rồi là ai không? Là ai? Tuy rằng nói như thế, nhưng Đường Hiểu Mạn tỏ ra hững hờ, không biết là ông chủ của công ty nhỏ nào mà tổng giám đốc này tổng giám đốc nọ. Họ hàng nèo rớt của các người thì quen biết được với nhân vật lớn gì cho cam. Đặng Hương Ấn bực bội nói, ông ấy chính là Liêu Thiên Bằng, danh nhân nổi tiếng trong thành phố chúng ta, xưởng gạch ốp tường của bố cháu ở ngoại thành đúng không? Chưa biết chừng ở ngay trên địa bàn của tổng giám đốc Liêu đây. Nghe vậy, Hà Vân Kiệt và Đường Hiểu Mạn đều sửng sốt, Liêu Thiên Bằng, cái tên này nghe quen quen thì phải. Đặng Hương Ấn nhắc đến vị trí của xưởng gạch, trong đầu Đường Hiểu Mạn bỗng lóe sáng. Đúng rồi, hình như bố từng nói là thuê mặt bằng của một tổng giám đốc họ Liêu. Sao lại thế được, ông ta là Liêu Thiên Bằng ấy hả? Hà Vân Kiệt cũng nhìn về phía Đường Hiểu Mạn với vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi. Chẳng phải bố em nói mặt bằng nhà máy là do Liêu Thiên Bằng cho thuê sao? Em không biết ông ta à, Đường Hiểu Mạn bắt đầu hoảng hốt. Em nào biết, tốt nghiệp đại học xong là cô ta không đi tìm việc. Thường ngày đi chơi khắp nơi với bạn bè, làm sao mà biết chuyện làm ăn của bố, từng nghe nói tới Liêu Thiên Bằng đã là khá lắm rồi. Đặng Hương Ấn tỏ vẻ chán nản, cháu chẳng biết lựa lời gì cả, tổng giám đốc Liêu mời bố cháu ăn cơm mà cháu còn từ chối ngay. Cô tức thay cho bố cháu rồi đây này, hiện tại Đường Hiểu Mạn đã hoảng lắm rồi. Nếu người vừa rồi là tổng giám đốc Liêu mà bố cô ta nói tới thật thì hình như lần này cô ta gây ra tai họa lớn thật rồi. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 208, người cả ra, góc chuyện audio.com, Đặng Hương Ấn cũng không quan tâm Đường Hiểu Mạn nghĩ gì. Dù sao cô ta gây tội thì người chịu thiệt là bố cô ta. Chẳng liên quan đến mình lắm, bà ta quay ra giáo huấn Hà Vân Kiệt, con đừng có làm như kiểu cả thiên hạ này chỉ có con giàu nhất vậy. Cái món quà của con chẳng là cái gì cả. Khoe khoang làm gì, còn sợ mẹ không đủ mất mặt à, bốn nhân vật lớn lần lượt đến thăm. Cộng thêm thu nhập cửa hàng tao bao của Ninh Thần đã làm phòng tuyến tâm lý của Đặng Hương Ấn sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ bà ta chỉ muốn làm người tàng hình, tốt nhất là không ai thấy được bản thân mình. Đáng tiếc là, con trai và con dâu tương lai lại là một quả lớn. Đẹp cả mặt, tuy rằng lúc nãy bị Liêu Thiên Bằng tiếng tăm lẫy lừng làm cho kinh ngạc. Nhưng nhắc đến quà tặng thì Hà Vân Kiệt lại có chút không phục. Nói, quà con tặng thì làm sao, vốn đã là tốt nhất rồi. Mẹ xem nhà chúng ta còn có ai tặng món gì tốt hơn con không?
nhà chúng ta đúng là không có, nhưng mấy người bạn của anh rể Lý Phong còn có đấy. Đặng Hương Ấn nói tiếp, tổng giám đốc Liêu người ta vừa đến cái là đã tặng 100 triệu đơn để ủng hộ. Cái ông béo lúc nãy con có nhìn rõ không? Người ta là tổng giám đốc công ty bất động sản Sương Thịnh. Tài sản lên đến 10 mấy tỷ tệ, chẳng tặng gì mà chỉ tặng 2 hộp chè, 600.000 tệ nửa cân đấy, tặng cả 1 cân, còn có người phụ nữ xinh đẹp kia, tổng giám đốc công ty chi nhánh nhà họ Cơ, tặng con bò vàng ròng, nặng tận 2 cân, giá trị phải hơn 700.000 tệ, con nói xem, so với mấy món quà của bọn họ, của con tính là cái khỉ gì? Hà Vân Kiệt với Đường Hiểu Mạn nghe đến ngây ngốc, chuyện động chút là những món quà trên 100 triệu là điều mà họ không hề nghĩ tới. Lúc trước bỏ ra 7-8 ngàn tệ mua quà tặng, Đường Hiểu Mạn còn càm giảm Hà Vân Kiệt bị dở hơi. Người chị họ cũng chẳng bao giờ đi lại khai trương cửa hàng. Tặng đồ tốt như vậy để làm gì, họ cũng không biết thưởng thức, nhưng bây giờ cô ta đã không còn nghĩ như vậy nữa. Đây còn chưa hết, Đặng Hương Ấn nói tiếp, người đàn ông cao cao khi nãy là phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại tỉnh. Ông vua hoa quả Hạ Hoàng Viễn, biết cửa hàng hoa quả Hạ Hoàng Viễn không? Mấy người này đều có quan hệ tốt với anh rể của con Lâm đấy. Cả mặt Hà Vân Kiệt tràn ngập sự nghi ngờ, chỉ có thể bất giác chất vấn, không thể nào chứ người như Lý Phong làm sao có thể quan hệ tốt với nhân vật như vậy được. Hồi trước cũng chưa từng nghe nói đến mà, con hỏi mẹ, mẹ hỏi ai được, Đặng Hương Ấn trừng mắt, nói, con có cửa hàng này, có phải vừa vào đã thấy chỗ này không tốt chỗ kia không tốt không? Mẹ nói cho con biết, con đừng có mà nói những thứ ấy nữa, có biết cửa hàng tao bao của chị con bây giờ 1 tháng kiếm được bao nhiêu tiền không? Ít nhất là 6 triệu tệ. Hơn nữa vợ chồng nhà người ta còn là cổ đông lớn của công ty giảm béo. Bỏ 8 triệu tệ mua cổ phiếu, nghe nói trong vòng 1 năm có thể đạt được lượng tiêu thụ 100 triệu tệ. Lợi nhuận dòng lớn hơn 70, Hà Vân Kiệt ngốc luôn, Đường Hiểu Mạn cũng ngây ra, doanh thu 1 tháng 6 triệu tệ đã là con số khiến bọn họ chấn kinh rồi. Nhưng so với doanh thu 100 triệu 1 năm lại càng làm nổi bật lên sự nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì con số đột nhiên nhảy từ 7 đơn vị lên đến 9 đơn vị. Sự cách biệt này thực sự lớn đến mức khó tin. Không, không thể, đừng có nói cái gì không thể nữa. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, hai vợ chồng chị con đã không còn giống ngày trước nữa. Con không thấy gì dựa con dạo này số lần nói chuyện trong nhóm của dòng họ tăng lên rõ rệt rồi hay sao? Lúc trước hồi con rể còn vô dụng, con thấy hai người họ có lên tiếng được mấy lần, Đặng Hương Ấn nói, hai người nhóm Hà Vân Kiệt nệt mặt ra, tất cả những việc mà Đặng Hương Ấn vừa nói đã đả kích bọn họ rất nặng. Nhất thời khó mà tiêu hóa được, Đặng Hương Ấn cũng không nói gì thêm. Thực ra việc tường thuật lại một lượt những tin tức mới có được ngày hôm nay cũng làm bà ta cảm thấy không kịp hít thở. Kinh ngạc quá đi mất, sốc không tả nổi, cứ như là một tên ăn mày đột nhiên cởi áo khoác bẩn thỉu trên người. Lộ ra bộ giáp hoàng kim, gầm lên mạnh mẽ, xông lên, rõ ràng nửa năm trước còn là đứa vô dụng, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi lớn đến thế, là bởi vì trước đó bọn họ quá khiêm tốn, hay còn vì lý do nào khác nữa? Đặng Hương Ấn không dám nói. Cũng không dám hỏi, Hoắc Khải và Ninh Thần đứng ở cửa nói chuyện với đám người Cơ Hương Ngưng và Phương Sương Thịnh. Qua một lúc sau, bọn họ lần lượt rời đi, hai người cũng quay lại cửa hàng. Trong lúc bọn họ rời đi, đám họ hàng cũng trật tự hẳn, ai cũng ngó trái ngó phải, không chịu mở lời, nói gì bây giờ, nói gì cũng gượng gạo, còn không bằng im miệng luôn. Thế nào gọi là sống một ngày bằng một năm, bây giờ chính là như vậy, quan trọng nhất là còn không ai dám đòi đi, bày vẽ ra cho anh một cảnh tượng hoành tráng như thế rồi. Bây giờ mà đòi đi. Có không nể mặt người ta quá không? Chỉ có hai vợ chồng Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai là tỏ ra bình thường nhất. Mặt mũi cười tâu toét, còn bóc gói thuốc mà Phương Sương Thịnh tặng ra, chia đều một vòng, đến đầu bếp cũng mỗi người một điếu. Tuy rằng là loại thuốc cần 200 tệ một bao mà chia như thế cũng có chút đau lòng. Nhưng nếu đã đây là đồ người khác tặng thì Ninh Quốc Năng có thể cắn răng chịu được. Chỉ có điều, dù là thuốc đắt nhưng lúc hút lại không tốt như trong tưởng tượng. Còn có chút cay họng, có mấy người hút đến nỗi ho khục khặc, nhưng chẳng ai dám vứt đi. Thuốc lá của tổng giám đốc công ty bất động sản Sương Thịnh mà anh dám vứt. Hút không quen là do anh không hiểu được phẩm vị của giới thượng lưu. Lúc Hoắc Khải quay lại thì thấy một đám người đang im lặng hút thuốc. Làm cho cửa hàng trông cứ như vừa có hỏa hoạn, Ninh Thần hơi cau mày, bất giác che mũi lại. Phụ nữ thường không thích khói thuốc, Ninh Thần cũng không ngoại lệ. Ninh Quốc Năng thấy con gái cau mày, liền vội vàng dập đầu thuốc trong tay. Những người khác cũng học theo y hệt, Ninh Thần thấy bọn họ vội vàng dập đầu thuốc, lại càng cảm thấy ngại ngùng. Hoắc Khải bước lại bỏ xì gà vào cùng với hộp chè rồi đưa cho Ninh Quốc Năng. Nói, bố, mấy thứ này bố cứ cầm đi, con không hút thuốc, cũng không thích uống chè, thế này không hay lắm nhỉ. Mặt Ninh Quốc Năng lộ vẻ vui mừng nhưng cũng rất do dự. 600.000 tệ nửa cân chè, cho dù tự mình thì ông cũng cảm thấy đau lòng, uống một ngụm là bay mất mấy trăm, có gì đâu mà không hay, con cũng không uống, giữ lại chỉ lãng phí. Hoắc Khải cười nói, Ninh Thần cũng khuyên theo, anh ấy bảo bố cầm thì bố cứ cầm lấy, nãy gì nhỏ nói rồi còn gì, bố mẹ khổ cực cả một đời. Giờ cũng nên hạnh phúc rồi,
mấy người bên cạnh nghe vậy sắc mặt liền trở nên sượng sùng. Mấy lời mà bọn họ nói đó thực ra nhuốm đầy màu trào phúng. Cũng chẳng phải quan tâm thật lòng, bây giờ Ninh Thần nhắc lại, càng làm cho họ trông rất dư thừa, con gái con rể đều nói như vậy rồi, Ninh Quốc Năng cũng không đùn đẩy nữa. Bà nhận lấy rồi nói, vậy được rồi, sau này bố dư lại, đây là bảo bối cất dưới đáy hòm đấy, cất giữ vài năm, nói không chừng lại còn có giá ấy chứ, trông ông kìa, con gái bảo ông cầm thì ông cứ cầm lấy mà uống. Còn đợi tăng giá, lúc nào cũng tiền với trả tiền. Đặng Tuấn Mai nói, ăn nói kiểu gì thế, 600.000 tệ nửa cân chè, bà nợ uống chắc. Ninh Quốc Năng phản bác, Thiết Quan Âm không giống như Phổ Nhĩ, không bảo quản được lâu, bây giờ là chè mới, uống lúc này là hợp nhất, nếu bỏ đó mấy năm thì không còn giữ được vị nữa. Hoắc Khải nói, Ninh Quốc Năng nghe vậy thì ngây ra, sau đó cảm thán, được, vậy để sau này tôi thử xa xỉ một lần, thử xem mùi vị của vua chè trong lời đồn thế nào. Đúng rồi, chú ba, mấy người các cậu thích uống chè, để sau này cùng uống thử với tôi xem, chúng ta cũng thử thú vui của thổ hào. Đám người Ninh Quốc Diệu gật đầu với vẻ mặt rất không tự nhiên. Còn về việc ai sẽ thật sự vác mặt đi thì lại chẳng biết được. Ninh Quốc Năng cũng chẳng phải thật sự muốn mời bọn họ uống chè. Mấy trăm ngàn tệ nửa cân chè, tự mình uống còn không đã nghiện, nào nỡ để cho người khác, ông nói vậy hoàn toàn chỉ là để khoe khoang một chút mà thôi. Mọi người đều hiểu ý của ông, nhưng cũng không ai chọn nói toạc ra vào lúc này, nếu thật sự có ai mặt dày hỏi xin Ninh Quốc Năng một chút. Dù ông có cho thật thì đây cũng là chuyện cười cả một đời. Sự so bì giữa những người họ hàng thân thích có khi còn nặng nề hơn so với người dưng nước lã. Đương nhiên không có ai muốn gánh trách nhiệm làm chuyện cười cho người khác cả một đời. Đợi một lúc sau, khi hai vợ chồng Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai hưởng thụ đã đời cảm giác sung sướng hiếm có. Lúc này họ mới khoát tay giục mọi người đi mau, cuốn xéo, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của con gái và con rể. Đương nhiên rồi, đến giờ trưa thì không tránh khỏi việc mời mọi người bữa cơm. Cho dù Ninh Quốc Năng phải liều mạng già của mình cũng phải chọn địa điểm ăn cơm ở nhà hàng khách sạn 5 sao. Bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, có điều đến trước ngồi đánh bài nói chuyện cũng được mà. Sau khi đám đông rời đi, trong cửa hàng liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Đúng lúc Ninh Thần đang định đi livestream để khách hàng thấy được quá trình đầu bếp nấu ăn thì Ninh Ngọc Lâm cười hề hề đến gần. Nói, chị, người chị tốt bụng của em ơi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 209, đề xuất, gocchuyenaudio.com. Dừng, còn xến xúa như thế nữa là chị bảo anh rể khâu cái miệng em lại đấy tin không? Ninh Thần cười, mắng yêu, có chuyện gì thì nói, đừng có vòng vo tam quốc, hề hề, thì cũng phải làm chị vui trước đã chứ, thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chị xem cửa hàng tao bao của chị bây giờ đã phát triển đến mức doanh thu một năm hơn 100 triệu tệ rồi. Bình nước nóng của bọn em còn kém xa, cho nên, chị bảo anh rể cho bọn em chút ý kiến, đẩy nhanh tiến độ đi, nếu là tìm anh rể em thì em tự đi nói là được rồi. Tìm chị làm gì, Ninh Thần không hiểu, hỏi, Ninh Ngọc Lâm cười hề hề nói, người ta chẳng bảo lời thì thầm bên gối dễ nghe còn gì. Nếu em mà đi tìm thằng anh rể, nhớ anh ấy không nhận lời thì em ngại lắm, nếu em đi tìm chị, sau đấy chị thì thầm bên gối với anh rể chịu sao nổi, chắc chắn là sẽ giúp em rồi. Câu nói này làm Ninh Thần đỏ mặt, tim đập nhanh, không khỏi giơ tay lên, nói linh tinh cái gì đấy, thì thầm bên gối cái gì, suốt ngày chỉ biết đoán mò linh tinh, Ninh Ngọc Lâm ôm đầu nói. Em cũng có nói gì sai đâu, hai người vợ chồng bao lâu rồi, sao vẫn còn xấu hổ thế, lúc này Hoắc Khải lại gần, cười nói, được rồi, đừng có ở đấy mà diễn kịch nữa, lần sau muốn nhờ và gì thì nói thẳng, giúp được anh nhất định sẽ giúp, không giúp được thì tìm chị em cũng vô dụng. Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì mặt mũi vui vẻ nhìn Hoắc Khải. Thế là anh nhận lời rồi đúng không, nhanh nào, mau giúp em vạch ra kế hoạch, để về em bảo người ta làm theo, hấp tấp như con khỉ ấy, Ninh Thần không vừa lòng nói, Ninh Ngọc Lâm chỉ cười hề hề. Nhưng vẫn mặt dày đi xin kế sách, Hoàng Kiệt Hảo không đề ra cho cậu ý kiến gì à? Hoắc Khải hỏi, có mấy lần đưa ra ý kiến, cũng thực hiện rồi, nhưng mà hiệu quả hơi chậm. Ninh Ngọc Lâm nói, anh cũng biết đấy, cái lão Hoàng đấy bây giờ chỉ một lòng muốn tạo được thương hiệu. Gấp không chịu được, tiền kiếm được trong mấy tháng này đều đập vào đó hết. Em biết là dục tốc bất đạt, nhưng ông chủ đã hạ lệnh rồi, chỉ có thể cố mà làm thôi. Em cũng hết cách rồi mới làm phiền đến anh, đốt cháy giai đoạn không nhất thiết là chuyện xấu. Chỉ có điều nếu cậu đã có đội nhóm của mình rồi thì vẫn nên đứng ở góc độ của đội mà suy ngẫm vấn đề thì hơn. Cứ dựa vào bên ngoài như thế không phải là kế sách dài lâu. Hiểu không, nhất là Hoàng Kiệt Hảo, anh ta là một người rất có tiềm lực, chỉ là tư tưởng có hơi bị cứng nhắc, nếu không có việc gì thì cho anh ta ra ngoài đi lại nhiều hơn một chút. Các cậu làm thương mại điện tử, không mở mang kiến thức từ thế giới bên ngoài thì đương nhiên không có được giải pháp tốt. Hoắc Khải nói, Ninh Ngọc Lâm gật đầu lia lia, nói rằng khi về sẽ sắp xếp cho Hoàng Kiệt Hảo ra nước ngoài nghỉ phép. Không mở mang được tầm mắt thì không được phép quay lại. Hoắc Khải cười, ý anh khi bảo mở mang tầm mắt nghĩa là để người ta gặp được nhiều công ty và nhân vật khác hơn.
từ đó thu hoạch được linh cảm, ít nhất thì cũng phải hiểu rõ được các hạng mục sản phẩm trên khắp thế giới. Nhìn xem người ta làm thế nào, sau đó hiểu hơn chính sản phẩm của mình, hiểu hơn chính khách hàng của mình, rồi tự nhiên sẽ biết được làm thế nào để thu hút khách hàng. Có điều Ninh Ngọc Lâm vốn chỉ là nhân viên bán hàng ở công xưởng. Vốn tầm nhìn đã kém, nay đột nhiên bảo cậu ta phải hiểu những thứ như thế này quả thật có chút khó khăn. Hoắc Khải cũng không nói nhiều thêm nữa, suy nghĩ một chút rồi bảo, thực ra chất lượng bình nước nóng của các cậu cũng không tệ. Nhưng danh tiếng là thứ cần được lắng đọng qua thời gian. Bây giờ chuyện cần được xử lý là làm sao để khách hàng tin các cậu. Cho nên cách giải quyết rất đơn giản, bảo dưỡng cả đời, trả hàng không lý do trong 30 ngày. Nếu chất lượng sản phẩm có vấn đề trong vòng 3 năm thì hoàn trả toàn bộ số tiền. Trong vòng 10 năm đổi mới miễn phí tất cả linh kiện. Những thứ này đều có tác dụng đẩy cao độ tin dùng của khách hàng. Nên thêm cứ thêm, Ninh Ngọc Lâm nghe thế thì ngạc nhiên nói, thế chắc không được đâu, người ta đều trả hàng không lý do trong 7 ngày, bảo dưỡng trong 3 năm đã là tốt lắm rồi, làm gì có hoàn trả toàn bộ số tiền nếu tổn hại trong vòng 3 năm chứ? Lại còn đổi mới miễn phí tất cả các linh kiện trong vòng 10 năm. Thế thì đổi bao nhiêu cho vừa? Tôi hỏi cậu nhé, bình nước nóng có dễ hỏng không? Chắc là khó lắm, nếu như cậu cảm thấy không tự tin với chất lượng của bình nước nóng Kinh Vận thì không cần phải thêm những chính sách như vậy. Nhưng nếu chất lượng của các cậu tốt đến nỗi chỉ nhập không trả thì những chính sách bán hàng như thế này thực ra chỉ là mánh khóe thôi. Theo như Hoắc Khải thấy, hàm lượng kỹ thuật của bình nước nóng vô cùng thấp, chất lượng sản phẩm hoàn toàn dựa vào vật liệu và tay nghề. Về mặt này thì nhà máy của Hoàng Hữu Sơn không có vấn đề gì. Bình thường thì một bình nước nóng dùng đến mười mấy năm cũng không hỏng được. Còn bền hơn cả điều hòa, nếu mà hỏng thì rõ ràng là do vật liệu quá kém. Cho nên chỉ cần bên phía Hoàng Hữu Sơn nắm chắc được chất lượng sản phẩm. Số lượng bình nước nóng ngẫu nhiên bị hỏng trong vòng 10 năm sẽ không nhiều. Còn về linh kiện, có đổi cũng mất bao nhiêu tiền đâu. Đầu van đồng không hỏng được, ống nước không hỏng được. Còn về thứ yếu ớt nhất là bảng điện tử thì lại không thuộc về linh kiện nữa rồi. Một khi thêm vào những chính sách bán hàng như thế này thì những khách hàng lo ngại về thương hiệu mới sẽ lập tức động lòng. Họ sẽ không quá chú ý đến phụ tùng gì mà chỉ để ý đến từ khóa hoàn trả toàn bộ số tiền nếu tổn hại trong 3 năm. Đổi mới miễn phí trong vòng 10 năm, đánh tan nỗi lo ngại của khách hàng là bước quan trọng nhất để tăng doanh số bán hàng. Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh vừa nghe vừa gật gù, càng nghe càng cảm thấy có lý. Hoắc Khải nói tiếp, nếu muốn bùng bổ doanh số, trừ phi là tổ chức hoạt động, có một hoạt động khá là hợp với các cậu đấy, đó là giảm giá 90. 90, cái này không được, tuyệt đối không được, Ninh Ngọc Lâm lắc đầu nguầy nguậy. Nói, tuy rằng lợi nhuận sản phẩm của bọn em là bán trực tiếp từ nhà máy, nhưng trừ đi phí nhân công, chi phí vận chuyển các thứ, cuối cùng cũng chỉ còn tầm 40, lợi nhuận, giảm giá 90, thì chẳng lỗ đến cái quần cũng không có mà mặc à. Cũng có bảo cậu giảm một phát 90, đâu, các cậu đặt ra một khoảng thời gian, ngày đầu tiên giảm 10, ngày thứ 2 giảm 20, ngày thứ 3 thứ 4 giảm 30, ngày thứ 5 thứ 6 giảm 40, ngày thứ 7 thứ 8 giảm 50, ngày thứ 9 thứ 10 giảm 60. Ngày thứ 11 thứ 12 giảm 70, ngày thứ 13 thứ 14 giảm 80, hai ngày cuối cùng giảm 90, nghe thì có vẻ ngày cuối cùng có lợi nhất, nhưng nếu như các cậu giới hạn số lượng bình nước nóng thì bình thường lúc giảm 40, 50, cùng với lượng bình nước nóng giảm dần trong kho, những khách hàng đó sợ không giành được, nên sẽ lập tức đặt hàng thôi, có khi lúc giảm 50, đã bán hết hàng rồi. Cho nên, cho đến lần hoạt động thứ 2 thì tăng số lượng, tạo cho khách hàng cảm giác các cậu quả thật đang mang lại lợi ích cho họ. Chú ý của Hoắc Khải rất đơn giản, người bình thường không phải chỉ chú ý đến từ khóa thôi sao? Thế thì bọn họ chắc chắn sẽ bị các ưu đãi như giảm giá 90 và hoàn trả toàn bộ số tiền hấp dẫn, nhưng trên thực tế, số lượng bình nước nóng trong giai đoạn giữa đã được bán hết sạch rồi. Căn bản là không thể nào mua được với giá giảm 90. Có điều nếu đã làm hoạt động như thế này, thì cho dù có làm giả cũng phải làm đến nơi đến chốn. Căn cứ theo tình hình của hoạt động, nếu bán được nhiều lúc giảm 50. 60, thì chỉ cần tăng thêm lượng bình nước nóng giảm 80. 90, để người ta đi giành thôi, còn về lợi nhuận chỉ còn có 40, mà Ninh Ngọc Lâm nói thì cái này lại càng dễ giải quyết. Lên kệ hai mẫu mới, thêm một chút kiểu dáng có cũng được mà không cũng chẳng sao vào. Nâng giá cao lên, làm cho lợi nhuận đạt đến ít nhất 70, 80, sau đó chuyên tâm làm cái hoạt động này, đặt tên ưu đãi sản phẩm mới nghe cho kêu vào. Làm như vậy có hai điểm tốt, một là thu hút khách hàng, làm họ cảm thấy kiếm được của rẻ mà đến mua. Hay là có thể nâng cao giá sàn của sản phẩm, bởi vì vốn giá của cậu đã định rất cao, chỉ có điều lúc làm hoạt động là bán ra với giá thấp mà thôi. Nhưng một khi hoạt động kết thúc rồi bán mẫu mới, mẫu cũ sẽ quay lại với giá ban đầu, như thế giá sàn tự nhiên sẽ cao thôi. Bây giờ có rất nhiều thương hiệu trông thì có vẻ bán được nhiều nhưng thực tế là đang lỗ vốn. Chính bởi vì giá sàn không đẩy cao lên được, không gian lợi nhuận bị ép nhỏ đến cực đại. Hoàng Hữu Sơn là một người có dã tâm,
Ông ta muốn tạo ra thương hiệu của mình thì bắt buộc phải chịu được khoản lỗ trong một khoảng thời gian ngắn. Không tạo ra được danh tiếng, không nâng cao được giá sàn, thì mãi cũng không làm được thương hiệu lớn. Ninh Ngọc Lâm nghe vậy thì im lặng không nói gì, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau cậu ta mới ngẩng đầu lên nói, cách này em phải về bàn bạc lại với giám đốc Hoàng. Dù sao làm hoạt động này nhỡ bọn họ đều đợi được đến cuối cùng lúc giảm 90. Mới mua thì sợ là lỗ chết mất, em không dám mạo hiểm như vậy. Hoắc Khải gật đầu, nói, vậy các cậu cứ về bàn bạc với nhau đi, đây chỉ là đề xuất của tôi thôi, có dùng hay không thì các cậu phải tự quyết. Ninh Ngọc Lâm đáp lại một tiếng rồi vội vã rời đi. Ninh Thần đi đến nói, em thấy cái hoạt động này của anh được đấy, em nghe mà cũng cảm thấy động lòng, hay là cửa hàng của mình cũng làm như thế, bình nước nóng thì còn làm như vậy được chứ mình thì không đâu. Hoắc Khải lắc đầu nói, hà, tại sao vậy? Ninh Thần không hiểu, cất tiếng hỏi, chúng ta bán sản phẩm giảm béo, khách hàng kiên nhẫn đợi một chút. Đợi qua mười mấy ngày rồi mua hàng số lượng lớn, lần tới tiếp tục đợi rồi mua hàng giá rẻ là có thể cứ thế tiếp tục vòng tuần hoàn. Chỉ cần bỏ ra một khoản để mua lượng đồ mười mấy ngày trước không mua được mà thôi. Cứ như vậy, chúng ta có khả năng mười mấy ngày đều không bán được bất kỳ sản phẩm nào. Đợi lúc bán được đều là mối làm ăn lỗ chắc. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 210, hộc máu, góc chuyện audio.com. Thế nhưng chẳng phải bình nước nóng cũng thế sao? Nhỡ bọn họ cũng kìm lại thì sao? Hoắc Khải cười nói, bình nước nóng phải khác chứ, sản phẩm giảm béo là sản phẩm tiêu hao, thực phẩm giảm cân lại chỉ đơn giản là thức ăn, ngày nào cũng phải ăn, mức độ tiêu hao cao, thế nhưng bình nước nóng có thể mua một ngày một bình được không? Một thứ là tiêu hao trong thời gian ngắn, một thứ là sử dụng trong thời gian dài, đương nhiên là không thể so sánh với nhau được. Ninh Thần nghe mà thấy hơi mơ hồ, chỉ loáng thoáng hiểu rằng bởi vì sự khác biệt giữa thời gian ngắn và thời gian dài nên không thể áp dụng hoạt động này được. Thấy bộ dạng tiếc nuối của cô, Hoắc Khải cười nói, hoạt động của chúng ta ổn lắm rồi, không cần thêm những chiêu trò này. Ninh Thần ừ một tiếng, cô đã thỏa mãn với thành tích hiện tại lắm rồi, không cần thiết phải làm điều thừa nữa. Điều quan trọng nhất là cô biết rằng sự chênh lệch về mặt tư duy kinh doanh giữa mình và chồng quá lớn. Chỉ cần Hoắc Khải nói không thì cô sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa. Trong mắt người khác thì hành động này của Ninh Thần là ỷ lại và không có chủ kiến. Nhưng trong lòng Ninh Thần, có một người đáng tin như vậy quả thực là đáng mừng. Sau khi cửa hàng yên tĩnh trở lại, Ninh Thần bắt đầu phát trực tiếp, chủ yếu là để những người đã đặt thực phẩm giảm cân chứng kiến quá trình chế biến thức ăn. Cốt lõi của thực phẩm giảm cân nằm ở chỗ không dầu và ít calo. Vậy nên làm phòng bếp kiểu mở cũng không cần lo lắng vấn đề ô nhiễm dầu mỡ. Mọi nguyên liệu nấu ăn đều được tuyển chọn kỹ càng từ hai trang trại. Tươi ngon đến từng lá rau, tuy rằng bây giờ đang là buổi sáng, nhưng trang phát trực tiếp đã có hàng ngàn người. Một phần là những người đã đặt thực phẩm giảm cân, phần còn lại là định đặt hoặc tới góp vui. Đọc full tại chuyên, hoan nháy nhân viên công ty chuyển phát nhanh đã chờ sẵn ở cửa. 1.000 suất thực phẩm giảm cân cần được gửi tới những nơi khác nhau. Bọn họ sẽ phân loại và chuyển tới tàu cao tốc, nhân viên chuyển phát nhanh ở đó sẽ tiếp tục chia hàng gửi đi. Nói thật, đối với công ty chuyển phát nhanh có quy mô lớn thì 1.000 kiện hàng chẳng đáng là gì. Nhưng lãnh đạo trong công ty lại rất coi trọng, bởi vì đây là khởi đầu cho sự hợp tác vận chuyển hàng hóa giữa ba đơn vị là đường sắt, nhà nước và tư nhân. 1.000 kiện hôm nay chính là một lần thử nghiệm nhỏ. Nếu không có vấn đề gì thì sau này bọn họ có thể hợp tác chặt chẽ hơn theo hình thức này. Vậy nên xét theo góc độ này, Hoắc Khải mới là đối tượng thí nghiệm của bọn họ. Hoắc Khải không có ý kiến gì về chuyện này, thí nghiệm thì thí nghiệm, dù sao nếu các đơn vị chuyển phát nhanh kết hợp lại thì sẽ nâng cao hiệu suất. Chỉ có mặt lợi chứ không có mặt hại, những công ty khác có phát triển tốt đến đâu thì Hoắc Khải cũng không ghen tị. Anh chỉ quan tâm tới chuyện phải lợi dụng hiệu suất của công ty khác để kiếm nhiều lợi ích hơn cho mình. Phòng bếp sạch sẽ, đầu bếp chuyên nghiệp, rau củ quả và thịt bò tươi ngon khiến người những xem phát trực tiếp khen là có tâm không dứt miệng. Không ít người đã đặt đơn ngay, một số người vẫn đắn đo về vấn đề hiệu quả, ngoài ra thời tiết đang nóng nên bọn họ cũng sợ nhận được thì hỏng rồi. Ninh Thần kiên nhẫn giải thích chuyện hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, bao gồm cả chuyện bồi thường nếu không giao hàng đúng thời hạn. Vốn cô đã có một khuôn mặt xinh đẹp, sự kiên nhẫn của cô càng làm người ta quý mến, hiện tại rất nhiều người tới xem không phải là vì thực phẩm nữa. Mà là vì Ninh Thần, ai chẳng thích xem mỹ nữ, huống chi là một cô gái bình dị và kiên nhẫn như thế. Còn có người thích cô bé Đường Đường dí dỏm, thu hút được khá nhiều người. Tiếc là hôm nay Đường Đường đi học, đến trưa mới được về, thỉnh thoảng máy xuất đơn lại in ra mấy đơn đặt hàng. Trông thì không nhiều, nhưng sau một ngày cũng được không ít, dựa theo quy tắc của cửa hàng, trước 11:30 hàng ngày là suất đầu tiên sẽ được gửi đi. Đương nhiên là phải đặt trước một ngày, nếu đặt hàng trong ngày thì đặt trước 12 giờ trưa với khách hàng trong tỉnh. Khách tỉnh ngoài phải đặt trước 7:30, nếu không thì sẽ không kịp giờ cơm, đại đa số mọi người đều hẹn trước vào ngày hôm sau. Hy vọng được ăn thực phẩm giảm cân tươi mới vào buổi trưa. Chỉ có một phần nhỏ gấp rút đặt hôm nay,
đây là một thử thách lớn đối với cửa hàng mới khai trương ngày thứ nhất như thế này. Vốn 1.000 suất thực phẩm giảm cân đã đủ để các đầu bếp phải bận rộn rồi. Bây giờ tăng thêm không ít, bọn họ càng vắt chân lên cổ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. May mà sáng sớm bọn họ đã tới chuẩn bị rồi, nếu không chắc chắn một buổi sáng sẽ không kịp. Các đầu bếp bận bịu như vậy, Hoắc Khải ở bên cạnh cũng âm thầm tính thử xem hiệu suất công việc của mỗi người như thế nào. Hình thức công việc có phù hợp hay không? Có điểm nào cần chỉnh sửa nữa không? Suốt một ngày hôm nay, cả Hoắc Khải và Ninh Thần đều rất bận, đủ mọi chuyện khiến bọn họ chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Không những phải quản lý tốt chất lượng và hương vị của thực phẩm giảm cân, mà còn phải kịp thời dàn xếp với trang trại, vận chuyển nguyên liệu tươi ngon mới. Tất cả nguyên liệu đều phải thực hiện theo yêu cầu của Hoắc Khải. Thu hoạch và sử dụng ngay trong ngày, thứ không dùng được nữa thì tuyệt đối không được đưa tới cửa hàng. Đã không làm thì thôi, làm là phải làm đến mức tốt nhất, cho dù chi phí cao hơn một chút cũng không sao. Tuy rằng chi phí hiện tại khá cao, nhưng có thể để lại tiếng thơm, đợi đến khi gây dựng nên thương hiệu thì tự nhiên chi phí sẽ giảm xuống. Bận rộn đến tận tối, nhân lúc Đường Đường trò chuyện với khán giả, Ninh Thần và Hoắc Khải mới có thời gian và mấy miếng cơm. Vẫn phải tuyển người mới được, chỉ hai chúng ta thì không làm hết việc, hơn nữa chắc chỉ mấy ngày là Cơ Hương Ngưng sẽ gọi anh về công ty thôi. Hoắc Khải nói, anh sẽ tuyển mấy người đạt tiêu chuẩn đã ứng tuyển trên mạng tới giúp em. Ninh Thần gật đầu, cô không thắc mắc gì cả, vừa rồi cô mới dành thời gian nhìn số liệu trên kênh. Mức tiêu thụ của cửa hàng trong ngày hôm nay đã vượt mốc 320.000. Trong số đó, lượng đơn đặt thực phẩm giảm cân mới đã đạt được 600 suất. Có khoảng 1/10 là đơn lẻ chứ không phải thêm một tệ hoặc mấy tệ để mua thêm sản phẩm giảm giá. Hoắc Khải giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói, anh phải tới chỗ giáo sư một chuyến, hôm qua anh đã hứa sẽ mang canh lê cho ông ấy. Anh đi đi, ở đây có em trông rồi, Ninh Thần nói, em cũng đừng bận rộn qua, thấy mệt thì về, dù sao người của công ty chăm sóc khách hàng cũng sẽ xử lý. Hoắc Khải nói với giọng quan tâm, không sao, anh yên tâm đi lo chuyện của anh đi, đợi Đường Đường chơi chán thì mẹ con em sẽ về. Ninh Thần cười nói. Đường Đường đúng là có thiên phú về mặt phát trực tiếp. Cô không hề rụt rè khi đứng trước camera, ca hát, nhảy múa, còn đọc một đoạn độc thoại của Lão Quách, làm khán giả khen liên tiếp, cô bé này khéo miệng lại còn thông minh, biết phát trực tiếp là để bán hàng, vậy nên cứ biểu diễn xong một tiết mục là lại kêu gọi người xem đặt hàng. Nếu không cô bé sẽ hờn dỗi, khóc thút thít, cười hì hì, đủ mọi chiêu trò tinh quái khiến nhóm đầu bếp vừa làm việc vừa cười thành tiếng. Hoắc Khải vào phòng bếp lấy canh lê mà đầu bếp đã chuẩn bị sẵn. Sau đó rời khỏi cửa hàng, bắt xe tới chỗ Triệu Vĩnh An, tới trước cửa nhà vị giáo sư già ấy. Hoắc Khải nhìn thấy có không ít xe đỗ gần đó. Trùng hợp làm sao? Triệu Vĩnh An ra mở cửa, nhăn mặt nói với những người đứng ở cửa. Đã nói rồi, không có việc gì thì đừng tới làm phiền tôi. Lão già này có gì mà xem, cút hết đi. Từ trước đến nay lão giáo sư vẫn luôn để lại ấn tượng nhã nhặn cho người khác. Nhưng giờ phút này cũng phải nói những câu từ thiếu văn minh. Quả thực là khiến người ta phải ngạc nhiên, đồng thời không ít người còn nghĩ thầm. Xem ra ông lão này thực sự rất tức vì đám thượng toàn minh rồi. Nếu không thì đã chẳng thay đổi 180 độ như thế. Đợi những người đó đi, Hoắc Khải mới mang canh lê tới, mới tới cửa là Triệu Vĩnh An lập tức trợn mắt lên. Cậu tới đây làm gì? Hôm qua tôi đã nói là sẽ mang canh lê cho ông mà. Hoắc Khải giơ thứ đồ trong tay lên, không uống. Triệu Vĩnh An ho vài tiếng, nhưng vẫn từ chối dứt khoát. Hoắc Khải đang định khuyên bảo vài câu thì thấy Triệu Vĩnh An bỗng ho kịch liệt. Sau đó ông ấy bỗng phun ra một ngụm máu, mấy người kia vẫn chưa đi xa, ai cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ cũng vội vàng chạy tới như Hoắc Khải, trên mặt chỉ toàn sự ngạc nhiên. Ông Triệu, ông sao vậy? Hoắc Khải chạy tới dìu Triệu Vĩnh An, máu học ra từ miệng nhuốm đỏ chiếc áo, đồng thời cũng nhuốm đỏ bùn đất trên mặt đất. Triệu Vĩnh An hít sâu vài hơn, sau đó dùng sức đẩy Hoắc Khải ra. Tôi không sao, không cần các người lo, toàn lũ vong ơn phụ nghĩa, giả tạo ít thôi. Dứt lời, Triệu Vĩnh An xoay người vào nhà, đóng cửa lại cái rầm. Những người còn lại nhìn nhau, suy tư giây lát rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 211 thói đời bạc bẽo, góc truyện audio.com. Hoắc Khải đứng ở cửa một lúc, anh nhìn vết máu trên mặt đất, cuối cùng đặt canh ở cửa và nói, ông phải chú ý nghỉ ngơi, có chuyện gì cũng có thể gọi điện cho tôi, nói nhảm nhiều quá đấy. Hút đi, giọng nói của Triệu Vĩnh An vọng ra từ sau cánh cửa. Hoắc Khải không nói gì thêm nữa. Anh xoay người rời khỏi đó một lúc lâu sau, Triệu Vĩnh An mới mở cửa ra, ông ấy nhìn canh lê trên mặt đất, sau đó đạp đầu canh lê dài ra mặt đất. Hương thơm nhẹ nhẹ sộc vào mũi, nhưng cửa phòng lại bị đóng lại, chặn hết mọi hương vị ở ngoài. Sau khi về nhà, Hoắc Khải không kể chuyện này cho Ninh Thần. Triệu Vĩnh An là người mà anh kết giao, dù xảy ra chuyện gì thì cũng không nên để Ninh Thần phải chịu áp lực. Trong suy nghĩ của Hoắc Khải, là một thằng đàn ông thì chỉ nên chia sẻ những niềm vui chứ không được than phiền người một nhà không nhất định phải cùng gánh vác những trách nhiệm. Và áp lực này, Hoắc Khải có trách nhiệm và cũng tin tưởng rằng anh có thể gánh vác được tất cả, nhưng đến ngày hôm sau,
Tin tức đầu tiên mà Hoách Khải nhìn thấy khi mở điện thoại ra là danh nhân văn học khi xưa bị nghi mắc ung thư giai đoạn cuối. Tin tức này gây ra rất nhiều tranh cãi, vô số người thăm dò thật giả, dù sao địa vị trước kia của Triệu Vĩnh An luôn rất cao. Đồng thời, có không ít người hỏi thăm đám Thượng Toàn Minh, nhưng bốn người Thượng Toàn Minh không phát biểu rõ ràng, cũng không định quan tâm tới những chuyện này. Lúc trước thầy giáo đã đổi bọn họ đi thì cũng có nghĩa là đã cắt đứt tình nghĩa. Cùng lắm thì quyên 1,200 ngàn cho đúng chủ nghĩa nhân đạo là được, cách ăn nói ấy khiến bao người lên tiếng mắng chửi. Ai cũng mắng bọn họ vô lương tâm, thầy giáo bị ung thư giai đoạn cuối rồi mà các người còn chấp nhận những lời mà ông ấy nói lúc trước. Nếu không có sự chỉ dạy của giáo sư Triệu, liệu các người có thành công được như hôm nay không? Làm người phải biết uống nước nhớ nguồn, nếu không thì khác nào lại lòng lang dạ sói. Thế nhưng đám Thượng Toàn Minh vẫn cố chấp làm thế, không có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ định tới thăm Triệu Vĩnh An. Chuyện này khiến những người đang mong chờ vào tình thầy trò đều cảm thấy thất vọng, bị ung thư giai đoạn cuối mà bọn họ còn không tới thăm. Xem ra đã cắt đứt quan hệ thật rồi, ngoài ra nhà thờ tổ nhà họ Triệu đã bị thiêu rụi. Hiện tại chỉ là một đống đổ nát, nghe nói Triệu Vĩnh An đã nộp đơn xin ở sở công chứng. Dâng tặng khu đất ấy cho đất nước, thậm chí có người còn nghe nói ông ấy từng mang đám Thượng Toàn Minh là lũ vong ân phụ nghĩa ngay ở sở công chứng. Bọn họ không chịu giúp thì cũng đừng mong có được tòa nhà ấy. Sau vụ việc ấy, Triệu Vĩnh An thật sự chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Những thứ được người ta quan tâm đều biến mất hết. Hoắc Khải đã tới nhà Triệu Vĩnh An mấy lần, vài ngày trước còn thấy có người tới thăm, đến 4-5 ngày sau thì chẳng thấy một chiếc xế hộp nào nữa. Điều này chứng tỏ rằng những người đó đã hết kiên nhãn và hết hy vọng sau khi Triệu Vĩnh An dâng tặng hết tất cả gia sản. Bệnh tình của ông ấy lại bị công bố ra ngoài, nhưng có vẻ như ông ấy thoải mái hơn nhiều, hàng ngày đi dạo trong khu chung cư. Rảnh rồi là trông đủ loại hoa cỏ, ông ấy chưa bao giờ uống canh lê mà Hoách Khải mang tới. Ung thư phổi giai đoạn cuối, uống thứ này cũng vô dụng, Euro-O sắc người nhìn thấy Triệu Vĩnh An học máu không chỉ một lần. Theo những gì bác sĩ nói, với tình trạng này của ông ấy thì cùng lém chỉ trụ được 1-2 tháng nữa là sẽ đi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thế là chẳng ai tới tìm lão giáo sư nữa, hoàn toàn trở nên hưu quanh, chỉ có Hoắc Khải là vẫn kiên trì tới thăm hàng ngày. Chỉ đơn giản là vì anh không muốn ông lão từng dạy dỗ biết bao thế hệ học trò và cống hiến bao điều cho đất nước phải thê lương lúc tuổi già như thế. Hơn nữa còn là bởi vì lần đầu tiên Hoắc Khải gặp Triệu Vĩnh An. Lão giáo sư từng nói với anh một câu, đừng chỉ biết nghĩ đến lúc đứng trên đỉnh cao, cậu phải biết rằng leo càng cao thì cách mặt đất càng xa. Đến khi cậu không còn nhìn thấy mặt đất nữa thì cũng là lúc cậu sắp ngã xuống rồi. Vậy nên cậu phải cảnh giác, con người không thể cứ nhìn về phía trước, mà phải thường xuyên cúi đầu xem giày mình có bị bẩn không. Khi đó Hoách Khải không mấy bận tâm tới câu nói này. Mãi đến khi sống lại, anh mới hiểu đây là chân lý sống mà ông cụ tổng kết ra sau một đời người. Đúng như lời nói của ông, lúc không nhìn thấy mặt đất nữa, Hoắc Khải thật sự rớt xuống từ trên đỉnh cao, nếu không may mắn sống lại thì trên thế giới này đã chẳng có người tên là Hoắc Khải nữa. Vậy nên kể từ khi sống lại, anh luôn dùng những lời nói ấy để nhắc nhở bản thân. Nhất định phải ghi nhớ hai chữ cúi đầu, xét theo một ý nghĩa nào đó thì Triệu Vĩnh An cũng coi như người thầy dạy anh triết lý sống. Được sống lại làm người và phải sắp xếp lại rất nhiều mối quan hệ. Hoắc Khải khá kính trọng Triệu Vĩnh An, Euro-O sắc lẽ là bởi vì sắp yên nghỉ nên thái độ của Triệu Vĩnh An với anh dần trở lại như lúc ban đầu. Dần ra có rất nhiều người biết rằng có một chàng trai vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Vĩnh An. Hành động của Hoách Khải bị rất nhiều người chế giễu, trong tầng lớp mà anh chưa tiếp xúc đến, nó đã trở thành một trò cười rồi. Trước kia Triệu Vĩnh An là đối tượng mà tất cả mọi người muốn bợ đỡ. Nhưng hiện tại ông ấy là gì nữa đây? Đã 2 tuần kể từ khi tin tức Triệu Vĩnh An bị ung thư giai đoạn được công bố ra. Thế nhưng đám Thượng Toàn Minh lại chẳng có hành động gì, tất cả mọi người đều đã chắc chắn rằng tình thầy trò giữa bọn họ đã rạn nứt. Nếu là trước kia, có lẽ sẽ có người lấy lòng Triệu Vĩnh An vì ngôi nhà 1 triệu này. Nhưng hiện tại đám Thượng Toàn Minh đã cắt đứt tình nghĩa với Lê Vây thì lấy lòng lão giáo sư chẳng khác nào đắc tội những nhân vật có thực quyền. Này, không ai dám mạo hiểm như vậy, càng là người muốn làm đại sự thì càng không dám ngày nọ. Trong lúc Hoách Khải tàn bộ cùng Triệu Vĩnh An, ông ấy hỏi anh, cậu có hoài bão hay lý tưởng lớn lao gì không? Có, Hoách Khải gật đầu, chắc nịch lớn hơn nhiều so với lý tưởng của người bình thường. Dù là tôi cũng có nguy cơ thất bại. Tiếc là tôi không giúp được cậu rồi, Triệu Vĩnh An thở dài nói. Thực ra lúc đầu tôi nói những lời đó với cậu là vì tôi biết mình đã cùng đường. Đã không còn gia sản, lại còn trở mặt với học sinh, cậu qua lại gần gũi với tôi thì sau này rất khó tạo dựng quan hệ với chúng nó. Cậu có ý tưởng mà không cảm thấy đây là một sự lựa chọn ngu xuẩn sao? Trường giang sóng sau xô sóng trước, tôi không cảm thấy mấy người đó có gì đáng sợ, Hoách Khải cười nói. Huống chỉ trên thương trường, tất cả đều do lợi ích quyết định. Nếu bọn họ từ bỏ tất cả những lợi ích sau này chỉ vì bây giờ tôi qua lại gần gũi với ông. Vậy thì phải nói là quá ngu ngốc, tôi cũng khinh thường chuyện làm ăn với những người như thế, cậu đúng là ngông cuồng thật. Triệu Vĩnh An bình luận, nếu là 1 tháng trước, chắc chắn tôi sẽ phê bình cậu, con trẻ phải biết khiêm tốn,
nhưng hiện tại tôi bỗng cảm thấy tuổi trẻ ngông cuồng chưa chắc đã là chuyện xấu. Không ngông cuồng thì sao có thể thách thức những thứ cũ kỹ? Sao có thể tìm tới tương lai mới cho được? Tiếc là bây giờ ngoài ngôi nhà này ra thì tôi chẳng thế cho cậu được thứ gì, tôi sẽ không lấy nhà của ông. Ông cứ quyên tặng cho người cần nó đi, nếu thực sự không được thì có thể bán rồi quyên vào quỹ bảo vệ trẻ em. Hoách Khải nói, tôi có tay có chân, có năng lực kiếm tiền, cậu thương hại tôi nên ngày nào cũng tới trò chuyện với tôi à? Triệu Vĩnh An dừng chân. Ông ấy nhìn anh và hỏi, không phải thương hại, mà là kính trọng, Hoách Khải nói một cách nghiêm túc, với lão giáo sư như ông, cho dù không có một đồng nào thì cũng không nên trải qua thói đời bạc bêu. Triệu Vĩnh An hơi ngẩn ra. Sau đó ông ấy cười ha ha nói, xét về mặt nịnh nọt thì cậu giỏi hơn thăng nhóc hoặc Giai Minh Nhiêu có sao thì tôi nói thế thôi. Không phải nịnh nọt, Hoách Khải nói được rồi, cậu nói gì cũng đúng hết. Triệu Vĩnh An ngẫm nghĩ rồi nói, cậu kính trọng tôi như thế, không biết cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Tiếp đó, Hoắc Khải nhìn thấy một xấp tài liệu trong nhà Triệu Vĩnh An. Trên đó viết rõ là ông ấy sở hữu cổ phần của mấy công ty do nhóm Đặng Vinh Hoa và Miêu Nhất Hoa sáng lập. Giá trị vào khoảng hơn 7 triệu. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 212, mở rộng, góc chuyện audio.com. Những thứ đó là năm xưa bọn họ cứ đưa cho tôi. Tôi định đem chúng tiêu cùng sau khi chết, chứ không muốn lợi dụng học sinh. Nhưng hiện giờ tôi mong rằng cậu có thể giúp tôi đòi lại số tiền này. Cậu cứ giữ lại một nửa, nửa còn lại thì hãy thay tôi quyên tặng cho công trình hy vọng. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, mong rằng cậu có thể xử lý nó trong vòng một tuần. Được chứ, Triệu Vĩnh An hỏi, Hoách Khải do dự một lúc, chưa đồng ý ngay, ánh mắt Triệu Vĩnh An lộ ra sự thất vọng. Ông ấy nói, cậu cũng sợ đắc tội bọn họ đúng không? Tôi biết, lúc này mà đi đòi tiền bọn họ thì không khác gì cưỡi trên lưng cọp. Tôi không có người thừa kế. Sau khi tôi chết, sẽ không có ai đi tranh giành số tài sản này với bọn họ hết. Bọn họ đang chờ tôi, ông hiểu lầm rồi, không phải tôi đang sợ mà là đang nghĩ cách sắp xếp công việc của tuần sau. Hoách Khải nói, ông cũng biết đấy, dạo này tôi mới mở một công ty, đang vào lúc bận rộn. Hơn nữa, tôi còn đang giữ chức trợ lý tổng giám đốc của văn phòng chi nhánh nhà họ Cơ. Nên hơi nhiều việc, thế này đi, từ 6 tuần sau tôi sẽ đi tìm bọn họ, xem có lấy số tiền đó về được không? Còn bọn họ có thể trả tiền cho tôi trong vòng một tuần hay không thì tôi cũng không dám chắc. Dù sao thì có những lúc pháp luật không thể trói buộc được hoàn toàn hành vi của một người. Triệu Vĩnh An khẽ thở vào nhẹ nhõm. Gật đầu nói, tôi biết, nếu bọn họ cứ dây dưa không trả từ ngày này qua tháng khác thì cũng chẳng có ai làm gì họ được. Cậu yên tâm, nếu bọn họ không trả cho cậu thì tôi cũng sẽ không trách cậu đâu sau đó. Hoách Khải cầm tài liệu ra khỏi nhà họ Triệu, L nhìn theo bóng dáng anh đi xa, một lúc sau Triệu Vĩnh An mới quay về phòng. Trong thời gian này, lượng kinh doanh một ngày của cửa hàng Tao Bao đã đạt đến mức dự tính. Thành công vượt kỷ lục 400.000, số đơn đặt thực phẩm giảm cân cũng đạt đến hàng ngàn đơn mỗi ngày. Hơn nữa còn đang tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh chóng với sức nóng của hoạt động hiện giờ. Tin rằng chẳng qua bao lâu nữa là số đơn đặt hàng có thể đạt đến 10.000 một ngày, thực phẩm giảm cân mua một lần có thể ăn trong rất nhiều ngày. Nhưng bữa nào trong ngày cũng cần dùng đến, số lượng người đăng ký tham gia đã lên đến mấy chục ngàn rồi. Không xét đến những cái khác. Chỉ riêng khách cũ thôi cũng có thể đem đến vô số lợi nhuận cho cửa hàng rồi. Mà sau gần một tháng quảng bá, độ phổ biến của hoạt động đã bao trùm cả nước, càng ngày càng có nhiều người biết đến cửa hàng Tao Bao này. Mặc dù có rất nhiều chỉ vào hóng hớt nhưng vẫn kéo được rất nhiều khách, bây giờ ngày nào Ninh Thần cũng cười ngoác cả miệng. Làm việc cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn, Hoắc Khải cũng làm theo những gì mình nói lúc trước, tuyển thêm 5 nhân viên trợ lý chuyên phụ trách các dự án cho cô. 5 người này đều được Hoắc Khải lựa chọn kỹ càng. 4 nam 1 nữ, tất cả đều rất trẻ trung. Cũng rất có năng lực, bình thường thì bọn họ phải đến các công ty lớn để thực tập. Nhưng 5 người này kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy thực tập không xứng đáng với năng lực của bọn họ. Phúc lợi và đãi ngộ của Hoách Khải còn tốt hơn so với mấy công ty top 100 trong nước. Thêm với việc sau khi tham khảo thực tế, bọn họ nhận ra lượng kinh doanh của công ty này tăng lên vô cùng nhanh chóng. Độ phổ biến cũng rất đáng sợ, thế là tới ứng tuyển. Trong đó, có một cặp đôi khiến Hoách Khải đánh giá rất cao, người đàn ông tên Ninh Hạo Bân. Người phụ nữ là Giản Tư Tư. Hai người yêu nhau từ hồi đại học, đến giờ đã được 8 năm từ đại học lên thạc sĩ. Giờ cũng đã 2 năm, 26 tuổi, là thời điểm để thành gia lập nghiệp, nhưng hai người lại cực kỳ chuyên tâm vào sự nghiệp. Muốn ổn định công việc xong thì mới bàn đến chuyện kết hôn. Bất kể là tư cách tư duy, lòng cầu tiến trong công việc cho đến hiệu suất làm việc. Hai bọn họ rất phù hợp với lưu chuẩn của Hoách Khải. Ngoại trừ lý do luôn chú tâm học hành nên mắt nhìn có hơi kém một chút xíu thì họ gần như chẳng có khuyết điểm gì. Nhưng mắt nhìn thì có thể bồi dưỡng. Cứ nhìn và học nhiều là nó sẽ tốt hơn, phần lớn công việc của công ty đều do Ninh Thần chỉ đạo hai người này làm. Rồi bọn họ chia nhau ra hoàn thành. Ninh Thần từng né Khải rằng cô thích Giản Tê vì Giản Tư Tư chỉ đơn thuần là có lòng cầu tiến. Tâm tư không sâu, còn Ninh Hạo Bân thì có dã tâm hơn nhiều, e là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Ninh Thần khởi nghiệp từ tầng lớp thấp, nên sợ nhất là gặp phải loại người đến để học việc.
học xong thì chạy mất. Hoách Khải thì không quan tâm lắm đến chuyện này. Nếu Ninh Hạo Bân thật sự là một kẻ vong ơn bội nghĩa thì tương lai anh ta sẽ là người phải hối hận chứ không ai. Vì thế nên Hoách Khải không để ý đến chuyện này nhiều. Nếu Ninh Thần thấy có thể sử dụng Giản Tư Tư thì cứ bồi dưỡng cô ấy nhiều thêm, hiện giờ mọi việc của công ty đã đi vào quỹ đạo. Ninh Thần cũng ngày càng thuần thục với chuyện kinh doanh, hơn nữa còn có 5 người trẻ tuổi giúp đỡ nữa nên Hoách Khải dồn nhiều sức lực cho bên Cơ Hương Ngưng hơn. Cơ Hương Ngưng đã tiêu sạch 120 triệu trong vòng 1 tháng, cô ấy đầu tư toàn bộ vào mảng kinh doanh mới, cô ấy đã nghe theo lời đề nghị của Hoách Khải, không tiêu thì thôi, đã tiêu thì phải tiêu sạch, lấy tốc độ nhanh nhất và cường độ lớn nhất để đứng vững trên thị trường. Tất cả các đối thủ cạnh tranh đều chết như ngả dạ. Tất cả đều dùng tiền để đập lấy, đối phương chỉ hơi lùi một bước thì sẽ ép cho họ phải lùi sâu hơn nữa. Phong cách như lang sói này khác hẳn phương thức cũ của văn phòng chi nhánh nhà họ Ho. Đến cả Cơ Hương Ngưng cũng không thích ứng kịp, nhà họ Hoách làm ăn theo kiểu nể mặt để sau này còn hợp tác tiếp, nhưng Hoách Khải không định làm như vậy. Nguyên tắc kinh doanh của anh chính là, không ai được phép cạnh tranh với anh, nếu cạnh tranh thì chính là kẻ địch, mà đã là kẻ địch rồi thì còn nể mặt làm gì? Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhãn với bản thân mình. Câu này không phải nói giỡn, Cơ Hương Ngưng vẫn rất tin tưởng anh. Nên đã giao cho anh quản lý phòng tiếp thị và phòng tư pháp. Nói rằng mọi việc đều phải làm theo lời Hoách Khải, phương thức quản lý của Hoách Khải nghiêm khắc hơn Cơ Hương Ngưng nhiều. Lúc bắt đầu, nhân viên phòng kinh doanh còn hơi hướng chống lại, nhưng sau khi Hoách Khải đổi việc mấy người, đổi cả tổ trưởng tổ kinh doanh thì không một ai dám lăm lời nữa, hiện giờ Hoách Khải là người có tiếng nói trong công ty. Lại còn là thân tín của tổng giám đốc. Mà quan trọng nhất là cả công ty này hiện giờ gần như đã thuộc quyền của Cơ Hương Ngưng. Cô ấy chính là bà hoàng của công ty, đến cả trụ sở công ty cũng không nhúng tay vào được, phó tổng giám đốc Cơ Sương Minh còn không dám làm trái ý Cơ Hương Ngưng kìa. Mà Hoách Khải cũng là người có bản lĩnh, ném cho Cơ Sương Minh một đống tiền, nói hắn ta tiêu kiểu gì cũng được, miễn là xử xong người cần xử, cướp thị trường cần cướp, đến khi xong việc, tiêu hết bao nhiêu thì sẽ thưởng cho hắn ta bấy nhiêu. Thực ra Cơ Sương Minh không phải là kẻ vô dụng. Ban đầu hắn ta cũng phải có tài năng thì mới làm khó Cơ Hương Ngưng khắp nơi được, nhưng vì dòng chính và nhánh phụ của nhà họ Cơ đấu đá nhau đã thành quen, nên ít khi đồn tâm tư vào chuyện chính. Đọc thêm cha của cục cưng là một tổng tài phun chuyên oan, hiện giờ Hoách Khải lấy ra một món tiền lớn làm giải thưởng như thế làm cho hắn ta vui gần chết. Vì sao hắn ta phải khổ cực đối đầu với Cơ Hương Ngưng làm gì chứ? Chẳng phải là vì để quản lý công ty, kiếm được nhiều tiền hơn hay sao? Hiện giờ một mớ tiền to đặt ngay trước mắt, hắn ta còn nghĩ chuyện khác làm gì chứ? Vì vậy, Cơ Sương Minh liền kéo một đám người của phòng kinh doanh đi khắp nơi tìm người uống rượu. Mọi người hay nói, chuyện làm ăn thường được chốt trên bàn nhậu, nếu một bữa chưa chốt được thì lại thêm bữa nữa. Có lẽ với những thương nhân cấp cao thì đây chỉ là tán dóc. Nếu chưa đủ lợi ích thì có uống nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng với tầng lớp xã hội thấp thì đúng là như vậy, Cơ Sương Minh ngày nào cũng uống rượu điên đảo. Say đến mức bất tính nhân sự, nhưng sự liều mạng của hắn ta cũng lôi về được không ít vụ buôn bán. Phạm vi kinh doanh của văn phòng chi nhánh đã được mở rộng lên mấy lần chỉ trong vòng 1 tháng. Chiếm quá nửa số thị phần, mà thị phần chiếm quá nửa thường là đại diện cho một việc. Đó là đến cuối cùng sẽ chiếm được 6-7 phần thị phần, vì những người đã đứng về phía anh rồi thì sẽ không dễ dàng rời đi. Còn những người chưa đến sẽ có một bộ phận nhỏ vì đủ loại nguyên nhân mà tới để thử sức. Dĩ nhiên, cũng có nguyên nhân là luật cạnh tranh, các xí nghiệp thường sẽ không ôm nhiều thị phần như vậy. Vì sợ người khác tới sinh sự, một khi thị phần vượt quá nửa thì sẽ có đủ quyền lên tiếng trên cả cái thị trường đó, có thể nói. Văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ chỉ mất 1 tháng thời gian là có thể đứng vững trên thị trường rồi. Mặc dù rất nhiều người phải tăng ca suốt mấy tuần liền. Nhưng kết quả vẫn rất đáng mừng. Theo như tính toán của phòng thị trường, mức tăng trưởng lợi nhuận năm nay sẽ đạt ít nhất là 300. Cũng tức là 120 triệu đầu tư vào sẽ biến thành khoảng 400 triệu vào cuối năm. Đối với một công ty, thành tích này đã được coi như vô địch rồi. Nhưng tất cả đều biết, có được thành tích như vậy thì người có công lớn nhất chính là Lý Phong. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 213, Cơ Hương Ngưng kinh ngạc, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ không một ai trong văn phòng chi nhánh dám khinh thường Hoách Khải nữa rồi. Càng là những người ở chức vụ cao thì càng hiểu được chỗ đáng sợ của người đàn ông này. Nhất là những người thuộc dòng chính, có mối quan hệ mất thiết với nội bộ gia tộc giống Cơ Sương Minh lại càng biết mọi chuyện của ngày hôm nay đều là do Hoách Khải đem lại. Nếu không có người đàn ông này, Cơ Hương Ngưng sẽ phải lấy người của tập đoàn Liêu Thị hoặc bị đuổi khỏi gia tộc. Nếu để cho Hoách Khải quản lý văn phòng chi nhánh thì lợi ích duy trì được sẽ rất nhiều. Càng chưa nói đến 300, tiền lợi nhuận, không ai là ngu ngốc hết. Nếu đã biết Hoách Khải giỏi rồi thì Cơ Sương Minh cũng vui vẻ mà tạo mối quan hệ cùng anh. Huống hồ, núi dựa của hắn ta là Cơ Xuyên Hải cũng rất coi trọng Hoách Khải. Hiện giờ, tiếng nói của Cơ Xuyên Hải trong nhà họ Cơ được nâng lên rất cao. Giống như những gì Hoách Khải nói. Vì mối quan hệ giữa ông ta với Cơ Hương Ngưng mà nhánh phụ cũng hòa hoãn với ông ta hơn nhiều. Hơn nữa,
dòng chính vì sợ người có quyền lực cao như ông ta sẽ nghiêng về phía nhánh phụ quá nhiều nên càng không dám làm điều gì khiến ông ta bất mãn. Mãi đến cuối tháng mới có người báo cho Cơ Chấn Hung biết chuyện Cơ Xuyên Hải cho thêm Cơ Hương Ngưng 20 triệu. Kết quả Cơ Chấn Hung liền lạnh lùng dạy dỗ người đó một trận. Hoàn toàn không có ý định truy cứu, tiền cũng đã đưa rồi, giờ đi đòi thì còn ý nghĩa gì nữa, đang yên đang lành đi đắc tội với người khác hả, nếu đã là chuyện không thể làm được thì nói cho ông ta làm gì? Muốn làm ông ta khó chịu hay sao? Đến cả chủ tịch hội đồng quản trị còn không quan tâm thì người khác cũng đừng hòng nhắc tới. Thế nên ai cũng ngoan ngoãn, nhiệt tình chào hỏi khi thấy Cơ Xuyên Hải. Cái không khí hài hòa này khiến Cơ Xuyên Hải cười tươi như hoa nở. Ông ta đang vui mừng vì đã không trở mặt với Hoắc Khải. Nếu không thì sao mà có được ngày tốt lành như bây giờ? Cơ Xuyên Hải lại càng kỳ vọng về tương lai vài năm tới hơn. Chỉ cần Cơ Hương Ngưng có thể thuận lợi thăng cấp lên hàng thừa kế thứ hai thì có thể lấy được thêm mấy chục triệu nữa. Khi ấy thì cũng đủ để cho ông ta nghỉ hưu dưỡng lão rồi. Có người vui cũng sẽ có người buồn, Hoắc Khải thì không quan tâm đến mấy chuyện này, mà anh cũng lười quan tâm, anh chỉ một lòng quan tâm đến chuyện kinh doanh của bản thân. Một là để cho sự nghiệp cá nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Hai là toàn lực phối hợp với Cơ Hương Ngưng để mở rộng mảng kinh doanh. Nếu tính thời hạn ngắn thì Hoắc Khải cứ đầu tư thẳng vào Cơ Xuyên Hải. Tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn một chút, dẫu sao Cơ Xuyên Hải là giám đốc tài chính của nhà họ Hoắc. Có cấp bậc cao hơn Cơ Hương Ngưng nhiều, nhưng Hoắc Khải vẫn kiên trì với câu nói cũ. Không phải người bản thân tự tay bồi dưỡng thì sẽ không bao giờ tin tưởng. Người được Hoắc Khải kéo lên từ vũng bùn như Cơ Hương Ngưng sẽ khó mà phản bội anh được. Văn phòng chi nhánh phát triển càng mạnh thì mối quan hệ của hai người sẽ càng thân thiết. Vì vậy mà Hoắc Khải càng hy vọng văn phòng chi nhánh có thể gặt hái được nhiều thành tựu hơn. Anh tỉ mỉ bố trí một bản kế hoạch và giao nó cho Cơ Hương Ngưng. Sau khi đọc xong, Cơ Hương Ngưng kinh ngạc nhìn anh, tiến ra nước ngoài, bước đi này có rộng quá không? Cô sắp làm thành viên trong hội đồng quản trị rồi đấy. Nếu không dám làm kinh doanh ở nước ngoài thì phải mất bao lâu mới lên được cấp cao? Hoắc Khải nói, nhưng công ty của chúng ta chưa có kinh nghiệm kinh doanh ở nước ngoài. Hơn nữa tôi nghe nói tiêu chuẩn của nước ngoài khác nước ta lắm. Mà bản quyền cũng gắt nữa. Chỉ cần hơi sơ suất một chút thôi là sẽ bị một đám luật sư tố cáo ngay. Cơ Hương Ngưng hơi lo lắng. Có rất nhiều đồng nghiệp tuy làm tốt ở trong nước nhưng đến khi ra nước ngoài thì lại bị kiện đến mức tán ra bại sản. Thế giới bên ngoài rất lớn, mà còn răng đủ loại cạm bẫy. Chủ nghĩa tư bản của bọn họ phát triển đã lâu, đương nhiên là não sẽ to hơn thương nhân trong nước rồi. Kinh nghiệm có thể tích lũy được, mà cũng không phải là chúng ta sẽ lập tức làm một mảng nào đó cụ thể. Mà cứ thành lập một văn phòng chi nhánh ở nước ngoài để thử làm một số dự án đại lý của công ty nước ngoài đã. Sau khi chúng ta vạch rõ được con đường và biết được rõ ràng mọi thứ thì sẽ làm thương hiệu riêng sau. Hoắc Khải nói, tôi tính rồi, nếu thuận lợi thì một năm văn phòng chi nhánh này sẽ không cần tốn kém quá nhiều mà vẫn có thể chuẩn bị dọn đường cho chúng ta trước. Sau này đến lúc cần thì cứ thoải mái lấy ra dùng thôi. Cơ Hương Ngưng không lên tiếng, cả nhà họ Cơ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến ra nước ngoài. Chỉ một văn phòng chi nhánh ở nước ngoài thôi mà đã rối tinh rối mù cả lên. Mỗi năm đều phải đắp một đống tiền vào để cho nó miễn cưỡng tồn tại. Văn phòng chi nhánh của cô ấy hiện giờ coi như phát triển tốt ở trong nước. Nhưng nếu mạo hiểm tiến ra nước ngoài thì rất có thể sẽ bị cho là vung tay quá chán. Dẫn đến không kịp xoay vòng vốn lưu động, ý tưởng của Hoắc Khải rất tốt. Nhưng ánh mắt anh lại đi trước quá nhiều, khiến Cơ Hương Ngưng không theo kịp bước chân của anh, cô ấy nào biết người đàn ông trước mặt mình rất thân thuộc với thị trường nước ngoài. Thậm chí còn mạnh hơn cả thị trường trong nước nếu xét ở một trình độ nhất định nào đó. Mấy năm gần đây nhà họ Hoắc phát triển nhanh như vậy cũng là vì công ty ở nước ngoài làm ăn rất tốt. Thị phần trong nước đã gần bão hòa, dù cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể phát triển hơn được. Cái bánh lớn như vậy thì phải thò tay từ bên ngoài cướp lấy, mới có thể ăn nhiều miếng hơn được. Có lẽ, với công ty bình thường thì thành lập một văn phòng chi nhánh không có quá nhiều tác dụng trong thời gian ngắn thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc gia tăng tổn thất kinh doanh, nhưng với Hoắc Khải, đây lại là một chuyện có ý nghĩa mang tầm chiến lược. Sẽ có người nói là anh dò đá qua sông, người đi tiên phong lúc nào cũng dễ ngã, nhưng người đó sẽ là người đầu tiên hái được trái ngọt. Kinh doanh chính là như vậy đó, nếu không dám mạo hiểm thì sẽ mãi chỉ là một tiểu thương nho nhỏ mà thôi. Thời cơ và nguy hiểm luôn song hành cùng với nhau, tôi cần cân nhắc một chút. Hơn nữa cũng phải bàn bạc với chú ba nữa. Hiện giờ công ty đã dùng hết sạch tiền rồi, muốn thành lập một văn phòng chi nhánh ở nước ngoài nữa thì phải chờ chú ba rót thêm tiền mới được. Nếu không ta sẽ gặp rắc rối khi không thu lại kịp tiền hàng mất. Cơ Hương Ngưng vẫn nghiêm túc đáp, Hoắc Khải biết ánh mắt của cô ấy không vươn xa như bản thân mình. Nên cũng không ép buộc mà gật đầu nói, tôi chỉ đề nghị mà thôi, còn có thực thi hay không thì tổng giám đốc là cô sẽ quyết định. Anh đừng giận, tôi chỉ muốn cân nhắc vài chi tiết, Cơ Hương Ngưng bất giác định giải thích mấy câu. Nhưng sau đó thì cô liền im bặt, vì cô ấy cảm thấy nếu giải thích thì sẽ lộ rõ sự yếu thế của mình. Rõ ràng là nên mạnh mẽ hơn,
nhưng khi cô càng ỷ lại người đàn ông này thì cô lại càng không thể mạnh mẽ hơn với anh được. Điều này làm Cơ Hương Ngưng rất tức giận, cô cảm giác trước mặt Hoắc Khải, mình từ một cô gái mạnh mẽ đã biến thành một con chim sẻ nhỏ yếu ớt. Chính cô ấy mới là tổng giám đốc cơ mà, sao lại tỏ ra yếu thế với một người trợ lý như vậy chứ? Thật ra tôi cũng có thể giúp cô tìm người để hỗ trợ chuyện văn phòng chi nhánh ở nước ngoài. Sẽ giúp ích rất nhiều đấy. Hoắc Khải nói, ai vậy? Cơ Hương Ngưng hỏi, Hoắc Giai Minh, người nằm trong hàng thừa kế thứ hai của nhà họ Hoắc. Mặc dù cậu ta không tham gia chuyện kinh doanh mấy nhưng vì là dòng chính nên có thể nói vài câu trong gia tộc. Hoắc Khải nói, anh còn quen với cả người của nhà họ Hoắc. Cơ Hương Ngưng kinh ngạc hỏi, từ lúc gặp nhóm người Liêu Thiên Bằng, Phương Sương Thịnh đến chúc mừng lúc khai trương cửa hàng thì cô đã bất ngờ lắm rồi. Một người trợ lý bình thường của cô thế mà lại quen với những nhân vật có số có má trong thành phố. Bây giờ đến cả nhà họ Hoắc anh cũng quen biết, thật sự không hợp lẽ thường một chút nào. Sao anh lại quen được người ta? Cơ Hương Ngưng hỏi, nhờ có giáo sư Triệu Vĩnh An đấy. Lúc trước tôi qua đó uống trà thì gặp cậu ta, nói chuyện cũng rất hợp nhau. Hoắc Khải giải thích, sự kinh ngạc của Cơ Hương Ngưng lại càng thể hiện rõ hơn. Triệu Vĩnh An, ông giáo sư già nổi danh trên diễn đàn văn học đó sao? Hoắc Khải còn quen biết cả với người đó, mà còn đến nhà ông ấy uống trà. Đến nhà uống trà thì mối quan hệ không phải bình thường đâu. Mặc dù hiện giờ ông ấy đã không còn nổi danh như trước, nhưng uy vọng của ông ấy vẫn còn. Rất nhiều người đều vô cùng tôn kính khi nhắc đến ông ấy. Cơ Hương Ngưng nhìn Hoắc Khải với ánh mắt kỳ lạ rồi đột nhiên hỏi. Anh còn nhớ quán Ba Senzon không? Quán Ba Senzon, Hoắc Khải hơi ngẩn ra. Ý cô là sao? Cơ Hương Ngưng nhìn chăm chú vào biểu cảm của Hoắc Khải. Cuối cùng mới xác định rằng bộ dạng ngơ ngác đó của anh không phải là diễn. Nếu không thì diễn xuất của anh thật sự là quá cao tay rồi. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu nói. Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. À, tôi nghe nói giáo sư Triệu bị ung thư phổi giai đoạn cuối à, anh có đến thăm ông ấy chưa? Tôi đến rồi, ông ấy còn nhờ tôi giúp đỡ nữa. Tôi đang định nói với cô đây. Hai hôm nữa tôi xin nghỉ phép để đi ra ngoài một chuyến. Hoắc Khải nói, ông ấy nhờ anh giúp. Cơ Hương Ngưng hỏi xong thì lắc đầu, rồi lại thở dài, xem ra ông cụ cũng lẩn thẩn rồi. Ông ấy có biết bao nhiêu học trò mà lại tìm một người không quen thân lắm đi giúp đỡ. Chẳng trách ai cũng nói ông ấy đã thật sự hết thời rồi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 214, khí chất thay đổi, gocchuyenaudio.com. Đến cả một người bình thường không hề có ấn tượng gì về Triệu Vĩnh An như Cơ Hương Ngưng mà cũng biết đến chuyện này. Thì chứng tỏ mọi thứ đã được truyền đi rất rộng rãi. Cơ Hương Ngưng cũng không nói nhiều về chủ đề này, cô ấy không phải là người hay bàn tán chuyện của người khác sau lưng. Nói, nếu anh có việc bận thì cứ làm đi, tôi sẽ bàn bạc với chú ba về chuyện công ty chi nhánh ở nước ngoài rồi tính tiếp. Nhưng nếu có thời gian thì anh có thể hẹn cái người nhà họ Hoắc mà anh quen kia đến gặp mặt một lần. Chuyện này thì không thành vấn đề, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem khi nào cậu ta rảnh. Hoắc Khải nói, ló hai người bàn bạc đơn giản ê tình hình phát triển của công ty trong thời gian gần đây rồi mới chào tạm biệt nhau. Chờ Hoắc Khải ra khỏi phòng làm việc của mình, Cơ Hương Ngưng nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu. Vẻ mặt của cô rất nghiêm trọng. Ánh mắt lại lộ ra sự lo lắng, mặc dù chuyện cô ấy lo lắng nhất dường như không hề xảy ra. Nhưng việc người đàn ông này ngày càng biểu hiện tốt hơn lại khiến cô cảm thấy kỳ quái. Nếu như chuyện cô ấy lo lắng không xảy ra thì tại sao Hoắc Khải lại có thay đổi lớn đến vậy? Một người đã từng là con mọt sách không thể biểu hiện như thế được. Một lúc lâu sau, Cơ Hương Ngưng mới thở dài rồi cố gắng đè ép sự lo lắng của mình xuống. Bất kể đã từng xảy ra chuyện gì đi nữa, nếu bây giờ chưa có đầu mối gì rõ ràng thì không cần phải lo lắng vội. Khi mọi chuyện thật sự xảy ra thì lúc ấy đối phó sao vậy? Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Hoắc Khải nhận được cuộc gọi của Ninh Thần, tổng giám đốc Mục tới, muốn bàn chuyện nhập cổ phần, giọng nói của Ninh Thần như đang cố đè nén sự vui sướng. Anh thấy miệng em sắp đến mang tai rồi đó, đừng để lộ rõ như thế, người ta sẽ khó chịu đó. Hoắc Khải cười nói, biết anh giỏi rồi, Ninh Thần khẽ hứ một tiếng, giọng nói nũng nịu này giống hệt như cô gái mới lớn. Mà Hoắc Khải cũng đã dần dần quen với tính cách này của cô. Nên nói tiếp, anh sẽ không tham gia vào việc này nữa, em cứ bàn với ông ta đi, nhớ là chúng ta có đủ thực lực cho nên không được chạm đến giới hạn cuối của mình. Anh yên tâm, em nhớ rồi từ lần đàm phán chuyện hợp tác về chuyển phát nhanh. Cùng với sức nóng của hoạt động gần đây khiến Ninh Thần dần trở nên tự tin hơn. Bất kể phải đối mặt với ai, cô đều có đủ sự tự tin để đối phó. Mục Thế Kiệt đến với một mục đích hết sức đơn giản. Vị tổng giám đốc của công ty giảm cân này đã nhìn thấy được độ nổi tiếng của hoạt động này. Biết được lợi nhuận của cửa hàng tao bao mỗi tháng đã lên đến một con số khiến người ta phải kinh ngạc. Hơn nữa, đây còn chưa phải đỉnh điểm. Nói cách khác, chỉ cần thế giới vẫn còn những người thừa cân thì sức nóng của hoạt động sẽ không ngừng tăng lên. Nhất là khi ông ta nghe Ninh Thần nói đang chuẩn bị mở một cửa hàng trên tao bao bản quốc tế. Và cũng khởi động hoạt động này trên đó, độ phổ biến của hoạt động này trong nước đã tăng lên với tốc độ rất kinh người.
khiến doanh số mỗi ngày đều không ngừng tăng cao. Nếu hoạt động này cũng bùng nổ ở nước ngoài như vậy thì sẽ kiếm được bao nhiêu chứ? Mục Thế Kiệt nhìn thấy tiềm lực của hoạt động này, cũng biết bản thân ông thể do dự thêm nữa. À, bây giờ bàn chuyện nhập cổ phần thì có lẽ còn có chút lời lãi. Nhưng nếu để sau một tháng, à không, hai tuần thôi, có lẽ ông ta sẽ chẳng được chút lợi nào. Khi ấy người ta hoàn toàn có thể đạp đổ ông ta rồi tự mở một công ty. Khi ấy ông ta cũng chẳng làm gì được, dù sao phương thức chế biến sản phẩm giảm cân đã gần như công khai hết rồi. Chẳng còn bí mật gì nữa cả. Vả lại, ngoài sản phẩm giảm cân ra, Ninh Thần còn đang bán cả thực phẩm giảm cân, doanh số cũng rất nhiều. Mặc dù giá rẻ nhưng ngày nào cũng phải ăn thực phẩm giảm cân tích lũy theo tháng thì cũng sẽ là một con số rất đáng sợ. Lần này mục đích của Mục Thế Kiệt chỉ có một, đó là phải lấy được một phần lợi ích của hoạt động này bằng mọi giá. Cũng không thể trách ông ta quá gấp gáp được, hiện giờ Hoắc Khải và Ninh Thần đang 50-50, cổ phần của công ty và là cổ đông lớn của công ty. Tất cả sản phẩm đều được bán với giá gốc, dù bán được hay không thì công ty cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Cùng lắm thì cũng chỉ được cái danh tiếng, thế này thì ai mà không lo cơ chứ. Lúc Hoắc Khải mới đưa ra đề nghị 5 toàn bộ cổ phần của công ty thì đám cổ đông kia còn đập bàn nói anh là kẻ si tâm vọng tưởng. Chỉ là một chủ của cửa hàng tao bao nho nhỏ thôi mà cũng đòi quản lý một công ty có doanh số hàng năm lên đến vài trăm triệu. Khác nào tay không bắt giặc, nhưng hiện giờ bọn họ đều đốc thúc Mục Thế Kiệt đến đàm phán. Trừng mắt nhìn cửa hàng tao bao của người ta một tháng bán được mấy chục triệu. Nhưng bản thân lại không lấy được chút lợi nhuận nào. Đám người này vừa ghen tị vừa gấp đến mức sôi sục hết cả lên. Cho nên, Mục Thế Kiệt liền vội vàng ngồi máy bay tới và chạy thẳng đến phòng làm việc của công ty Hy Vọng Mới. Lúc này, Ninh Thần bỏ điện thoại xuống, mỉm cười với Mục Thế Kiệt ngồi đối diện, nói, chồng tôi có việc gấp, tạm thời không thể qua đây được, nhưng đàm phán chuyện này với tôi thì cũng không khác gì. Vậy cũng được, lần này tôi Ninh Thần giơ tay lên cắt ngang lời của Mục Thế Kiệt. Mỉm cười nói, trước khi bàn chuyện, tôi muốn nói đến điều kiện cần của chúng tôi trước, 65 cổ phần, 1% cũng không được thiếu, nếu ông thấy được thì chúng ta nói tiếp. Còn không thì tôi mời ông ăn một bữa cơm rồi hẹn lần khác nói chuyện. Mục Thế Kiệt ngẩn ra, ông ta đột nhiên cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mình đã khác trước. Lúc mới gặp, cô còn là một người bình thường, lúc nào nói chuyện cũng thấp tha thấp thỏm. Sau này, khi đi đàm phán chuyện hợp tác với công ty chuyển phát nhanh, vì cô đã tự tin hơn nhưng phần lớn vẫn nghe theo lời của ông ta. Giống với một người trợ lý hơn, nhưng lần gặp mặt hôm nay, ông A nhận ra cô ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều, khí chất cũng cực kỳ giống một nhà tư bản lớn. Á từ lần đầu gặp mặt cho đến giờ mới chỉ được 2 tháng. Sao lại có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ? Ông ta không thể hiểu được rằng hiện giờ Ninh Thần vô cùng tự tin. Quan trọng hơn là, vì sớm tối ở cùng Hoắc Khải cho nên cô đã bất chi bất giác thay đổi. Nhiễm một phần phong cách của anh, Hoắc Khải chính là người như vậy, khi anh có được con bài chiến thăng thì sẽ không cho ai cơ hội phản kháng nữa. Một là đầu hàng, nếu không anh sẽ lật bài lên để cho người ta biết bản thân đã thua thê thảm đến mức nào. Đừng xin tha, trò chơi này chỉ có người chiến thắng chứ không có người từ bi. Vì vậy, hiện giờ Ninh Thần đã dần dần trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ biết kinh doanh rồi. Nhưng điều yến cô không giống những người khác chính là cô chỉ mạnh mẽ ở một vài phương diện nào đó thôi. Lúc nói chuyện thì cô vẫn rất mềm mại ôn hòa và luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng người như vậy mới là khó đối phó nhất, bởi vì đằng sau nụ cười của cô là sự không cho phép từ chối. Mục Thế Kiệt trầm mặc, lúc tới đây, ông ta đã biết phải trả một cái giá rất lớn để lấy được lợi ích. Lúc ông ta nhắc đến chuyện này lần đầu, Hoắc Khải đã yêu cầu 51 cổ phần, nhưng bây giờ Ninh Thần lại muốn đến 65, chỉ cách nhau có 14, nhưng nếu nhìn tổng thể thì dù bọn họ có đồng ý, số lợi nhuận bọn họ nhận được sẽ chỉ còn 35. Tổng giám đốc Mục đừng lo lắng mà hãy uống cốc trà đã. Ninh Thần cười híp mắt, rồi lấy dụng cụ uống trà ra và đích thân pha cho ông ta một cốc trà nóng. Lá trà thuộc loại thiết quan âm cao cấp do Phương Xương Tịnh tặng từ lần trước, có giá 600.000 năm lạng. Đến Ninh Quốc Năng còn không nợ uống, cuối cùng day dứt mãi thì mới đưa cho Ninh Thần 5 lạng. Bảo cô dùng để tiếp khách, thiết quan âm thuộc loại có mùi hương nồng, khi rót nước nóng vào thì mùi thơm cũng tỏa ra ngào ngạt. Mùi hương này lan tỏa khắp phòng, đứng đâu cũng ngửi thấy mùi, nhưng Mục Thế Kiệt thì chỉ thấy đắng trong lòng, nếu đồng ý từ một tháng trước thì công ty còn có 49, lợi nhuận. Bây giờ lại mất đi 14, nữa, có khác gì mỗi 2 ngày là mất đi 1, ông ta không muốn đồng ý chút nào, nhưng Ninh Thần đã tỏ rất rõ thái độ của mình rồi. Nếu hôm nay ông ta từ chối, lần sau ông ta đến thì sẽ là một cái giá trên trời. Theo lời Hoắc Khải nói lúc trước thì lần sau chắc chắn sẽ là 80. Cổ phần, tôi muốn cân nhắc một chút vẫn phải thông báo với các cổ đông khác một tiếng. Dù sao công ty này cũng không phải của mình tôi, Mục Thế Kiệt nói, Ninh Thần không lên tiếng, chỉ dùng tay ra hiệu tỏ ý xin mời. Lúc này Mục Thế Kiệt mới cầm điện thoại đi ra khỏi phòng làm việc. Không cần nghĩ cũng biết là liên lạc với cổ đông nào đó của công ty. Mà Ninh Thần thì nâng một ly trà khác lên. Từ từ nhấp một ngụm trà nóng, nụ cười trên mặt không hề giảm đi,
khí chất của cô lúc này giống như một vị tướng quân đang cầm chắc phần thắng. Lại mang theo sự xinh đẹp và yêu nhã, cách đó không xa, có một cô gái trẻ đang ngẩng đầu nhìn sang, trên mặt là sự ngưỡng mộ và sùng bái. Cô ấy khẽ đẩy người đàn ông phía đối diện mình rồi nói. Anh nhìn chị thân kia, khí chất đó đúng là quá đỉnh, này, khi nào thì em mới có thể trở thành người như chị ấy được nhỉ? Kết chương, chế tạo hào môn, chương 215, người nắm quyền mới, gocchuyenaudio.com, cô gái này chính là Giản Tư Tư, nhân viên mới mà trước đây Hoắc Khải tuyển vào, mà ngồi đối diện cô ấy lại là cậu bạn trai Ninh Hạo Bân. Ninh Hạo Bân đeo kính, nhìn có vẻ thư sinh quay lại liếc nhìn Ninh Thần, sau đó lại liếc sang phía bạn gái, nói, đến lúc nào em trở thành giám đốc là được rồi, thế thì không biết chờ đến bao giờ. Giản Tư Tư bĩu môi nói thật, em rất khâm phục chị Ninh và chồng của chị ấy. Chỉ tạo một cửa hàng tao bao bình thường như thế mà doanh số bán hàng có thể đạt được hơn mấy triệu tệ một tháng. Ninh Hạo Bân hơi nhăn lông mày lại, anh ta là một người có tính chiếm hữu và kiểm soát rất lớn. Không thích bạn bái của mình dùng giọng điệu hâm mộ như thế để nói về người khác. Đặc biệt là về đàn ông, người đàn ông tên là Lý Phong kia có lẽ cũng có chút năng lực. Nhưng thường tận dụng nhiều lợi thế từ các hoạt động, từ trước đến nay, chưa từng có công ty bán đồ giảm cân hoặc là cửa hàng trên mạng nào dám bỏ ra mấy triệu tệ để hoạt động như thế. Nếu không, bao giờ mới đến lượt bọn họ nổi tiếng? Ninh Hạo Bân đã tìm hiểu kỹ về Hoắc Khải, anh ta biết được Hoắc Khải chỉ là một kẻ mồ côi có ăn học. Thậm chí nửa năm trước vẫn không có địa vị gì trong gia đình. Đi đến đâu cũng trở thành nhân vật bị chế giễu. Bây giờ, anh đổi vai thành người làm chủ, chỉ có thể nói là do may mắn, tình cờ lại tổ chức được một hoạt động phù hợp với thị hiếu của nhiều người. Có những lúc dịp may tới, muốn ngăn cũng không ngăn được, còn về chuyện hoàn toàn dựa vào khả năng của cá nhân. Ninh Hạo Bân không tin được. Anh ta từ tiểu học đã làm cán bộ lớp, cho đến đại học thì làm hội trưởng hội sinh viên, thời kỳ học nghiên cứu sinh, hết lần này đến lần khác anh ta được giáo viên hướng dẫn đánh giá cao. Ngoài ra còn viết vài bài luận văn cho nhà trường đạt được sự công nhận của giới học thuật. Một bản lý lịch như vậy, đặt ở bất kỳ công ty nào cũng có thể là một người tài chịu trách nhiệm một mảng độc lập. Cho nên, từ trước đến nay, Ninh Hạo Bân chưa từng coi mình là người đi làm thuê. Anh ta đến đây làm vì thấy phúc lợi cũng khá tốt, còn phù hợp với chuyên ngành của mình. Đồng thời, cũng muốn xem công ty này rốt cuộc có tài cán gì mà doanh số bán hàng mỗi tháng lại cao như vậy. Nói một cách dễ hiểu thì Ninh Hạo Bân đến đây để học hỏi. Nhận xét của Ninh Thần về anh ta không sai, dã tâm của người này rất lớn, lớn đến mức ở trong lòng anh ta, trước giờ chưa từng tôn trọng bất kỳ ai, cho dù là Hoắc Khải, Ninh Thần hay là công ty Hy Vọng Mới, chỉ là một cái bàn đạp của anh ta, đợi thời cơ thích hợp, Ninh Hạo Bân sẽ rút khỏi công ty, anh ta tuyệt đối sẽ không làm thuê cả đời, sẽ có một ngày, anh ta tự mình lập nghiệp. Làm ông chủ của chính mình, cho nên, tâm lý ngưỡng mộ của Giản Tư Tư khiến cho Ninh Hạo Bân rất khó chịu. Anh ta cho rằng, người duy nhất mà bạn gái được ngưỡng mộ chỉ có thể là chính anh ta. Sau khi so sánh, trong lòng Giản Tư Tư cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là do từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng rất khá giả nên cô ấy cũng không có yêu cầu quá cao đối với việc kiếm tiền. Học tập giỏi giang là do có tố chất, lý tưởng lớn nhất của cô ấy là có thể đi theo một ông chủ có chiến lược và tầm nhìn. Từ một công ty nhỏ có thể trở thành một hệ thống siêu khổng lồ như Tao Bao. Nghĩ cũng thấy rất có thành tựu, hơn nữa, công ty cũng không phải của cô ấy, địa vị lại không hẳn là thấp quá, rất nhiều người đã làm lâu năm ở các công ty lớn đều nắm trong tay một số cổ phần nhất định. Lời nói đều rất có trọng lượng, tóm lại, mục tiêu của đôi trẻ này không giống nhau, khi còn đi học thì còn chưa thể hiện rõ, đến khi thật sự bước vào xã hội, bắt đầu làm việc thì những tham vọng và mong đợi khác nhau của mỗi người mới dần dần tạo nên những xích mích. Đương nhiên, trước mắt, Ninh Hạo Bân vẫn chưa muốn rời công ty, như thế thì cũng không tồn tại mâu thuẫn quá lớn. Cuộc đàm phán của Ninh Thần và Mục Thế Kiệt cũng không diễn ra quá lâu. 3 tiếng sau, Mục Thế Kiệt lại đi vào văn phòng một lần nữa, ông ta chậm rãi đi đến trước Ninh Thần, nhìn cô một cách cao ngạo, dường như muốn dùng thái độ đó để nâng cao khí thế của mình. Nhưng lời nói và giọng điệu thì lại rõ ràng không mạnh mẽ như thế. Giám đốc Ninh, 65%, thật sự có hơi cao, Mục Thế Kiệt nói, Ninh Thần nhìn thẳng vào mắt ông ta, không có chút nhượng bộ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, nói, Tổng Giám đốc Mục đi lâu như thế. Chà cũng lạnh hết cả rồi, tôi còn tưởng ông đi luôn rồi chứ, không thì tôi mời ông ăn cơm trước, ở đây có một nhà hàng đồ ăn khá ngon, đều là những món đặc sản, ông có thể đến nếm thử xem thế nào. Giọng nói của Ninh Thần rất hòa nhã, cũng rất lễ độ, nhưng ý tứ trong lời nói thì lại rất rõ ràng, ông cảm thấy cao, vậy thì không bàn nữa, ăn cơm xong thì mời ông về cho. Mục Thế Kiệt cười khổ, lúc này mới ngồi lên ghế sofa nói, bỗng nhiên tôi có cảm giác bị vợ chồng cô lừa rồi. Lúc đầu khi mới gặp cô cũng không mạnh mẽ như bây giờ. Con người vẫn luôn thay đổi, đến ngay cả Tổng Giám Đốc Mục cũng khác nhiều so với lần đầu gặp mặt rồi chẳng phải hay sao? Ninh Thần cười nói, giữ vững lập trường như vậy là ý của cô hay của chồng cô? Mục Thế Kiệt hỏi, chúng tôi là vợ chồng, đương nhiên là chung suy nghĩ rồi,
Minh Thần trả lời, lúc trả lời câu hỏi của Mục Thế Kiệt, đột nhiên cô nghĩ đến, người này hỏi những điều này, có lẽ cho rằng, nếu chỉ là ý kiến của cá nhân cô thì có thể tìm đường khác ở chỗ chồng cô. Cho nên khi trả lời, cô lập tức chặn đường lui của ông ta, khi nhận thức được, bản thân cô có thể nắm rõ được ẩn ý trong lời nói của người khác. Trong lòng Ninh Thần cảm thấy rất vui vẻ, điều này nói lên rằng cô thật sự trưởng thành như những gì Hoắc Khải nói. Mục Thế Kiệt nhìn cô, một lúc lâu sau, ông ta thở dài một tiếng, nói, được rồi, tôi có thể đồng ý bán cho các cô 65 cổ phần nhưng chúng tôi muốn chiếm 49, lợi nhuận của hoạt động lần này. Ninh Thần giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói, Tổng Giám Đốc Mục có thể chọn 40, lợi nhuận, ký xong hợp đồng tôi sẽ gọi điện cho chồng tôi tới. Cùng nhau ăn bữa tối, đương nhiên, ông cũng có thể lựa chọn một mình tôi mời khách, Mục Thế Kiệt cũng không phải đồ ngốc, ông ta hiểu câu nói này nghĩa là bảo ông ta hoặc là ký hợp đồng, hoặc là cút. Thật ra, ý của những cổ đông ở công ty là bảo ông ta có cơ một chút. Nói không chừng có cơ một hai ngày có thể giành lại được ít cổ phần và chiếm được thêm ít lợi nhuận. Nhưng Mục Thế Kiệt có mặt trực tiếp ở đây mới có thể cảm nhận được khí thế của Ninh Thần. Ông ta biết rằng thời gian trì hoãn càng lâu thì ông ta sẽ tổn thất càng nhiều. Nói thật lòng, Ninh Thần có thể đưa thêm năm, lợi nhuận đã khiến Mục Thế Kiệt cảm thấy bất ngờ rồi. Vốn dĩ, ông ta còn cho rằng với thái độ mạnh mẽ như thế, Ninh Thần sẽ không nhượng bộ một chút nào. Thật ra, theo ý của Hoắc Khải là dù một phân tiền cũng không được thêm. Nhưng Ninh Thần lại nghĩ, không thể đi quá xa, cửa hàng Tao Bao phát triển đến hôm nay, nguyên nhân quan trọng là do hiệu quả của sản phẩm giảm cân tốt. Từ góc độ này mà nói, cô cũng nợ Mục Thế Kiệt một phần ân tình, vì nói, để tình cảm xen vào chuyện kinh doanh là việc làm không lý trí. Nhưng Ninh Thần không muốn vì kiếm tiền mà khiến cho bản thân mất hết tính người. Cô rất ghét những người như thế, thì đương nhiên không muốn trở thành người mà cô ghét. Cho nên, cô tự nhượng bộ thêm cho ông ta năm, lợi nhuận, nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng theo độ nóng của hoạt động lần này, tổng doanh số bán hàng ít nhất cũng phải đạt 150 triệu. Thậm chí là hơn 200 triệu, năm, cũng phải được gần 1 triệu rồi, so với tổng doanh số bán hàng thì cũng không tính là quá nhiều. Nhưng nếu để so với một phần ân tình thì giá trị triệu tệ đã coi là nhiều rồi. Cuối cùng, Mục Thế Kiệt cũng chấp nhận giao dịch này, nhưng lần này ký hợp đồng, ông ta hy vọng có thể ký trước mặt tất cả các cổ đông. Tại văn phòng của công ty, dù sao sau khi nắm giữ 65 cổ phần, Ninh Thần và Hoắc Khải cũng chính là người nắm quyền mới của công ty. Cho dù nói thế nào, ít nhất cũng phải ra mặt, cho trọn vẹn nghi thức, nhưng Ninh Thần không đảm bảo là Hoắc Khải chắc chắn sẽ đi. Chỉ nói khi trở về sẽ bàn bạc thêm, sau khi xác nhận lại nội dung giao dịch với Mục Thế Kiệt. Trước mặt ông ta, Ninh Thần gọi điện thoại cho Hoắc Khải, thông báo về sự việc này. Sau khi biết Ninh Thần chủ động nhượng bộ năm, lợi nhuận, Hoắc Khải cũng không tức giận. Chỉ nói, em là giám đốc, em thấy được là được, anh còn mấy việc chưa làm xong, em gửi cho anh địa chỉ hàng ăn là được. Hoắc Khải cũng không vì thế mà tức giận khiến Ninh Thần thở phào một cái. Cô còn sợ rằng vì cô tự mình nhượng bộ tiền triệu lợi nhuận sẽ khiến chồng cô khó chịu. Đây cũng không phải số tiền nhỏ, đại đa số những người bình thường cả đời cũng không kiếm nổi. Đồng thời, Ninh Thần cũng có chút giật mình, mơ mơ màng màng thế nào mà cô đã đi đến mức nhẹ nhàng cho đi tiền triệu lợi nhuận rồi. So với nửa năm trước, còn vì chút chi phí sinh hoạt mà vật lộn từng ngày. Bây giờ nghĩ lại cứ như là một giấc mơ. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 216, ý tưởng, gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Ninh Thần rất vui vẻ, quyết định gọi cả Giản Tư Tư và Ninh Hạo Bân đi ăn cùng. Hai người cũng không từ chối, dù sao cũng là sếp mời, không nể mặt cũng không được, cho dù là kẻ cao ngạo như Ninh Hạo Bân cũng không thể làm như thế. Khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Khải cũng đến phòng bao ở hàng ăn mà Ninh Thần nói. Anh vừa đẩy cửa ra, thì Mục Thế Kiệt và Ninh Thần lần lượt đứng lên, sau đó là Giản Tư Tư, cuối cùng là Ninh Hạo Bân chào hỏi. Giám đốc Lý, thật là lâu rồi không gặp, vừa rồi tôi còn nói với Giám đốc Ninh, muốn uống với anh vài ly. Mục Thế Kiệt tỏ vẻ nhiệt tình đi đến, chủ động bắt tay với Hoắc Khải, nếu đã chấp thuận cuộc giao dịch này thì sau này Hoắc Khải và Ninh Thần cũng là sếp của ông ta. Quan hệ hai bên trao đổi cho nhau, Mục Thế Kiệt cũng phải thể hiện tốt một chút, từ điểm này mà nói, ông ta cũng coi như người biết tiến biết thoái. Không vì quan hệ thay đổi mà tỏ ra khó chịu, tổng giám đốc Mục khách sáo rồi, việc ở công ty cơ bản đều do giám đốc Ninh lo liệu. Tôi chỉ có tên cho đủ thôi, Hoắc Khải cười nói, lời nói này coi như tạo thể diện cho Ninh Thần, khiến trong lòng cô rất vui vẻ, cho dù cô làm như thế nào, chỉ cần chồng cô thấy tốt, vậy thì là tốt. Sau đó, mọi người cũng cùng ngồi xuống, Mục Thế Kiệt nhiệt tình, sôi nổi kính rượu, Hoắc Khải cũng tự nhiên bồi rượu, không chút câu nệ. Sau 3-4 tuần rượu, câu chuyện không tránh khỏi lại chuyển đến những vấn đề công việc. Đối với sự phát triển của công ty, Mục Thế Kiệt cũng đưa ra cách nghĩ của mình, tuy rằng phần lớn cổ phần đã được hai vợ chồng Hoắc Khải nắm giữ. Nhưng đối với ngành hàng bán đồ giảm béo thì họ lại không có chuyên môn nên Mục Thế Kiệt vẫn hy vọng. Trên phương diện điều hành công ty, có thể để cho ông ta có quyền hạn nhất định,
Đối với điều đó, Hoắc Khải cũng trả lời rất rõ ràng, về chiến lược và kinh doanh sản phẩm, các ông có thể tự tiếp tục phát triển trong phạm vi vốn có. Nhưng, bộ phận thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thì phải do chúng tôi đích thân quản lý. Bởi vì chúng tôi chuẩn bị đầu tư một khoản, tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, không thể cho rằng các sản phẩm cũ đã tốt rồi, thì cứ ăn lợi nhuận của nó. Hoạt động lần này mang đến cơ hội rất lớn, phải nắm bắt, chiếm lĩnh thị phần nhiều nhất có thể. Mục Thế Kiệt im lặng một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nói, sau này, hai vị chính là chủ tịch hội đồng quản trị, đương nhiên chỉ cần các anh nói là được, thiết kế và nghiên cứu phát triển chính là cốt lõi sinh tồn của công ty. Có thể nói, một công ty đều vận hành xoay quanh bộ phận này, Hoắc Khải nắm giữ bộ phận này, thì coi như sau này họ muốn dở trò gì cũng khó. Chỉ cần Hoắc Khải mang đi những thứ công thức bí mật thì họ chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng. Việc làm này của Hoắc Khải đã ngăn chặn tận gốc những nguy cơ tiềm ẩn. Tuy rằng ông ta có chút không vui nhưng trên thực tế, bây giờ lời nói của ông ta đã không còn trọng lượng nữa rồi. Người ta nắm giữ 65 cổ phần, đến lúc đó, nắm trong tay một phiếu phủ quyết, ông ta còn có thể làm gì? Muốn bới lông tìm vết à, lập tức bị đá đít ra ngoài luôn. Người thông minh sẽ không nói nhiều lời thừa thãi, ngoài việc gây ấn tượng không tốt ra thì cũng không có ý nghĩ gì nữa. Hơn nữa, Hoắc Khải vẫn nhắc đến ý tưởng về nhãn hiệu đồ ăn. Theo ý kiến của anh, công ty đồ giảm béo nên sát nhập vào công ty Hy Vọng Mới. Trở thành một chi nhánh độc lập mà ngành hàng ăn uống sẽ do công ty giảm béo chịu trách nhiệm. Chủ yếu cung cấp dịch vụ cho nhóm người đặc biệt, trong đó, ngoài đồ ăn kiêng, còn phải nghiên cứu các loại đồ uống giảm béo. Nếu kỹ càng hơn nữa thì có thể phân thành các loại dành cho nam giới, nữ giới, người già, trẻ em, sản phẩm giảm béo dành cho người già thì đương nhiên trẻ em không thể dùng. Nhưng bây giờ, điều kiện sống đã tốt hơn, rất nhiều trẻ em bị béo phì quá mức mà trước mắt ở trong nước thậm chí trên thế giới. Cũng không có mấy công ty làm về sản phẩm dành cho tập khách hàng này. Bởi vì những tiêu chuẩn của các sản phẩm dành cho trẻ em đều vô cùng chặt chẽ. Nếu để xảy ra chuyện, có thể gây ra rất nhiều phiền phức cho công ty, cho nên đa số công ty, vì để chắc ăn hơn một chút đều không muốn đặt chân vào mảng sản phẩm này. Hoắc Khải không phải là người sợ phiền phức, anh cho rằng, chỉ cần đảm bảo chất lượng sản phẩm từ những khâu đầu tiên đều sẽ không thể xảy ra vấn đề gì. Dù sao, những sản phẩm giảm béo trên cơ bản chỉ là những sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ việc giảm sự hấp thu calo. Còn an toàn hơn nhiều đồ ăn mà hàng ngày bạn vẫn ăn ngoài hàng cơm. Theo định luật giảm béo mà mấy người Mục Thế Kiệt đã tổng kết. Thật ra, cái gọi là sản phẩm giảm cân nhưng cũng không có tác dụng gì đặc biệt. Hiệu quả chủ yếu là giảm sự hấp thu calo mà bạn nạp vào và tạo cảm giác no khiến cho bạn nạp ít calo hơn. Theo cách này, người bình thường đều có thể giảm cân, nhưng không nhiều người có thể nghĩ tới. Dùng sản phẩm này thật ra cũng không khác việc kiên trì bền bỉ ăn các loại thực phẩm ít calo. Họ chỉ nghĩ rằng, giảm cân là do sản phẩm có hiệu quả, nói rằng ngành hàng giảm béo lừa đảo cũng không sai, nhưng trên đời này là thế, có cầu ắt có cung, một bên sẵn sàng chi tiền, một bên sẵn sàng bán hàng, ý tưởng của Hoắc Khải chỉ là bộ khung lớn, còn những chi tiết cụ thể bên trong thì cần từ từ lấp đầy. Cho nên, sau khi Mục Thế Kiệt trở về thì việc làm đầu tiên chính là triệu tập tất cả các bộ phận. Giới thiệu phần khung của kế hoạch, theo yêu cầu của Hoắc Khải, phải định hướng sản phẩm đến những tập khách hàng khác nhau, từ đó mở rộng các loại sản phẩm. Sau sự phát triển của các đồ uống giảm cân thì chủng loại sản phẩm của sẽ phong phú hơn. Hoắc Khải rất kỳ vọng đối với ngành hàng này, không phải chỉ những người mà cân nặng vượt chuẩn mới muốn giảm cân, mà những người không béo cũng muốn giữ gìn thân hình thon thả. Các đồ uống ở trong nước, ngoài Coca-Cola, nước ép hoa quả, trà sữa thì cũng chỉ còn nước khoáng mà thôi. Từ những mảng còn thiếu trong ngành này, Hoắc Khải hy vọng có thể nắm bắt cơ hội để chiếm lĩnh thị trường. Tầm nhìn chiến lược của anh, khiến Mục Thế Kiệt cũng được mở rộng tầm mắt, Minh Thần đứng một bên nghe thấy thì trên mặt cũng tỏ ra đầy vẻ ngưỡng mộ. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến những điều này. Chỉ một lòng suy nghĩ xem làm sao có thể làm tốt công việc hiện tại. Nhưng Hoắc Khải đã nghĩ đến tương lai, những việc mà mấy năm nữa cần làm, sự khác biệt như vậy, không biết phải học bao lâu mới có thể nghĩ được, đến cả Giản Tư Tư ngồi một bên nghe được cũng thích thú đến nỗi hai mắt phát sáng. Chỉ ngại Toàn là sếp ở đây nên không tiện chen lời vào. Mải mê bàn bạc công việc khiến bữa cơm kéo dài đến tận 3 tiếng rưỡi mới kết thúc. Trước khi lên xe, Mục Thế Kiệt bắt tay Hoắc Khải, vẻ mặt đầy sự kính phục, nói, cuộc nói chuyện này với giám đốc Lý khiến cho tôi mở mang đầu óc. Trước đây, tôi luôn cảm thấy đầy mơ hồ, hoang mang đối với tương lai, không biết tiếp theo nên làm gì, nhưng bây giờ, con đường phải đi đã cực kỳ rõ ràng. Bây giờ, tôi bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ giao công ty cho giám đốc Lý quản lý, cũng không phải quá tệ, tầm nhìn của anh xa hơn và rõ ràng hơn nhiều so với chúng tôi. Tổng giám đốc Mục đừng khách sáo, các ông đã đặt nền móng rất vững chãi, mà chúng tôi cũng coi như may mắn, cái này gọi là thời thế tạo anh hùng, Hoắc Khải khiêm tốn nói thêm mấy câu nữa thì Mục Thế Kiệt mới lên xe rời đi ra luôn sân bay. Ông ta chuẩn bị bay chuyến đêm trở về,
sáng sớm mai mở một cuộc họp dự bị trước, đến khi Hoắc Khải và Ninh Thần đến công ty để chuyển giao cổ phần thì thuận tiện thuyết trình một lần về chi tiết của ý tưởng. Cũng để chủ tịch hội đồng quản trị đỡ phải chạy đến đây hai lần. Đối với sắp xếp như vậy, Hoắc Khải cũng không có ý kiến gì, những việc như thế này đương nhiên tiến hành càng sớm càng tốt. Dù sao phát triển sản phẩm không phải một hai ngày là xong. Huống hồ, trong khi vẫn còn duy trì được sức nóng của hoạt động mà nghiên cứu được sản phẩm. Sau đó xuất bán ra thị trường thì việc mở lối cho sản phẩm về sau càng dễ dàng. Sau khi tiễn Mục Thế Kiệt, Hoắc Khải lại gọi một chiếc taxi nữa bảo Giản Tư Tư và Ninh Hạo Bân đi trước. Giám đốc chu đáo như thế khiến Giản Tư Tư cũng cảm thấy ngại ngùng. Ninh Thần phải khuyên vài câu thì cô ấy mới lên xe rời đi. Sau khi xe khởi động, cô ấy nhìn hai vợ chồng đang đợi xe ở bên đường từ gương chiếu hậu thì tỏ ra đầy ngưỡng mộ. Chị Ninh thật sự được gả cho một người chồng tốt, giám đốc Lý quá giỏi. Anh nói xem, rốt cuộc là anh ấy ăn gì mà giỏi thế, tại sao có thể nghĩ được nhiều thứ hơn chúng ta? Ninh Hạo Bân ngồi ở bên cạnh nghe thấy thế thì rất khó chịu. Thế này tính gì, chỉ do anh ấy đứng ngoài cuộc nên mới có thể nhìn thấy những điều này. Nếu cả ngày anh ấy cũng bận rộn những việc vớ vẩn như chúng ta thì chắc gì đã nghĩ được đến thế. Giản Tư Tư quay lại nhìn anh ta, không vui nói, anh này, thừa nhận người khác tài giỏi là chuyện rất khó sao, giám đốc Lý như vậy là quá siêu rồi, con trẻ tuổi mà đã đạt được thành quả cao như thế. Anh ấy cũng lớn hơn chúng ta vài tuổi chứ mấy, nếu đã tốt thế, vậy thì em yêu luôn anh ấy đi, Ninh Hạo Bân bỗng nhiên tức giận nói, Giản Tư Tư sững người, sau đó cũng phát hỏa lên nói, anh nói linh tinh cái gì thế, em chỉ, cách chương, chế tạo hào môn, chương 217, công ty giảm cân, gocchuyenaudio.com, chỉ là cái gì, không phải là em cho rằng anh ta tuyệt vời, còn anh không thể nào so sánh với anh ta hay sao? Anh cả ngày nghe em nói anh ta tốt cái này tốt cái kia. Em đừng quên, anh ta là người đã có gia đình. Còn có cả con gái rồi, Ninh Hạo Bân tức giận nói. Sự tức giận vô lý của Ninh Hạo Bân khiến cho Giản Tư Tư bị sốc. Lại càng cảm thấy khó hiểu, quan trọng nhất chính là lời nói của Ninh Hạo Bân thật sự đã xúc phạm đến nhân cách của cô ấy. Anh ta cứ nói như thể cô ấy đang muốn trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Nếu như bỏ kính ra và ăn mặc bớt xuề xòa đi, Giản Tư Tư cũng có thể được coi là một người đẹp. Thời đại học có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không thích bất kỳ ai trong số họ. Cho đến năm cuối, cô ấy gặp Ninh Hạo Bân khi đi thực tập bên ngoài. Liền có ấn tượng tốt về chàng trai xuất sắc này. Trải qua một năm tìm hiểu, hai người mới trở thành người yêu. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, ngoại trừ nắm tay và ôm thì cả hai vẫn chưa có bất kỳ tiếp xúc nào thân mật hơn nữa. Vì Giản Tư Tư là một cô gái từ nhỏ đã được gia đình giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Cô ấy luôn tin rằng trinh tiết của người con gái phải được giữ gìn cho đến đêm tân hôn mới được trao cho người chồng duy nhất trên đời này. Về vấn đề này, bản thân Ninh Hạo Bân cũng có chút không hài lòng. Cho rằng Giản Tư Tư không tin tưởng anh ta, nếu như cô ấy tin tưởng anh ta thì trước và sau khi kết hôn có khác gì nhau đâu kia chứ. Bây giờ hai người họ đang làm việc trong công ty hy vọng mới. Giản Tư Tư thì luôn khen ngợi Hoắc Khải và Ninh Thần. Điều này khiến Ninh Hạo Bân cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều mà anh ta ghét nhất chính là người bên cạnh mình nói rằng người khác rất tuyệt, rất tốt hay những điều tương tự, điều đó khiến cho anh ta cảm thấy như bản thân mình bị xúc phạm. Người ưu tú nhất phải là anh ta mới đúng. Sao con mắt của mấy người cứ nhìn đi đâu đâu không vậy? Đặc biệt là Giản Tư Tư, cô ấy đã muốn cùng anh ta bước vào cuộc sống hôn nhân trong tương lai thì lại càng nên dồn hết tâm trí cho anh ta mới phải. Giản Tư Tư không bị lôi vào cảm xúc tức giận của Ninh Hạo Bân. Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy chuyện cãi vã có ý nghĩa. Vì nó chẳng thể giải quyết được gì. Vì vậy, cô ấy chỉ hít một hơi thật sâu và nói, em nghĩ là anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta nên bình tĩnh và nói chuyện với nhau. Không còn gì để nói nữa. Anh chỉ muốn nói với em. Đừng nghĩ rằng mọi người trên toàn thế giới đều giống nhau bởi vì tầm nhìn hạn hẹp của em. Cho dù là Lý Phong hay Ninh Thần, bọn họ thành công cũng là do tranh thủ sinh ra trước anh vài năm mà thôi. Nếu anh ở vị trí của bọn họ, anh chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Ninh Hạo Bân nói, em không nói rằng anh không thể làm tốt, nhưng, Giản Tư Tư những muốn giải thích vài câu, nhưng nhìn nét mặt như muốn ăn thịt người của Ninh Hạo Bân. Cô ấy rốt cuộc cũng chỉ có thể im lặng, đối mặt với một sự tức giận thì không thể nói đạo lý được. Cho dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì. Thay vì để cuộc cãi vã leo thang, tốt hơn hết là nên im lặng, để thời gian lắng xuống, mọi người cùng bình tĩnh lại. Đương nhiên Hoắc Khải và Ninh Thần không biết về cuộc cãi vã của đôi tình nhân trẻ này. Trên đường về nhà, Ninh Thần muốn bàn tiếp công việc với Hoắc Khải, nhưng Hoắc Khải chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nói, ở ngoài công ty, đừng nói chuyện công việc, phải biết tách biệt giữa công việc và cuộc sống. Anh nghĩ Đường Đường cũng không thích việc chúng ta vẫn bận rộn với công việc sau khi đã về nhà mỗi ngày. Không thể nói chuyện hay chơi đùa cùng với con gái, Ninh Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tự nhiên khoác lấy cánh tay của anh mà nói, anh nói đúng, Hoắc Khải đã không còn cố rút cánh tay ra nữa, ngay cả khi cái chạm nhẹ từ cánh tay của cô khiến cho anh cảm thấy trong lòng hơi nóng.
nhưng anh biết rằng có một số việc không thể trốn tránh mãi mãi. Khi vừa được sống lại, những gì anh nghĩ chỉ là muốn dựa vào gia đình này như một thành trì ẩn giấu thân phận để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của mình. Nhưng bây giờ, anh phát hiện ra rằng mình đã sai, đã bén rễ vào gia đình này. Sao anh có thể dễ dàng rời đi? Anh rất thích gia đình này. Anh thích có một cô con gái dễ thương và hiểu chuyện. Thế, người luôn dịu dàng, tốt bụng, xinh đẹp và chu đáo bên cạnh anh đây. Cô cũng là một người phụ nữ rất hiếu thảo. Có nói ra mới thấy, Ninh Thần dường như có tất cả những ưu điểm của một người phụ nữ tốt. Gặp phải cảnh trắc trở chỉ là do chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh. Gia cảnh lại không có gì đặc biệt, nhưng tất cả những điều này đều chỉ liên quan đến môi trường sống trong quá khứ. Trải qua quá trình rèn luyện tu dưỡng, cô chắc chắn sẽ càng lúc càng trưởng thành hơn trong tương lai. Nói tóm lại, Ninh Thần đã gần như là hoàn hảo. Chính vì sự hoàn hảo của người phụ nữ này mà Hoắc Khải càng không muốn làm cho cô buồn. Anh hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút. Để cho Ninh Thần có thể dựa vào anh nhiều hơn, tất cả mọi chuyện đều vì một mục đích duy nhất, chính là làm phai mờ hoàn toàn ấn tượng mà Lý Phong đã để lại trong quá khứ. Trong lòng của Ninh Thần cần phải xóa sạch mọi thứ về người đàn ông đó. Chỉ có như vậy, khi tất cả mọi chuyện được sáng tỏ, Hoắc Khải mới có đủ tự tin không để cho cô bị tổn hại quá nhiều. Ban đầu, Hoắc Khải dự định giải quyết vấn đề cổ phần trước, sau đó giúp Triệu Vĩnh An lấy lại tiền, nhưng vì đã gần cuối tuần nên Ninh Thần cứ nhất quyết bắt anh phải đến chỗ của Phan Tư Mễ để tư vấn tâm lý. Vì vậy khi sắp xếp lại thời gian, Hoắc Khải thấy mình chỉ có thể lựa chọn một trong hai việc này để làm tiếp theo. Nói một cách hợp lý thì vấn đề cổ phần là vấn đề quan trọng hơn. Suy cho cùng thì đó cũng là tài sản riêng của Hoắc Khải. Nắm quyền sở hữu nó sớm sẽ tránh được cảnh đêm dài lắm mộng. Không còn cách nào khác. Chuyện của Triệu Vĩnh An chỉ có thể được thực hiện trong tuần tới. May mắn thay, vẫn còn 5 ngày nữa trước thời hạn của vị giáo sư già. Chắc là anh vẫn còn đủ thời gian. Vào trưa ngày thứ 6, Hoắc Khải, Ninh Thần và Ninh Hạo Bân đã đáp máy bay đến thành phố đặt trụ sở của công ty giảm cân. Vốn dĩ Ninh Thần muốn đưa cả Giản Tư Tư đi cùng. Nhưng Giản Tư Tư đã nói rằng việc ở công ty quá bận rộn. Cô ấy muốn ở lại giải quyết cho xong, nên ba người đi công tác là được rồi. Ngoài ra, Ninh Thần cũng để ý thấy rằng đôi trẻ này dường như đã cãi nhau. Họ không nói với nhau một lời nào tại nơi làm việc. Điều quan trọng nhất là Hoắc Khải vẫn khá coi trọng Ninh Hạo Bân. Muốn đào tạo chàng trai này nhiều hơn nữa, cuối cùng thì cũng chỉ có ba người này rời đi. Sau khi bọn họ xuống máy bay, Mục Thế Kiệt đã dẫn đầu một nhóm người của công ty đợi bọn họ ở cửa ra. Ngay khi nhìn thấy Hoắc Khải, Mục Thế Kiệt đã dẫn những người khác đến chào hỏi với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cậu Lý, cô Ninh, đi đường xa đã mệt mỏi rồi, giới thiệu với mọi người, hai người này là chủ tịch tương lai của công ty chúng ta. Cậu Lý Phong và vợ, cô Ninh Thần, mọi người hãy vỗ tay chào đón. Nhóm người vỗ tay và tán thưởng trong khi liên tục có những cái nhìn đánh giá đối với Hoắc Khải và Ninh Thần. Hai người bọn họ còn quá trẻ, dù Đường Đường cũng đã học tiểu học rồi, nhưng vì ngoại hình đẹp nên họ luôn trông có vẻ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Hầu hết các cổ đông của công ty đều ở độ tuổi 40, còn một số ít ở độ tuổi 50 và 60. Họ thật sự không thoải mái khi bị quản lý bởi hai người trẻ tuổi hơn mình nhiều như vậy. Về phương diện này, bọn họ không thể so sánh với Mục Thế Kiệt, ít nhất Mục Thế Kiệt còn có thể kìm lại cảm xúc thật trong lòng. Nhưng bọn họ thì không thể, nhìn thấy màn chào hỏi của nhóm người này, Ninh Hạo Bân đứng ở một bên không khỏi bĩu môi đầy vẻ khinh thường. Anh ta thậm chí không nghĩ rằng Hoắc Khải là người vĩ đại gì. Anh ta chỉ khinh bỉ trước sự thất bại của công ty này. Lên xe trước, trở về công ty nói chuyện sau, Mục Thế Kiệt nói xong liền mời Hoắc Khải và Ninh Thần đi cùng xe với mình. Về phần Ninh Hạo Bân, anh ta đi đến ngồi trên một chiếc xe khác. Trên đường đến công ty, Mục Thế Kiệt lại nói về việc cả công ty đã tăng ca cả đêm ngày hôm qua ra sao. Về việc hoạch định chiến lược trong tương lai, công ty đã có những kế hoạch và sắp xếp nhất định. Những vấn đề cụ thể sẽ không được thảo luận cho đến sau đại hội cổ đông. Ngoài ra, Mục Thế Kiệt còn bố trí một bữa tiệc để lãnh đạo công ty mới được bổ nhiệm lần đầu đến cùng vui chơi. Ăn uống, Hoắc Khải không đưa ra bình luận gì về việc này, dù sao anh cũng không có hứng thú với việc ăn uống vui chơi. Nếu không phải anh là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc lần này cứ để cho Ninh Thần đi là được rồi. Anh còn có thể trực tiếp đi giúp giáo sư Triệu Vĩnh An. Sau khi đến công ty, Hoắc Khải cũng khéo léo từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi của Mục Thế Kiệt. Mà trực tiếp vào công ty làm việc, đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày mai. Hôm nay Hoắc Khải chủ yếu muốn xem xét tình hình cụ thể của công ty trước. Như tìm hiểu nhân viên các bộ phận, tình hình hiện tại của bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Để anh có thể nắm rõ. Nắm rõ rồi thì khi thảo luận về kế hoạch của công ty vào ngày mai, anh cũng có thể nói vài lời, nếu hoàn toàn không nắm rõ tình hình của công ty, thì làm sao biết được bọn họ đang nói cái gì. Phong cách làm việc mạnh mẽ quyết đoán của anh khiến cho nhóm cổ đông chỉ muốn nhận phần tiền của mình có chút khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể bước theo phía sau anh, sau khi dành trọn 3 tiếng đồng hồ để dạo quanh công ty.
Cuối cùng Hoắc Khải và Ninh Thần cũng chịu đi đến nhà hàng trước sự mời mọc không ngừng của Mục Thế Kiệt. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 218, đại hội cổ đông, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên khi đến nhà hàng, bọn họ chỉ ăn qua loa một chút rồi về trước với lý do mệt mỏi. Sau khi đưa bọn họ đến khách sạn, vị cổ đông lớn thứ ba của công ty liền bất mãn nói. Chủ tịch Lý này bị làm sao vậy? Sao cứ có cảm giác cậu ta lúc nào cũng khó chịu? Tổng giám đốc Mục, anh có chắc khi cậu ta tiếp quản công ty sẽ không khiến cho chúng tôi khó xử không? Tôi nghĩ cậu ta có hơi không hài lòng khi đi thăm một số phòng ban hôm nay đấy. Nếu cậu ta không hài lòng, các anh phải sửa sai chứ đừng phàn nàn. Vị chủ tịch Lý này không phải là người bình thường, đừng giữ ý định mặc cả với cậu ta, chỉ có chấp nhận, hoặc rời đi, Mục Thế Kiệt nói, chẳng lẽ không chuyển nhượng được cổ phần cho cậu ta là sẽ xảy ra chuyện lớn lắm hay sao? Tôi không tin rằng ngoài cậu ta thì không có người nào khác muốn lấy nó. Một người nào đó lên tiếng một cách thiếu thuyết phục, Mục Thế Kiệt nhìn người đó chế nhạo, nếu là một năm trước, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng mua cổ phần của công ty. Nhưng tôi không ngờ đến tận ngày hôm nay vẫn còn có người lạc quan như anh vậy. Công thức cốt lõi đã bị dò dỉ, khiến rất nhiều công ty mới mọc lên cạnh tranh với chúng ta. Bây giờ tôi còn nghe mọi người nói rằng có thể mua công thức chỉ với giá 10.000 tệ. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng cổ phần của công ty bây giờ đáng giá 10.000 đâu. Ngay cả khi họ bỏ qua chúng ta và tự thành lập thương hiệu khác, họ cũng sẽ kiếm được không ít tiền. Hiểu không, nếu như anh không muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho cậu ta, anh cũng có thể rời đi. Tôi sẽ trả lại tiền cho việc rút vốn cổ phần của anh. Tôi tin rằng chủ tịch Lý hẳn sẽ vui mừng khi nắm thêm nhiều cổ phần trong tay đấy. Nhóm người kia nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu. Đáng ra Mục Thế Kiệt với tư cách là cổ đông lớn nhất và là một trong những người sáng lập công ty phải tức giận hơn họ trước sự chiếm đoạt quyền. Lực kiểu này, tại sao bây giờ ông ta còn tuyên bố thay cho người vừa đến kia? Lời lẽ thì đầy đe dọa, cứ như thể đã thông đồng với nhau từ trước vậy. Mục Thế Kiệt biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền trầm giọng nói, tôi hiểu được mọi người đều không vui. Nhưng người mà chúng ta nên căm ghét không phải chủ tịch Lý, mà chính là người đã làm lộ công thức cốt lõi của công ty. Tạm gác lại những chuyện trước đây, bây giờ đi theo chủ tịch Lý, nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể chia sẻ một phần lợi nhuận của sự kiện này. Theo ước tính thì 35, lợi nhuận rơi vào khoảng từ 40 đến 50 triệu trở lên. Còn tùy thuộc vào cách chúng ta hợp tác với chủ tịch Lý như thế nào. Hãy giúp cậu ta tổ chức hoạt động tốt hơn, tất nhiên, mọi người cũng có thể chọn ra đi. Theo quy định, mỗi người sẽ được hoàn lại rất nhiều tiền. Nhưng tôi tin rằng những người ở lại cũng không phải là người phải hối hận. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết rõ người tên Lý Phong này có thực lực như thế nào. Đừng tưởng rằng cậu ta vẫn còn trẻ mà đánh giá thấp. Năng lực của cậu ta so với tất cả mọi người cộng lại vẫn tốt hơn rất nhiều. Điều này không dễ nghe, nhưng Mục Thế Kiệt không có ý định thay đổi tuyên bố của mình. Ông ta vô cùng rõ ràng về tình hình hiện tại của công ty. Lòng người tan rã, rất nhiều người cũng bởi vì chuyện công ty đổi chủ mà trở nên lo sợ bất an. Nếu như ông ta muốn thể hiện khả năng của mình trước mặt Hoắc Khải thì ông ta bắt buộc phải thay mặt anh trấn áp nhóm người này trước. Công ty càng ổn định thì hoạt động càng tốt, mà hoạt động càng tốt thì lợi nhuận tự nhiên sẽ càng nhiều lên. Với số cổ phần hiện có, khi công ty đạt lợi nhuận nhiều hơn, đương nhiên ông ta cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Vì vậy, Mục Thế Kiệt lại càng phải gắt gao hơn trong cả việc công lẫn việc tư. Thích nghe theo thì cứ nghe, còn không thích nghe theo thì bỏ đi, nếu ai thật sự cho rằng bản thân mình có năng lực. Vậy thì hãy rời khỏi đây để tìm cho mình một lối thoát khác. Nhìn thấy sự kiên định của Mục Thế Kiệt, một đám người nhìn nhau, cuối cùng chán nản cúi đầu, cũng có một hai người giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Bọn họ trong tay không nắm nhiều cổ phần, nên cũng không muốn vì chuyện này mà bực tức, cái quái gì mà kiếm được nhiều hơn chứ, nói chuyện vớ vẩn, chỉ vì kiếm thêm mấy đồng bạc mà ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không cần hay sao. Ông đây lúc nào cũng đứng thẳng lưng nhé, đối với những người rời đi, Mục Thế Kiệt cũng không hề khuyên can. Từ tận đáy lòng ông ta thậm chí còn hy vọng rằng có càng nhiều người rời đi thì càng tốt. Tốt nhất là các cổ đông chính cứ rút hết trừ chính ông ta ra. Để ông ta có thể chiếm 35, cổ phần còn lại, mặc dù không được lợi bằng Hoắc Khải và Ninh Thần, nhưng ông ta vẫn có thể nhận được gần 1/3 lợi nhuận phân phối. Như vậy cũng đã rất tốt, chỉ là các cổ đông khác cũng không ngu ngốc như vậy. Bọn họ trụ được đến bây giờ cũng là vì thăm dò được sức nóng của sự kiện lần này. Nếu không thì làm sao bọn họ lại đi đồng ý chuyển nhượng cổ phần. Nếu ở lại, bọn họ vẫn sẽ được chia một khoản tiền, còn nếu rời đi thì bọn họ sẽ chẳng còn gì cả. Mục Thế Kiệt liên tục nói rằng tiền sẽ được hoàn trả theo quy định. Nhưng giá cổ phiếu bây giờ đã rất rẻ, nhiều nhất cũng chỉ có thể hoàn lại một chút số tiền bọn họ đã đầu tư ban đầu. Có thể còn được bao nhiêu tiền chứ? Thay vì rời đi, tốt hơn hết là nên ở lại xem xét tình hình, còn về việc bị hai người trẻ tuổi gây áp lực, trong lòng bọn họ đúng là cảm thấy khó chịu, nhưng cũng phải chịu đựng, ai bảo đầu óc của bọn họ không được linh hoạt như vậy chứ? Nhờ có sự trấn áp của Mục Thế Kiệt, khi Hoắc Khải và Ninh Thần đến công ty vào ngày hôm sau, bầu không khí rõ ràng là đã hoàn toàn thay đổi,
ngày đầu tiên mà bọn họ đến đây, mặc dù các cổ đông cũng tỏ ra nhiệt tình, nhưng rõ ràng đều vô cùng giả tạo, nhiều người còn không mỉm cười, chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy, nhưng hôm nay hầu hết mọi người đều nở nụ cười chân thành. Khi đối mặt với hai người bọn họ còn lộ ra chút vẻ kính sợ. Ninh Thần thì không để ý đến điều đó cho lắm, nhưng Hoắc Khải biết rằng chắc chắn ngày hôm qua Mục Thế Kiệt đã nói với mấy người này điều gì đó sau khi hai người bọn họ rời đi. Hoắc Khải không quan tâm chuyện Mục Thế Kiệt đã thuyết phục những người này như thế nào. Thật ra cũng giống như Mục Thế Kiệt, anh hy vọng rằng tất cả những cổ đông này sẽ rút lui. Tốt nhất là không nên giữ lại bất kỳ ai trong số họ. Bởi vì có quá nhiều người cũ, nhiều trường hợp dễ gây trở ngại cho hoạt động của công ty. Bản thân anh lại mới nhậm chức, đang cần tập hợp các thành viên nòng cốt mới, tránh trường hợp bị người khác chèn ép, có thể thay đổi tất cả nhân viên, hoàn toàn do bản thân tự tay cất nhắc người đứng ra làm quản lý. Đó mới là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng từ tình hình hiện tại, anh thấy điều này khó có thể làm được ngay. Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đúng quy trình, cũng không có gì phải nói. Với tư cách là người đại diện hợp pháp của công ty Hy Vọng Mới, Hoắc Khải đã đứng ra ký hợp đồng, nhận 65 cổ phần công ty. Khi anh và Mục Thế Kiệt trao đổi chữ ký trên bản hợp đồng có hiệu lực pháp luật rồi đưa ra cho mọi người xem. Nhóm người ngồi phía dưới vẫn đang cảm thấy tràn đầy thất vọng. Mới một năm trước họ còn là cổ đông của một công ty có doanh thu hàng năm hơn 100 triệu nhân dân tệ. Mà bây giờ họ đã bị giáng xuống thành những người làm công ăn lương. Thế giới đúng là đang thay đổi đến chóng mặt, Hoắc Khải là một người có phong cách làm việc nhanh gọn không chần chừ. Nên ngay sau khi đại hội cổ đông kết thúc, không để có thời gian nghỉ ngơi, anh lập tức tổ chức một cuộc họp bàn công việc mới. Tại cuộc họp, Mục Thế Kiệt với tư cách là người phụ trách ban đầu của công ty, đã giải thích về kế hoạch hiện tại và tình trạng của công ty. Ninh Thần lắng nghe rất cẩn thận, trong khi Ninh Hạo Bân chịu trách nhiệm đánh máy ghi chép lại nội dung cuộc họp. Về phần Hoắc Khải, anh chỉ cầm bút trên tay viết ngoạch ngoạc, Ninh Thần nghiêng người nhìn một cái, sau đó khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, anh không sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó sao, bây giờ có phát sinh chuyện gì thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện phát sinh sau này mới đúng là chuyện lớn, Hoắc Khải nói. Ninh Thần suy nghĩ một chút, gật đầu, không nói gì thêm. Sau cuộc họp, Mục Thế Kiệt diễn giải xong phần của mình liền nói, trên đây là tình hình hiện tại của công ty và kế hoạch của chúng ta trong tương lai. Tiếp theo, mời Chủ tịch Lý phát biểu. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Một nhóm người vừa định vỗ tay thì Hoắc Khải liền xua tay nói, không còn nhiều thời gian, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi đã được nắm qua sơ bộ về tình hình của công ty. Mọi người đều có ý tưởng của riêng mình cho việc hoạch định chiến lược trong tương lai. Điều đó rất tốt, thành thật mà nói, trong tương lai, người quản lý hoạt động của công ty chủ yếu sẽ là Tổng Giám đốc Ninh và Tổng Quản lý Mục. Tôi sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng trước đó tôi cũng xin đưa ra một số yêu cầu như sau. Đầu tiên, công ty cần thành lập bộ phận thanh tra do bộ phận pháp chế ban đầu sáp nhập. Sau đó thu hút các công ty luật từ bên ngoài để hỗ trợ thêm. Bộ phận thanh tra chịu trách nhiệm về tất cả các công việc pháp lý liên quan đến đối nội và đối ngoại của công ty. Tiến hành các vụ kiện ngay lập tức đối với các hành vi vi phạm quy định của công ty. Đặc biệt là dò rỉ bất kỳ bí mật công ty nào. Vấn đề này sẽ do cá nhân tôi giám sát và xem xét. Quỹ thành lập sẽ được trích ra từ lợi nhuận của công ty. Các cổ đông bên dưới bao gồm cả Mục Thế Kiệt đều sững sờ. Sau đó liền nhao nhao bàn luận, Hoắc Khải muốn trích ra một phần lợi nhuận để thành lập bộ phận thanh tra. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu, đây đều là tiền của bọn họ đó. Nhưng Hoắc Khải vốn không có lý do gì phải nói với họ. Cổ phần đã được giao cho anh, bây giờ anh muốn nói như thế nào? Làm như thế nào là quyền của anh, không ai có thể phản đối, anh là ông chủ, anh không cần mà cũng không cho phép bất kỳ ai phản đối. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 219, kính yêu, góc truyện audio.com. Điều thứ hai, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn từ đầu tạm thời không đổi. Nhưng căn cứ theo cơ chế tuyển dụng thì sẽ áp dụng chế độ sát hạch hiệu suất nghiêm khắc nhất. Chế độ cụ thể thế nào thì sẽ được đưa ra sau khi Tổng Giám đốc Ninh và Tổng Quản lý Mục thỏa thuận xong. Bây giờ tạm thời ta chưa bàn đến chi tiết, chỉ nói phương hướng tổng quát. Sát hạch hiệu suất sẽ có liên quan đến tiền thưởng, cũng sẽ liên quan cả đến chức vụ, lấy phòng kinh doanh làm ví dụ đơn giản nhất, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ hàng tháng thì sẽ bị trừ theo phần trăm vào tiền thưởng. Cao nhất là trừ 100, thưởng, đánh giá theo quý, nếu nhân viên bán hàng không đạt thì sa thải thẳng, nếu quản lý không đạt thì giáng chức làm nhân viên bán hàng. Quản lý mới có thể tự tiến cử hoặc tuyển dụng từ ngoài vào. Đương nhiên cá nhân tôi thì nghiêng về phương án nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất lên làm quản lý. Bởi vì chỉ có hiểu được làm thế nào để lấy lòng khách hàng, làm cho khách hàng mua sản phẩm của chúng ta thì mới biết được cách quản lý phòng kinh doanh. Nên nhớ, làm quản lý không cần phải quét dọn vệ sinh, đấy là việc của lao công, cũng không cần phải lo mỗi ngày làm việc mấy tiếng đồng hồ. Giờ nào đi làm giờ nào tan làm là việc của phòng thanh tra. Mọi người chỉ cần làm có một việc duy nhất thôi, đó là bán được sản phẩm, kiếm tiền đem về, chỗ này tôi có ý kiến. Ninh Thần đột nhiên lên tiếng, Hoắc Khải quay đầu lại nhìn cô,
Nói, em nói đi, Minh Thần nói tiếp, tôi kiến nghị tiền lương nên được thực hiện theo chế độ linh hoạt. Tại sao người bán được nhiều hàng lại cầm được ít lương hơn người chỉ ngồi trong văn phòng? Cho nên tiền lương của quản lý phòng nào thì nên được đặt ra bởi người có biểu hiện xuất sắc nhất phòng đó. Vẫn lấy phòng kinh doanh làm ví dụ, nhân viên bán hàng ưu tú nhất có doanh số một tháng là 150.000 thì lương thưởng là 5.000 tệ. Thế thì quản lý cũng chỉ được phát 5.000 tệ thôi. Nhưng nếu nhân viên bán hàng có doanh số một tháng là 1 triệu thì sẽ được phát 50.000 tệ. Quản lý cũng sẽ được 50.000 tệ giống vậy, lại ví dụ như phòng nghiên cứu phát triển thị trường, nếu có được sản phẩm tốt thì đương nhiên sẽ có tiền thưởng. Ai đưa ra được số liệu quan trọng đầu tiên thì tiền thưởng của người đó nhiều nhất. Nhưng nếu không có được kết quả nghiên cứu phát triển thì quản lý cũng được số lương như mọi người khác. Cho nên làm thế nào để ngày càng nâng cao mức trần của phòng ban mình mới là thực sự là bài kiểm tra trình độ quản lý. Hoắc Khải có hơi bất ngờ nhìn Minh Thần, sau đó cười nói, ý kiến mà Tổng Giám đốc Ninh đề ra rất tốt, đem liên kết nhân tài giỏi nhất của phòng ban với tiền lương quản lý lại đúng là một đề xuất vô cùng hay. Cho dù quản lý là người mà mình từng đào tạo ra hay là mời về từ bên ngoài thì đây cũng là một bài kiểm tra trình độ cá nhân của quản lý. Khá lắm, chuyện này cứ giao cho Tổng Giám đốc Ninh đi. Đến lúc đó bàn bạc với Tổng Quản lý Mục một chút rồi giao phương án cụ thể cho tôi trong vòng 48 giờ. Đây là lần đầu tiên Hoắc Khải dùng giọng điệu chính thức như vậy để nói chuyện với cô ở nơi công cộng. Minh Thần gần như chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy. Nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mà đoạn đối thoại này của bọn họ lại làm sắc mặt mấy vị cổ đông đang ngồi nghe kia trở nên rất khó coi. Mấy người này đều là người phụ trách ở các phòng ban. Nếu theo như cách Hoắc Khải nói thì một khi sát hạch hiệu suất mà không đạt yêu cầu thì giáng chức thẳng xuống làm nhân viên bình thường. Quý thứ hai mà vẫn không đạt là đổi thẳng, như thế thì áp lực quá đi mất. Hơn nữa quản lý và nhân viên kinh doanh ưu tú nhất cầm số lương như nhau. Quả chưa từng nghe qua, mà lúc này nhóm nhân viên cấp thấp đang bám vách cửa nghe ngóng kia lại sáng bừng đôi mắt. Nhất là những người tự nhận thấy mình năng lực phi phàm kia lại càng hận không thể trực tiếp xông vào ôm chân Hoắc Khải gọi bố. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy mình mới là người có tư cách làm quản lý. Dựa vào đâu mà họ mỗi tháng doanh thu đứng nhất, mệt đến chết đi sống lại mới kiếm được chút tiền còm. Còn quản lý kinh doanh chỉ ngồi uống cà phê rồi báo cáo lên trên bảng biểu đã được người khác làm sẵn. Lại có thể kiếm được số tiền cao gấp mấy lần, tuy rằng Hoắc Khải và Ninh Thần không để tất cả nhân viên bán hàng đều cầm được số tiền ngang bằng với các quản lý. Nhưng việc người xuất sắc nhất được quyết định tiền lương của quản lý làm họ cảm thấy rất phấn khích. Tuy rằng không có quyền quản lý, nhưng chúng tôi có thể quyết định lương tháng của anh là bao nhiêu. Như thế còn không đủ trâu bò à, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hạng nhất của mỗi tháng chỉ có một người thôi, những người của phòng kinh doanh đều bất giác nhìn sang người bên cạnh. Rồi đây đều sẽ là đối thủ cạnh tranh trong tương lai của mình. Bắt đầu từ thời khắc này, ý thức cạnh tranh đã được bồi dưỡng ra. Đơn giản mà hiệu quả, chỉ là những người ở cấp quản lý kia, ai nấy cũng đều như là ngậm phải quả bồ hòn, khổ mà không nói ra được. Còn có điều thứ ba, trong vòng một tuần tới công ty sẽ đổi tên thành công ty Giáp Tử. Chi nhánh của công ty Hy Vọng Mới, cái gọi là Giáp Tử chính là ý chỉ vòng tuần hoàn thiên can địa chi. Sau này các công ty chi nhánh cũng sẽ dùng các tên như Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, đây là công ty chi nhánh, nhưng cũng là một bộ phận của toàn bộ công ty. Sự cần cù nỗ lực của mỗi người sau cùng đều sẽ được tổng hợp lên tổng công ty, tạo thành vòng khép kín, với tư cách là công ty chi nhánh đầu tiên của Hy Vọng Mới. Tôi mong rằng các vị ngồi đây sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ cái tên này. Tuy rằng điều thứ ba chưa hề có động chạm gì đến lợi ích của các bên trong nội bộ công ty, nhưng sự thay đổi về tên gọi cũng vẫn làm trong lòng họ cảm thấy khó chịu. Mối kinh doanh làm lâu như vậy rồi mà nay đến cái tên công ty còn không giữ nổi. Quả thật làm người ta phải thở dài cảm thán. Nhưng Hoắc Khải không hề quan tâm đến cảm nhận của họ về vấn đề này. Nếu đã muốn điều khiển công ty thì bắt buộc phải lột xác toàn bộ từ gốc đến ngọn. Trong đó có bao gồm cả tên công ty, văn hóa doanh nghiệp, chế độ quản lý, vân vân. Chỉ có thay đổi toàn bộ thì mới có thể biến công ty này thật sự thuộc về anh. Nếu các vị có ý kiến hay đề xuất gì có thể nói ra. Phát biểu tùy thích, tan họp tôi sẽ mở một cuộc họp nhỏ khác với Tổng Giám đốc Ninh và Tổng Quản lý Mục để tổng kết ý kiến của mọi người rồi xem xét sau. Hoắc Khải cười híp mắt nói. Mọi người nghe thế thì sắc mặt bực bội vô cùng, cái này còn đề xuất ý kiến quái gì nữa, bây giờ đề xuất, anh miệng thì nói sẽ xem xét, mà lát nữa ba người các anh họp riêng, trông cái dáng vẻ của Mục Thế Kiệt như kia còn có thể nói ngược lại với anh không? Đến cả kẻ ngốc cũng biết, cứ nói ngược lại với tân chủ tịch là đều không có tác dụng gì hết. Chỉ có tăng thêm ấn tượng xấu mà thôi, mọi người cũng chẳng muốn nói nhiều, dù sao sau này như thế nào thì một quý sau sẽ biết. Cho dù là tốt hay xấu thì bây giờ vẫn phải nhẫn nhịn trước đã. Đương nhiên cũng có người không nhịn được, ngay lúc đó đập bàn đòi trả lại cổ phần, Hoắc Khải cũng không khuyên, để Mục Thế Kiệt và phòng tài vụ giải quyết thanh toán cổ phần ngay tại chỗ. Mấy người này hầu hết là cổ đông nhỏ, quyền lợi cổ phần chỉ chiếm vài phần trăm, ngày trước đầu tư có 100 đến 200 ngàn tệ mà thôi.
không tính là nhiều, nếu tính theo giá trị cổ phần mà Hoắc Khải bỏ ra lúc mua cổ phiếu thì người cuối cùng chỉ trả lại tầm 300.000 đến 400.000 tệ. Thực ra dựa theo cách nhìn bình thường thì có thể tăng gấp mấy lần tiền gốc trong vài năm đã là khoản đầu tư không tệ rồi. Nhưng đối với những người này mà nói thì tính ra thu nhập lại quá ít. Ngày trước lúc doanh số vượt 100 triệu, họ ai không nhận được tầm 1 triệu đến 800.000 tệ một năm. Bây giờ thì tốt rồi, trả lại cổ phần mới có không đến 400.000 tệ. Nhưng mọi thứ đều được tiến hành theo hợp đồng, bọn họ cũng không còn cách nào khác, số cổ phần được trả lại đương nhiên do Hoắc Khải tiếp nhận toàn bộ. Bây giờ tỷ lệ cổ phần mà anh đang có trong công ty Giáp Tử chiếm đến 69. Cuối cùng cuộc họp kết thúc trong im lặng, cả phòng họp không có ai nói chuyện. Nhưng khi Hoắc Khải tuyên bố tan họp và cùng Ninh Thần bước ra khỏi phòng hội nghị thì bên ngoài lại vang dội lên tiếng hoan hô reo hò kinh thiên động địa. Một đám đông nhân viên của công ty, từ nhân viên bán hàng đến công nhân kỹ thuật đều nhìn Hoắc Khải mà hai mắt phát sáng lên. Chủ tịch Lý, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, chủ tịch Lý cứ yên tâm đi. Đúng, chủ tịch bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi sẽ làm đấy. Ai mà làm chủ tịch không vui thì chúng tôi sẽ làm người đó không vui trước. Mọi người lớn tiếng hò reo, thể hiện sự sùng bái và kích động trong lòng mình. Những người trong phòng họp còn chưa kịp đứng lên, sắc mặt lại càng trở nên khó coi. Lúc bọn họ đến công ty, chẳng có ai hoan nghênh mình như vậy. Bây giờ Hoắc Khải và Ninh Thần mới đến lần đầu đã nhận được sự kính yêu của nhân viên như vậy. Thế này thì bọn họ muốn làm trò sau lưng anh cũng khó. Cấp dưới không hợp tác thì một mình anh làm được việc gì? Có khi còn chưa kịp làm gì đã bị người ta tố cáo lên Hoắc Khải rồi. Mọi người nhìn Hoắc Khải và Ninh Thần đang mỉm cười nói chuyện với nhân viên như vậy thì nhìn nhau thở dài một lượt. Cắt đứt ý niệm gây rối, Mục Thế Kiệt gõ bàn, nói, làm gì mà ai cũng ủ rũ như con gà rú thế. Sao mà phải nhục chí nản lòng, tôi cảm thấy cuộc họp hôm nay rất tốt, Chủ tịch Lý và Tổng Giám đốc Ninh đều rất có dã tâm. Cũng là người có năng lực, bọn họ có tham vọng cao xa, đương nhiên phải tiến hành một số cải cách đối với phương thức làm việc hiện tại của chúng ta. Có lẽ bây giờ mọi người cảm thấy chưa thích ứng được. Thấy rằng lợi ích của mình bị tổn hại, nhưng nếu như chúng ta cùng nhau cố gắng, một lần nữa đưa công ty đi lên phát triển huy hoàng. Tôi tin rằng Chủ tịch Lý sẽ không bạc đãi chúng ta. Chấm, cách chương, chế tạo hào môn, chương 220, xung động rồi, gocchuyenaudio.com. Chấm, nói một cách nghiêm túc, người đầu tiên bị dồn vào chỗ chết khi Hoắc Khải thực hiện chính sách thay đổi đầy cưỡng chế với công ty này chính là ông ta. Người khác sẽ nghĩ, Mục Thế Kiệt bán công ty rồi, còn Mục Thế Kiệt vừa phải làm hài lòng Hoắc Khải, vừa phải đối phó với sự bất mãn của cấp dưới, có thể nói là một cổ hai tròng, nhưng ông ta vẫn luôn tin rằng mình sẽ không nhìn nhầm người. Nếu bán mất công ty rồi, tất nhiên phải đi theo con đường đã định, có lẽ không cần bao lâu nữa, họ sẽ phát hiện ra quyết định ngày hôm nay chẳng hề sai lầm. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Hoắc Khải và Ninh Thần đi kiểm tra công ty một lượt. Lần này, các nhân viên không còn dùng ánh mắt tò mò và soi xét để đánh giá hai người nắm quyền mới của công ty nữa. Trong đôi mắt của họ chỉ còn sự sùng bái và cuồng nhiệt. Làm việc bao nhiêu năm nay, không một quản lý nào có thể khiến họ tràn trề động lực giống như Hoắc Khải. Máu huyết toàn thân như đang bùng cháy, chỉ muốn lập tức cắm đầu vào công việc. Hoắc Khải không vì việc các nhân viên thể hiện sự yêu mến mình mà vội vàng hứa hẹn với họ bất cứ lợi ích nào. Có một số điều có thể nói được, một số điều thì không, hễ nói ra sẽ phải làm, đã vậy còn chẳng thể thay đổi, bất cứ lợi ích nào được hứa hẹn vào lúc này cũng sẽ đi cùng công ty mãi mãi. Trong tình huống không cần thiết, Hoắc Khải sẽ không dạy gì lên tiếng. Nhưng khi đến phòng nghiên cứu, anh vẫn chủ động đề cập rằng sẽ rót một số tiền đầu tư vào bộ phận này. Chỉ ít cũng phải từ chục triệu trở lên, hy vọng họ có thể nhanh chóng nghiên cứu ra sản phẩm mới. Đã vậy, số vốn này không phải thiếu thì đắp vào, thừa thì hoàn trả, mà nếu bộ phận chỉ mất 1 triệu tệ đã nghiên cứu được sản phẩm khiến anh hài lòng. Vậy thì 9 triệu tệ còn lại sẽ trở thành tiền thưởng cho nhân viên phòng nghiên cứu. Đương nhiên, nếu đưa cho họ 10 triệu tệ nhưng cần tới 15 triệu tệ thì xin lỗi nha. Anh đành phải trừ vào lương thôi. Chi phí nghiên cứu cụ thể của mỗi một sản phẩm là bao nhiêu? Sau này Hoắc Khải định thành lập riêng một nhóm thiết kế trực thuộc phòng nghiên cứu. Nhóm này sẽ phụ trách báo cáo với cấp quản lý cao nhất. Họ không cần tham gia vào quá trình nghiên cứu, chỉ cần dựa vào nhu cầu thị trường cùng các lý luận để đoán ra một con số đại khái là được. Mà nhóm nghiên cứu này chịu sự quản thúc của phòng giám sát. Nếu bị điều tra ra nhóm này thông đồng làm bậy cùng phòng nghiên cứu để nâng khống giá nghiên cứu sẽ bị khởi tố đồng thời. Không hề nể nang, một đám lão làng của phòng nghiên cứu kích động gần chết. Đi làm để làm gì? Có một câu nói rất hay thế này, tôi đi làm là để kiếm tiền, đừng bàn chuyện lý tưởng với tôi vì lý tưởng của tôi là không muốn đi làm. Hoắc Khải đọc Quỷ Cốc Tử đến mức thuộc lòng, đương nhiên sẽ hiểu cách nói chuyện cùng người nghèo, phải đi thẳng vào vấn đề lợi ích, thứ mà họ muốn là tiền, nói đến chuyện khác cũng thành vô dụng. Sau đó, công ty lại mở tiệc thêm lần nữa, lần này coi như Hoắc Khải và Ninh Thần chính thức gia nhập. Không phải chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đi nữa.
mà người đến với bữa tiệc này về cơ bản đã tạm thời bình tâm lại. Không dưng mà lật bàn nữa, cho nên bầu không khí cũng khá ổn. Ngày hôm sau, Hoắc Khải lại mở cuộc họp nhỏ với Ninh Thần và Mục Thế Kiệt. Chủ yếu bàn về vài điều đã nói tới trong ngày hôm qua. Ninh Thần và Mục Thế Kiệt có khá nhiều đề nghị, họ nói chuyện ở bên này còn Ninh Hạo Bân ở bên đó phụ trách ghi chép. Khi nghe Mục Thế Kiệt nói tới sự việc của các phòng ban trong công ty, Ninh Hạo Bân đột nhiên nói, Chủ tịch Lý, tôi có ý này, bây giờ tuy công ty con giáp tử đã thay đổi về căn bản, nhưng kết cấu tổng thể không hề thay đổi, thực ra điều này không phù hợp với quy luật quản lý kinh tế. Tôi cảm thấy nên tách rời các phòng ban rồi lập lại các phòng ban mới. Như thế cũng có thể đề phòng những nhân viên kỳ cựu trước kia nhân cơ hội này để kéo bè kết cánh. Mục Thế Kiệt ở bên đó lắng nghe mà liên tục nhíu mày. Ông ta biết Ninh Hạo Bân là người dưới trướng Hoắc Khải. Không muốn đắc tội với anh ta lắm, nhưng chàng trai này nói năng quá khó nghe, nói cứ như thế đám chúng tôi trực chờ để gây sự vậy. Cục diện khó khăn ngày hôm qua chưa đủ vỗ về cậu à? Nếu cứ tiếp tục nhắm vào những thành viên cũ của công ty, có phải hơi quá đáng rồi không? Điều này tạm thời không cần đến. Hoắc Khải ngắt lời Ninh Hạo Bân, bây giờ công ty vẫn chưa ổn định được lòng người. Nếu mạo muội thay đổi kết cấu công ty sẽ dễ gây ra rối loạn. Tới lúc đó có lính mà không có tướng, cũng rất phiền đấy, lính rốt chỉ hại mình lính chứ tướng rốt sẽ hại cả tập thể. Tôi cảm thấy, đủ rồi, giọng nói của Hoắc Khải đột nhiên trở nên nghiêm khắc, đến cả Ninh Thần cũng sững sờ. Nhưng khi cô nhìn sang sắc mặt khó coi của Mục Thế Kiệt mới hiểu được tại sao Hoắc Khải lại nổi nóng. Câu nói của Ninh Hạo Bân nghe qua có vẻ như đang nói về người khác. Nhưng Mục Thế Kiệt cũng là nguyên lão của công ty. Anh ta nói tướng rốt hại cả tập thể thế thì chẳng phải gom luôn cả ông ta vào trong à, và lại. Người ta thành công ty bao nhiêu năm nay cũng có tình hữu nghị sâu sắc với những người khác. Còn về quan hệ lợi ích, người ta nói đỡ cho mình cũng chỉ vì thái độ công việc. Nhưng nếu cứ lấn tới rồi sỉ nhục bạn bè hay đối tác của người ta hết lần này tới lần khác. Thế thì quá đáng rồi nhé, cậu ra ngoài trước, rót hộ chúng tôi mấy ly nước. Ninh Thần vẫn còn khá dịu dàng, không đến độ nghiêm nghị như Hoắc Khải, cô chỉ nói một câu để xua Ninh Hạo Bân ra ngoài. Ninh Hạo Bân vẫn thấy không phục, anh ta học quản lý tài chính bao nhiêu năm nay, cũng từng đăng tải không ít luận văn có độ phổ biến rộng rãi nên cảm thấy ý kiến của mình chắc chắn có lợi cho công ty. Nhưng nhìn mấy người này dường như không hề coi anh ta ra gì. Tập quyển sổ ghi chép lại, Ninh Hạo Bân đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, bấy giờ Ninh Thần mới nói với Mục Thế Kiệt, Tổng Giám Đốc Mục đừng để bụng, thanh niên trẻ không hiểu chuyện, nói sai, không sai đâu, thực ra cậu ấy nói cũng không sai, nếu chúng tôi thực sự có bản lĩnh, cũng không rơi vào tình cảnh này. Mục Thế Kiệt thở dài, Ninh Thần giữ người, không biết nên đối đáp thế nào mới ổn, may mà có Hoắc Khải ở đây, anh nói vài chuyện nhỏ, đổi sang đề tài khác, mặt khác, khi Ninh Hạo Bân đi rót nước, mặt mũi anh ta cực kỳ âm u, bản thân mình nghiêm túc đề nghị. Họ không tiếp nhận thì thôi, còn làm như mình vừa phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm. Đúng là một đám khôn vặt, nhờ may mắn mới trèo lên cao được, nếu bản thân mình cũng có cơ hội như thế, viễn tưởng về bản thân khi nắm giữ quyền lực to lớn. Ninh Hạo Bân cực kỳ oán giận. Nhất là khi nhớ tới lúc bạn gái Giản Tư Tư khen Hoắc Khải hết lời. Anh ta càng thêm tức tối, một thằng nhãi còn chưa đi học chuyên ngành quản lý tài chính bao giờ. Có cái gì ghê gớm lắm đâu, cuộc họp này kéo dài rất lâu, vì thời gian của Hoắc Khải không nhiều, nên anh muốn cố gắng xử lý xong mọi chi tiết trong một ngày. Còn về phương án tường tận đương nhiên phải đợi Mục Thế Kiệt tiến hành chỉnh sửa và tổng kết rồi gửi cho anh qua email. Đến 7 rưỡi tối, Hoắc Khải và Ninh Thần mới rời khỏi công ty. Mục Thế Kiệt vốn định thuê khách sạn cho hai người để họ nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi. Nhưng Ninh Thần nhớ rằng ngày mai còn phải bắt chồng mình đi điều trị tâm lý nên dứt khoát chạy về luôn. Gần rạng sáng hai người mới về đến nhà, vì ngày hôm sau Đường Đường vẫn phải đi học nên họ không đánh thức đứa trẻ đã say ngủ ở chỗ Ninh Quốc Tường. Sau khi về nhà, Hoắc Khải giãn gân cốt, lắc lắc đầu cổ, Ninh Thần bèn bước tới, nhẹ nhàng nắn bóp cho anh, bàn tay cô nắn bóp rất vừa vặn, Hoắc Khải hưởng thụ được vài phút rồi nói, bận rộn suốt hai ngày cũng đủ mệt rồi. Em đi tắm trước rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa anh tắm sau, hôm nay Đường Đường không có nhà, Ninh Thần nói nhỏ vào tai anh, Hoắc Khải vô thức quay người lại, hỏi, em nói gì cơ, chỉ thấy Ninh Thần thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, đồng thời chậm rãi tiến tới, đôi môi đỏ mọng mấp máy, hương thơm nhàn nhạt phả ra khỏi khoang miệng, tối nay chỉ có hai chúng ta ở nhà, hay là tắm cùng nhau nhé, Ninh Thần là một người phụ nữ rất truyền thống, sẽ không dễ gì chủ động. Thế nên dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa cố gom hết dũng cảm của cô khiến trái tim của Hoắc Khải bất giác đập nhanh hơn. Anh lập tức nhớ lại, hình như cách đây không lâu mình từng hỏi cô ấy có muốn giúp không? Khi ấy Ninh Thần từng trả lời rằng đợi khi nào trong nhà không có người. Hôm nay, nhà họ thực sự không còn ai khác, cảm giác sắp tiêu tùng rồi, không phải anh bảo em giúp anh sao? Ninh Thần bước về phía trước thêm một bước, hai người gần như dính sát vào nhau, hơi thở của Hoắc Khải đình trệ trong vô thức. Có lẽ bản thân Ninh Thần cũng chẳng thể ý thức được bản thân mình quyến rũ ra sao. Cô
cũng càng không hiểu nổi trong lòng Hoắc Khải rốt cuộc đang giằng co tới mức nào. Anh thừa nhận, mình đã rung động rồi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 221 ám chỉ, góc truyện audio.com. Nhưng lý trí nói với anh rằng, rung động không phải lý do để anh mất khống chế, cố gắng nhẫn nhịn khao khát được ông người phụ nữ này vào lòng rồi thân mật một phen. Hoắc Khải hít một hơi thật sâu, quay người đi, em vào trong trước đi, anh thấy hơi đói, đi mua cốc mì ăn đã. Ninh Thần khẽ cắn môi, đôi mắt to long lanh nước cứ thế nhìn anh khiến trái tim Hoắc Khải liên tục gia tốc. Có lẽ vì nhìn thấy được khát khao trong mắt Hoắc Khải, Ninh Thần mới hài lòng ghé tới hôn anh một cái. Vậy anh đi đi, nụ hôn này suýt nữa khiến Hoắc Khải sụp đổ, sau cùng vẫn phải nhờ vào khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc mới chạy trốn được. Khi anh mua mì tôm quay về thì Ninh Thần cũng vừa tắm xong. Cô mặc áo choàng tắm mỏng manh, mái tóc ướt rượt có vẻ hơi rối, nhưng mang lại cảm giác xinh đẹp rất khác biệt. Da thịt trắng nõn lộ ra nơi cần cổ khiến người ta không ngừng suy nghĩ miên man. Quay về rồi hả, anh đi tắm đi, Ninh Thần vừa lau tóc vừa nói. Hoắc Khải im lặng đặt cốc mì lên bàn rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Không quên khóa trái cánh cửa lại, bởi vì anh biết rằng, một khi Ninh Thần xông vào, bản thân anh rất khó kiềm chế thêm lần nữa. Người phụ nữ này, lẽ nào cô ấy thật sự không biết mình có sức hút đến mức nào sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người họ là vợ chồng, làm sao Ninh Thần phải kiêng dè về sức hút của mình chứ? Ngược lại, cô cũng rất thích dáng vẻ khao khát của chồng mình, điều này chứng minh cô không hề thua kém ai. Lại một đêm chật vật đi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Thần tươi tắn và rạng rỡ kéo Hoắc Khải tới chỗ Phan Tư Mễ. Cảnh tượng quen thuộc, gương mặt quen thuộc cùng chiêu trò quen thuộc, đưa được Hoắc Khải đến đây như thể Ninh Thần đã hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng nào đó. Cô lập tức quay về công ty làm việc, dù là hoạt động kích cầu của cửa hàng Tao Bao hay kết cấu chi tiết của công ty con giáp tử đều cần cô và Mục Thế Kiệt trao đổi thêm. Nhiều việc phải làm lắm. Thấy Ninh Thần đi rồi, Hoắc Khải thẳng thắn nói với Phan Tư Mễ, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, cô làm việc của cô, tôi tự tìm chỗ nào đó ngồi, thế sao được, Ninh Thần đã giao anh cho tôi thì anh chính là người của tôi rồi. Phan Tư Mễ cười tủm tỉm và nói vậy, vẻ phong tình không hề giấu giếm cộng thêm ngôn từ đậm chất gia hiệu của cô khiến người ta phải liên tưởng. Hoắc Khải vốn đã vì chuyện của Ninh Thần của ngày hôm qua mà ngọn lửa dâng cao trong lòng. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Phan Tư Mễ không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Gần như muốn cháy bùng lên, theo nghiên cứu của các nhà tâm lý, đa số những người mắc chứng trầm cảm đều là những người phải đè nén đủ thứ dục vọng trong thời gian dài. Theo cách nói của họ thì con người là một cá thể có tư tưởng rất cởi mở. Nhưng vì trói buộc từ đủ phương diện như đạo đức, pháp luật, tính cách hay môi trường mà họ không thể hành xử theo suy nghĩ của mình. Nhất là trong cuộc sống, những người bận rộn với công việc, mỗi khi muốn uống một bữa rượu cho đã đời hay chơi một ván mặt trược đã tay lại kìm nén ý nghĩ giải trí của mình vì công việc quá bận. Cứ như thế, áp lực cao sẽ khiến họ trầm cảm, điều này cho thấy, sự đè nén của áp lực đặt lên con người luôn có hại nhiều hơn có lợi. Bây giờ Hoắc Khải đang ở trong giai đoạn này, tuy rằng anh không có khả năng mắc chứng trầm cảm lắm. Nhưng vì chuyện của Ninh Thần mà đè nén dục vọng trên phương diện nào đó trong thời gian dài cũng dễ dàng khiến khả năng kiềm chế của anh mất tác dụng. Tuy rằng Phan Tư Mễ là bác sĩ tâm lý, nhưng không phải chuyện gì cô cũng biết, chỉ ít thì trong chuyện của Hoắc Khải, cô không biết được toàn bộ. Thậm chí cô không hề biết rằng mình đang khiêu khích con quỷ trong nội tâm của một người và đẩy bản thân tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thấy Hoắc Khải không nói gì, Phan Tư Mễ đành bước tới, ngồi trên tay vịn của chiếc ghế sofa mà anh đang ngồi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, quần áo kề sát bên quần áo, độ ấm và hơi thở của nhau không ngừng quyện lại, kiểu tiếp xúc trong khoảng cách gần này khiến Hoắc Khải càng thêm dao động trong lòng. Anh biết mình đã bị ảnh hưởng, cũng hiểu rằng muốn giải quyết được cảm giác buồn bực này, chỉ có thể giải tỏa cơn khát dục vọng trong mình. Nhưng anh cũng biết rằng, lúc này không có chỗ để giải tỏa, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn, kìm nén. Phan Tư Mễ mỉm cười nói, anh có nói chuyện chiếc áo với Ninh Thần không? Nghe cô ta nhắc đến chuyện chiếc áo, Hoắc Khải càng thêm buồn bực, không nói. Phan Tư Mễ ồ lên một miếng, vẻ khinh bỉ lướt ngang qua ánh mắt, quả nhiên giống như những gì cô ta đã nghĩ, trai đều sẽ không bao giờ nói chuyện này với vợ đâu. Vậy thì cứ để chuyện này biến thành bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta đi. Phan Tư Mễ bụng miệng cười khanh khách rồi nói, phải chăng bây giờ anh đang cảm nhận được cảm giác vụng trộm sau lưng vợ? Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn cô ta rồi đáp, không cảm thấy vụng trộm gì cả, vậy ư, chẳng lẽ là vì cảm thấy chưa đủ đến mức đó? Hay nói cách khác, anh thực sự muốn làm chuyện gì đó? Phan Tư Mễ đặt tay mình lên mu bàn tay anh, đàn ông các anh, cứ có tiền là sẽ hư hỏng, nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ Ninh Thần vì có được người đàn ông như anh ở bên cạnh cô ấy. Chỉ thương cho tôi, cô đơn cô độc, cũng không có đàn ông nào yêu thương, dù ngày hay đêm, lúc nào cũng cảm thấy trống vắng. Hoắc Khải hít một hơi thật sâu, anh rút tay về rồi đứng dậy, vậy thì cô nên tìm một người bạn trai, tôi nghĩ rằng chắc hẳn sẽ có rất nhiều người muốn hẹn hò cùng cô đấy. Thật vậy ư, Phan Tư Mễ cười tủm tỉm rồi đứng dậy khỏi sofa. Vậy thì trong số đó có bao gồm cả anh không?
Hoắc Khải nhìn cô, âm thanh có vẻ trầm hơn. Về vấn đề này, tôi lại muốn hỏi cô hơn đấy. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô không cảm thấy đề tài này không thích hợp để thảo luận cùng tôi à? Có gì mà không thích hợp đâu. Tôi với Ninh Thần là bạn thân, anh là chồng cô ấy, cũng coi như một nửa bạn thân của tôi rồi. Có điều gì không nói được chứ? Phan Tư Mễ đột nhiên ra vẻ bừng tỉnh. Không phải anh sợ vợ đấy chứ? Đôi mắt của Hoắc Khải thoáng nheo lại, anh thể cảm nhận được. Phan Tư Mễ có mục đích rõ ràng khi nói những điều này. Chứ không phải vô duyên vô cớ, có lẽ có thể hiểu rằng người phụ nữ này đang biến mình thành mồi nhử. Tử giúp anh điều trị tâm lý, thế nhưng, rõ ràng cô ta biết anh không có vấn đề gì trên phương diện kia. Đâu cần phải trị liệu gì nữa, thế nên, hành vi của Phan Tư Mễ bỗng trở nên kỳ quặc. Chẳng lẽ, bạn thân của Ninh Thần thực sự là một người thích quyến rũ đàn ông đã có gia đình? Từ những gì anh biết về Phan Tư Mễ lúc trước, cô ta là người tính tình kiêu ngạo, không dễ gì bị hấp dẫn. Hoắc Khải đủ tự tin rằng mình hấp dẫn được cô ấy. Thế nhưng, bản năng nói với anh rằng, chuyện này có gì đó không ổn. Không ổn ở chỗ nào thì anh không nói được, dù sao rất nhiều chuyện không thể đoán được nhờ vào khả năng tưởng tượng. Huống hồ, Phan Tư Mễ cho rằng anh là một gã trai đều, đây là một sự tưởng tượng hư cấu không hề tồn tại. Nếu mọi thứ bắt đầu bằng một phán đoán sai lầm thì đương nhiên Hoắc Khải sẽ không hiểu được. Vì thế, anh chỉ có thể hiểu mọi hành động và ngôn từ của Phan Tư Mễ theo hướng cô ấy thực sự bị anh thu hút. Có hảo cảm với anh mới nói được những câu chứa đầy ám chỉ như thế. Xin lỗi, tôi không sợ vợ mình, nhưng cũng không tán thành quan hệ ngoài luồng. Nếu không còn việc gì khác, tôi phải đi trước đây. Hoắc Khải nói rồi định quay người xuống tầng. Vẻ kiên quyết của anh khiến Phan Tư Mễ thấy bất ngờ. Cô ta tự cho rằng hành động của mình rất phù hợp với quy phạm tâm lý rồi. Theo lẽ thường, một gã trai đều đáng ra phải bị mình thu hút mới phải. Nhưng Hoắc Khải lại từ chối mình, đây là điều mà Phan Tư Mễ không ngờ tới. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, đầu óc Phan Tư Mễ nhanh chóng suy ngẫm tới mọi khả năng. Do anh đã phát hiện ra điều gì nên mới ngụy trang lại chăng? Không, chắc hẳn không thể nào. Mỗi tuần chỉ gặp một lần, anh không thể nào phát hiện ra manh mối gì trong thời gian này. Hay anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, khả năng này rất lớn. Một gã trai đều cực phẩm đương nhiên sẽ biết cách làm thế nào để chiếm được trái tim phụ nữ. Cũng biết cách từ chối để kiếm được nhiều thiện cảm hơn. Phương pháp lấy lùi làm tiến chính là như vậy đấy. Cũng có nghĩa, người đàn ông này là một gã trai đều cực kỳ đẳng cấp. Không dễ gì bộc lộ bản chất đều giả của mình ra ngoài. Từ góc độ này, xem ra biểu hiện của mình vẫn chưa đủ, chưa thực sự khiến anh nóng lòng đến mức không nhẫn nhịn nổi. Tự động tưởng tượng thêm nhiều kỹ năng làm trai đều của Hoắc Khải. Phan Tư Mễ lập tức kéo anh lại. Nếu anh bỏ đi ngay bây giờ, tôi sẽ báo cáo tình hình sức khỏe của anh cho Ninh Thần. Anh cũng khỏi cần nói tôi quấn lấy anh. Nghe thấy câu này, quả nhiên Hoắc Khải dừng bước, anh quay người lại, mặt mũi xa sầm, cô đang uy hiếp tôi à, như thế này là uy hiếp ư, tôi cảm thấy có phải vậy đâu. Phan Tư Mễ vẫn tươi cười, tôi chỉ muốn anh ở lại cùng tôi thêm một lát thôi mà. Lẽ nào anh không cảm thấy một người đàn ông khỏe mạnh và một người phụ nữ độc thân lâu năm có rất nhiều đề tài để trò chuyện sao? Quan trọng nhất, vợ anh không hề biết sức khỏe của anh không có vấn đề. Anh không cảm thấy chuyện này rất thú vị à? Cách chương. Chế tạo hào môn, chương 222, chật vật, góc truyện audio.com, chấm, Hoắc Khải nhìn cô ta, tôi có thể hiểu câu này theo hướng cô đang ám chỉ tôi nên làm gì đó với cô. Anh thích hiểu theo cách này à? Vậy thì tôi nên nói với anh rằng anh đã hiểu đúng rồi. Hay nên nói với anh rằng anh hiểu sai rồi? Phan Tư Mễ cười tít cả mắt và hỏi, Hoắc Khải chậm rãi tiến lên phía trước một bước, thoáng đến gần hơn, tới khi hơi thở của anh gần như phả thẳng lên mặt Phan Tư Mễ mới gần giọng hỏi. Tôi hỏi cô thêm lần nữa, cô muốn dùng cách uy hiếp để giữ tôi ở lại à, đừng nói năng khó nghe thế chứ. Tôi chỉ, cơ thể Hoắc Khải đến gần thêm chút nữa, hai người gần như dính sát vào nhau, lòng bàn tay anh ôm gọn vòng eo mềm mại của người phụ nữ này. Giọng nói trầm thấp và khàn khàn vì kiềm chế, có biết giữ tôi lại sẽ xảy ra chuyện gì không? Khí thế của anh quá mạnh, có cảm giác đè nén khó nói thành lời, hơi thở chỉ có ở đàn ông sộc thẳng vào mũi khiến hô hấp của Phan Tư Mễ như ngưng lại. Còn bàn tay to ở vùng eo với độ ấm bỏng dẫy khiến cơ thể cô ta run lên khe khẽ. Tuy rằng từng yêu đương, cũng từng quen vài anh bạn trai ở nước ngoài, nhưng Phan Tư Mễ vẫn luôn giữ vững truyền thống của phụ nữ phương Đông. Không dễ dàng trao đi trinh tiết của mình, đừng tưởng mọi khi cô ta tỏ ra phóng khoáng như thể cái gì cũng hiểu. Trên thực tế chỉ là do yêu cầu công việc mà thôi. Thậm chí vì theo nghề bác sĩ tâm lý trong thời gian dài. Thường xuyên tiếp xúc với những cảm xúc tiêu cực tăm tối nhất của con người khiến Phan Tư Mễ mắc bệnh ưa sạch sẽ trên một góc độ nào đó. Cô không quen đụng chạm thân mật với đàn ông, vô thức muốn lùi về sau, thế nhưng cánh tay của Hoắc Khải quấn lấy cơ thể cô. Kéo cô ta về phía mình một cách mạnh mẽ, trong lúc cơ thể nhẹ nhàng chạm vào nhau, phần bụng dưới của cả hai sát sàn sạt, tư thế này khiến Phan Tư Mễ hoảng hốt, cô ta thực sự muốn dùng bản thân mình làm mồi nhử để chứng minh Hoắc Khải là một gã tồi. Nhưng khi thực sự đến bước này,
vẫn không tránh khỏi cảm giác hoảng hốt, cho dù cô ta đã che giấu cảm xúc trong nội tâm rất tốt. Nhưng đừng quên rằng Hoắc Khải cũng tinh thông về tâm lý. Chỉ cần thông qua phần cơ mặt thoáng co giật trên mặt cô ta cùng thay đổi nhỏ xíu của đồng tử là anh có thể phán đoán được nội tâm của người phụ. Nữ này thế nào rồi? Khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn nhưng không kém phần nam tính của Hoắc Khải cất lên. Mặt của cô đỏ thế, đang xấu hổ à? Nụ cười như có như không cùng giọng điệu trêu chọc của anh khiến Phan Tư Mễ cảm thấy mặt mũi như đang bốc cháy. Cô ta đã làm trái với nguyên tắc bình tĩnh của một bác sĩ tâm lý. Dùng cách quay mặt sang chỗ khác để né tránh thời khắc này. Đồng thời phủ nhận bằng giọng điệu khá cứng ngắc. Không, thế bây giờ có thể trả lời tôi. Nếu tôi ở lại, phải chăng tôi có thể làm gì đó với cô? Giọng nói trầm của người đàn ông khiến Phan Tư Mễ vô thức cắn chặt khớp răng. Cô ta biết rằng, nếu mình lựa chọn khẳng định điều này, có lẽ sẽ lấy được chứng cứ anh là một gã trai đều ngay lập tức. Chiếc máy quay đặt trên bàn vẫn luôn ghi lại mọi thứ đang xảy ra một cách rõ nét. Không cần làm quá nhiều, cho dù chỉ là một nụ hôn cũng đủ rồi, nhưng thực sự phải làm như thế à? Và lại, điều khiến cô ta cảm thấy buồn bực là đáng ra lúc này mình nên cảm thấy khinh bỉ người đàn ông đang ôm trọn mình vào lòng mới phải. Nhưng tại sao sâu thẳm trong nội tâm của cô ta vẫn thoáng thấy rung động? Không, mình không hề có chút hảo cảm nào với anh ta, chỉ vì chưa từng tiếp xúc như thế này với người đàn ông khác nên mới sinh ra phản ứng theo bản năng. Bản năng và yêu mến không có bất kỳ quan hệ nào. Đúng lúc này, Hoắc Khải đột nhiên dùng ngón trỏ và ngón giữa của một bàn tay khác đẩy khuôn mặt cô ta quay trở lại. Nhìn vào đôi mắt hẹp dài hơn và cũng quyến rũ hơn Ninh Thần. Trong ánh mắt của Hoắc Khải lộ ra dục vọng rất dễ thấy. Nếu cô không nói gì, tôi có thể hiểu rằng cô đang ngầm thừa nhận không? Anh hỏi, dục vọng mãnh liệt trong đôi mắt của người đàn ông này cùng nhiệt độ liên tục tăng cao của hai cơ thể khiến Phan Tư Mễ không biết nên nói gì. Tầm mắt của cô ta vô thức rơi xuống đôi môi của Hoắc Khải. Độ dày vừa đủ, không biết lúc hôn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Ngay sau đó, cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi bản thân mình nảy ra mối nghi hoặc như thế. Sao có thể nghĩ tới mấy thứ này chứ? Đúng lúc này, cô đột nhiên chú ý thấy gương mặt của Hoắc Khải đang ghé lại gần. Anh muốn làm gì đây? Phan Tư Mễ biết đáp án, cơ thể của cô ta trở nên cứng nhắc, hai tay vô thức túm chặt quần áo của Hoắc Khải. Trong tình huống bình thường, đáng lẽ cô ta nên đẩy người đàn ông này ra, hoặc hét lên bảo anh tránh ra, nhưng cô ta không làm vậy, chỉ biết túm lấy vạt áo anh, nhìn đôi môi càng lúc càng đến gần như đang đánh mất bản thân. Thế nhưng sự việc mà cô ta đã tưởng tượng không hề xảy ra. Cánh môi của Hoắc Khải lướt qua khóe môi cô rồi tới bên vành tai. Giọng nói trầm khàn lại vang lên lần nữa, nếu không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì đừng dễ gì khiêu khích dục vọng của một người đàn ông. Nếu không, lần sau sẽ không may mắn như thế này đâu. Trong lúc nói chuyện, anh nhìn thấy dái tai của cô ta run rẩy rồi trở nên đỏ ửng vì hơi thở của mình. Mê hoặc người khác như một quả nho đỏ long lanh và trong veo. Như bị ma xuôi quỷ khiến, Hoắc Khải thổi nhẹ một cái vào dái tai cô ta, hơi thở này như thổi thẳng vào linh hồn của Phan Tư Mễ. Chỉ có cô ta biết được, tai là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể mình. Hơi nóng từ miệng Hoắc Khải giống như sét đánh vậy, khiến toàn thân cô ta tê dại, không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ, gần như nhũn ngoặt trong lòng người đàn ông này. Hoắc Khải không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, anh buông tay ra, mặc cho cơ thể cô ngã ngồi xuống đất, may mà dưới đất trải sẵn một lớp thảm dày, vô cùng mềm mại, có ngã cũng không đau, mà lần ngã này cũng giúp Phan Tư Mễ nhanh chóng hoàn hồn. Xem ra sức khỏe của bác sĩ Phan không ổn lắm, vậy thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn việc khác, đi trước đây. Hoắc Khải nhìn cô ta từ trên cao xuống. Sau đó quay người bỏ đi, tiếng bước chân dần dần đi xa, Phan Tư Mễ ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt đỏ bừng bừng, nhất là dái tai ban nãy được anh thổi một cái bây giờ đỏ như bị bỏng. Nhiệt độ ấy khiến cô ta cảm thấy toàn thân nóng bừng. Nhìn góc cầu thang đã không còn ai khác, trong ánh mắt của Phan Tư Mễ vẫn vương chút mơ màng. Cũng có cả buồn bực, cho dù nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng cô biết rằng, ban nãy mình đã chìm đắm trong một khoảnh khắc, dường như bị sức hút của người đàn ông này chinh phục. Thế nhưng, cô ta không bao giờ thừa nhận đây là thích, cùng làm chỉ là nhân tố tự nhiên khi nam châm trái dấu hút nhau. Thế nhưng, Hoắc Khải vẫn rút lui ngay trong thời khắc then chốt nhất. Chỉ để lại một câu nói mang hàm sỉ nhục, ý tứ của câu nói ấy là mắng mình không đủ tư cách ư, còn nữa. Anh dám dùng hành động cợt nhả như thế với cô ta. Đồng thời còn để cô ta ngã xuống đất trong tư thế chật vật như này. Tên khốn kiếp, gã đều già chết tiệt, trong cơn buồn bực, Phan Tư Mễ còn cảm thấy nhụt chí. Sau cùng Hoắc Khải vẫn có thể bỏ đi mà không hề phạm lỗi. Không, nói một cách nghiêm khắc thì là bỏ đi mà không phạm lỗi gì lớn. Khiến cô ta thấy khá bất ngờ, do bản lĩnh của gã trai đều này đỉnh của chóp à? Hay là do bản thân cô thực sự không đủ sức hút để hấp dẫn anh? Vô thức cúi đầu nhìn xuống, bộ váy liền ôm sát mà vẫn nhã nhặn phô bày được vóc dáng đáng nể của mình. Chắc hẳn vẫn chạm được tới nơi bản năng nhất của đàn ông mới phải. Tại sao anh còn bỏ đi, cho dù cô và Ninh Thần là bạn cùng lớp? Cũng là bạn thân, nhưng trong một phép so sánh bản năng, Phan Tư Mễ thấy mình không hề thua kém gì Ninh Thần.
thậm chí cô tự nhận chắc hẳn mình phải hơn bạn mình trên phương diện sức hút với đàn ông mới phải. Bởi vì cô ta hiểu đàn ông muốn thứ gì, cũng hiểu làm sao để xoay chuyển tâm tư của đàn ông hơn. Trong các trường hợp tương tự, Phan Tư Mễ chưa từng thất bại trên phương diện này, chỉ cần cô muốn, đám đàn ông kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không hề ngoại lệ, thế mà hôm nay, cô ta thất bại rồi, mà còn thất bại thảm hại, không những không lấy được thứ mình muốn, mà còn khiến bản thân trở nên chật vật, cũng may mà Hoắc Khải đi rồi, nếu không, Phan Tư Mễ thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ đơn giản là bị anh hôn một cái, hay là, trong đầu cô ta không ngừng hiện lên những hình ảnh có thể xảy ra khiến mình đỏ mặt tía tai. Phẫn nộ đứng dậy khỏi mặt đất, dùng cảm xúc phẫn nộ để đè bẹp mọi liên tưởng không đáng có trong lòng mình. Chậm rãi bước tới trước cửa sổ, nhìn Hoắc Khải bên vệ đường đã ngồi lên taxi, Phan Tư Mễ hít vào một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, lần sau nhất định phải cho biết rằng, ai mới là người nắm quyền chủ đạo, lần sau, nhất định phải khiến anh lộ nguyên hình. Sau một thoáng do dự, Phan Tư Mễ tự quyết định, đó là không từ bất kỳ cái giá nào. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 223, đường Trọng Vi. gocchuyenaudio.com. Đối với Phan Tư Mễ, chuyện này không chỉ đơn thuần là giúp bản thân của mình vạch trần tên chồng cặn bã, mà cô ta còn muốn chứng minh rằng hôm nay cô ta thất bại không phải là vì không đủ sức hấp dẫn, mà là tên cặn bã này quá lợi hại, càng là người kiêu ngạo thì càng không chấp nhận được thất bại. Lúc này Hoắc Khải đang ngồi trên taxi, anh ảo não vỗ trán, ma xui quỷ khiến nên anh mới hà hơi với Phan Tư Mễ. Tuy rằng không phải sai lầm gì to tát, nhưng cũng có thể nói là tùy tiện rồi, nếu là ở cổ đại, người ta có thể gô cổ đi gặp quan, nói anh trêu chọc cái nhà lành, anh biết mình làm như vậy là bởi vì bị ảnh hưởng từ Ninh Thần. Cô không hề biết cứ tối đến là anh lại khó chịu đến mức nào. Một mỹ nhân thơm ngát nằm ngay bên cạnh mà chẳng đụng tới. Như miếng thịt treo suốt nửa năm bên miệng một con sói đói. Ai mà chịu nổi, huống chi nếu làm gì thật thì Ninh Thần sẽ không phản kháng. Ngược lại còn vui vẻ chấp nhận, trong tình huống như vậy mà nhịn được lâu như thế, khả năng kiểm soát bản thân của Hoắc Khải đã là cao lắm rồi. Nhưng anh phát hiện ra rằng mình không khống chế được bao lâu nữa. Ai cũng có giới hạn, một ngày nào đó không nhịn được nữa, một phút không kiềm chế được là gạo sẽ nấu thành cơm. Ngồi taxi tới một quán trà, Hoắc Khải xuống xe đi vào, ở chỗ ngồi cách cửa ra vào không xa, Hoắc Giai Minh nhìn thấy anh tới, bèn hồ hởi đứng lên vẫy tay, anh Lý, Hoắc Khải vẫy tay chào hỏi với cậu ta rồi đi về phía đó. Đồng thời anh chú ý đến người ngồi đối diện với Hoắc Giai Minh. Người đó thả tóc ngang vai, mặc váy thêu hoa, hẳn là một cô gái. Hai ngày trước Hoắc Khải đã liên lạc với Hoắc Giai Minh. Hẹn gặp cậu ta vào cuối tuần này, Hoắc Giai Minh còn nói là sẽ đưa một người bạn tới. Cụ thể là ai thì cậu ta không chịu nói, Hoắc Khải cũng không hỏi nhiều. Lúc đi tới gần đó, Hoắc Khải nói, chờ lâu lắm rồi hả? Không, bọn tôi cũng mới tới thôi. Hoắc Giai Minh cười ha ha ra hiệu cho cô gái ngồi đối diện đứng lên. Cậu ta nói, chị dâu, giới thiệu với chị, đây là Lý Phong, em đã từng nhắc với chị rồi đó. Anh Lý, đây là chị dâu của tôi, vị hôn thê của cậu cả nhà họ Hoắc. Hoắc Khải, thấy sao, có phải cảm thấy như gặp tiên nữ không? Lúc nhìn thấy cô gái ấy, Hoắc Khải hơi ngẩn ra, anh từng nghĩ không biết Hoắc Giai Minh sẽ đưa ai tới. Nhưng không ngờ mình lại nhìn thấy Đường Trọng Vi trong tình huống như thế này. Đường Trọng Vi khoảng hơn 20 tuổi, duyên dáng thướt tha, như một người con gái bước ra từ trong tranh, cũng chỉ có khí chất của cô mới có thể nâng tầm chiếc váy dài thêu hoa đơn giản nhã nhặn này lên được. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với nền giáo dục tốt nhất, sinh sống trong hoàn cảnh tốt nhất. Vậy nên trong Đường Trọng Vi hoàn toàn khác với Cơ Hương Ngưng hoặc là Ninh Thần. Cô ấy điềm tĩnh đến vậy, có cảm giác không màng sự đời, trong sự lạnh nhạt tiềm ẩn nét đẹp chất chứa trong lòng. Rồi lại toát lên qua khí chất bẩm sinh, rất dễ mang đến thiện cảm cho người khác. Ngay từ giây đầu tiên bước vào quán trà, cô ấy đã thu hút sự chú ý của bao người, chỉ có điều chiếc roi đỗ ở cửa đã dập tắt suy nghĩ của những người đó. Sự ngây ngẩn của Hoắc Khải khiến Đường Trọng Vi hơi thất vọng, bởi vì Hoắc Giai Minh luôn ca ngợi người này hết lời. Nhưng lần đầu gặp mặt mà anh lại ngơ ngác nhìn cô ấy như vậy. Thực sự không thể để lại ấn tượng tốt được, có quá nhiều người ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cô ấy. Đường Trọng Vi đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, chỉ có điều cô ấy lặn lội xa xôi tới đây để gặp anh. Vậy mà anh cũng như thế, thực sự khiến cô thất vọng, thế nhưng cô vẫn vươn tay ra, lịch sự nói, chào anh, tôi là Đường Trọng Vi. Hoắc Giai Minh cũng chú ý tới sự khác thường của Hoắc Khải. Cậu ta vội vàng kéo tay anh, nói, anh Lý, chị dâu tôi chào anh kìa. Lúc này Hoắc Khải mới hoàn hồn lại, anh ngơ ngác không phải là bởi vì Đường Trọng Vi quá đẹp. Khuôn mặt này anh đã nhìn từ nhỏ tới lớn, nó đã quá quen thuộc với anh rồi, ngơ ngác là bởi vì ngoài Hoắc Giai Minh ra thì Đường Trọng Vi chính là một trong những người có mối quan hệ thân thiết nhất với Hoắc Khải. Nhìn thấy cô, Hoắc Khải lại nhớ tới rất nhiều chuyện khi xưa. Chào cô, tôi là Lý Phong, Hoắc Khải hơi khựng lại một chút rồi mới nói ra tên mình. Đường Trọng Vi khiến anh cảm thấy quá quen thuộc,
đến mức suýt thì anh buột miệng nói ra rằng mình là Hoắc Khải. Với tính cách của cô ấy, nếu thật sự nói như thế thì e là cô ấy sẽ xách túi đi luôn mất. Từ nhỏ tới lớn, Đường Trọng Vi luôn rất sùng bái Hoắc Khải, không cho phép bất cứ kẻ nào nói xấu anh, thậm chí trước khi bọn họ có hôn ước, cô ấy còn từng tuyên bố nhiều lần trước mặt mọi người rằng người bạn đời lý tưởng nhất của cô chỉ có Hoắc Khải. Xưa nay Đường Trọng Vi luôn rất bạo dạn trong chuyện tình cảm. Cô biết mình muốn điều gì, đồng thời không cho rằng việc theo đuổi lý tưởng là việc cần che giấu. Chuyện tình yêu nam nữ không có gì là mất mặt cả. Anh Lý, anh như thế không được đâu nhé. Tuy rằng chị dâu tôi rất đẹp, nhưng trong ấn tượng của tôi thì anh đâu giống người thấy mỹ nữ là không cất bước nổi nữa. Tôi khen anh không ngớt lời trước mặt chị dâu, anh thế này là làm tôi vẽ mặt đấy nha. Hoắc Giai Minh phàn nàn, Hoắc Khải chỉ chạm vào ngón tay của Đường Trọng Vi là đã rút về. Nghe Hoắc Giai Minh nói vậy, anh trầm mặc một lát rồi giải thích, xin lỗi, quả thực là vừa rồi tôi hơi ngẩn người, bởi vì cô Đường giống hệt một người mà tôi từng quen biết. Ồ, vậy sao, chắc không phải anh Lý định nói người đó là người yêu cũ của anh đấy chứ? Đường Trọng Vi nói, câu nói này có thể coi như đang nói đùa, cũng có thể nói là mỉa mai, bởi vì đây là một chủ đề bắt chuyện thường gặp, không phải, chỉ là một người bạn thôi, bởi vì lâu rồi không gặp nên nhìn thấy cô Đường tôi mới cảm thấy ngạc nhiên. Con tưởng là nhận nhầm người, Hoắc Khải giải thích, vậy thì tôi tò mò thật đấy, trên thế giới này có người giống với chị dâu vậy sao? Hôm nào đưa bọn tôi đi gặp được không? Hoắc Giai Minh nói, Hoắc Khải lắc đầu nói, e là không được, lâu rồi chúng tôi không gặp, cho dù gặp nhau thì chưa chắc cô ấy đã nhận ra tôi. Sao lại thế được, trừ phi người đó bị mất trí nhớ. Hoắc Giai Minh tỏ vẻ không tin, Hoắc Khải vô thức xoa mặt mình, anh nhìn Đường Trọng Vi và nói, cô ấy không bị mất trí nhớ, chỉ có điều tôi đã thay đổi so với người trong trí nhớ của cô ấy. Không nhận ra cũng là điều bình thường, không biết vì sao Đường Trọng Vi cứ cảm thấy cách ăn nói. Nhất là ánh mắt của người đàn ông đối diện này khiến cô ấy cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng lục lại ký ức thì cô ấy chẳng tìm thấy một thứ gì liên quan đến anh ta. Hoắc Giai Minh không hề nghi ngờ, cậu ta tỏ vẻ sực hiểu. Anh nói lâu không gặp là đang nói thời niên thiếu đúng không? Không ngờ anh Lý cũng có một cô bạn hàng xóm cơ đấy. Không đoán ra được luôn, nào nào nào, ngồi xuống uống trà rồi làm quen với nhau, bọn tôi lặn lội xa xôi tới đây chỉ để gặp anh. Chẳng phải anh nói có chuyện cần bàn sao, biết Hoắc Giai Minh đang cố tình chuyển chủ đề, Hoắc Khải cũng không nói gì thêm nữa. Anh ngồi xuống theo lời cậu ta rồi nói, lần này gọi cậu tới chủ yếu là nhờ cậu giúp một chuyện. Hiện tại tôi đang đảm nhiệm chức trợ lý giám đốc ở công ty chi nhánh nhà họ Cơ. Công ty chúng tôi chuẩn bị thành lập cơ cấu chi nhánh ở nước ngoài. Đầu tiên cần xử lý công tác đại diện, nhà họ Hoắc có khá nhiều kinh nghiệm về mặt này, vậy nên cậu giúp tôi tìm mấy người quen để dẫn đường cho chúng tôi. Công ty chi nhánh ở nước ngoài, Hoắc Giai Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vấn đề này không phức tạp, bố tôi thường xuyên ra nước ngoài tham gia triển lãm tranh rồi đấu giá các thứ. Cũng quen biết đôi chút ở bên đó, để lúc nào tôi nói với ông ấy, tìm mấy người dẫn đường cho anh, vậy chuyện này giao cho cậu nhé. Hoắc Khải nhớ tới một chuyện khác. Anh hỏi, gần đây cậu có đi thăm giáo sư Triệu không? Không, thời gian trước tôi có một người bạn mở cuộc thi thư pháp. Kéo tôi tới làm giám khảo, vậy nên tốn mất một thời gian, tôi đang nghĩ lần này tới sẽ đi thăm giáo sư, nghe nói sức khỏe của ông ấy không ổn lắm hả? Hoắc Giai Minh hỏi, Hoắc Khải ừ một tiếng rồi nói, ung thư giai đoạn cuối, chắc là không sống được bao lâu nữa. Thế nhưng hiện tại cậu đang là thanh niên sức dài vai rộng. Cứ tham gia những cuộc thi mang tính hình thức ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu quyết tâm muốn học thư pháp thì nên tìm bậc thầy thư pháp thật sự. Điều chỉnh tâm trạng rồi chuyên tâm luyện một thời gian, như vậy mới có kết quả được, không thì đến cuối cùng sẽ là biết nhiều nhưng không giỏi. Không nên cơm cháo gì cả, tôi biết rồi, Hoắc Giai Minh vô thức đáp lời, nhưng vừa nói xong là cậu ta lập tức đỏ mặt, bởi vì dù sao cậu ta cũng là thành viên cấp 2 trong nhà họ Hoắc. Hoắc Khải thì chỉ là trợ lý giám đốc trong công ty chi nhánh của nhà họ Cơ. Kém cậu ta xa lắc. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 224, chuyện nhà họ Hoắc. Gocchuyenaudio.com, cậu ta là con cháu trực hệ nhà họ Hoắc mà lại bị gian dậy như thế. Không những không phản bác, mà còn đáp lời theo bản năng, đúng là mất mặt thật. Đường Trọng Vi ngồi ở đối diện hơi nhíu mày lại, mặc dù cô ấy chưa gả vào nhà họ Hoắc, nhưng từ lâu đã coi mình là một thành viên trong nhà họ Hoắc. Hoắc Giai Minh thân với Hoắc Khải, vậy nên cô ấy cũng coi cậu ta như em trai mình. Bây giờ em trai bị người ngoài gian dậy, Đường Trọng Vi sinh lòng bất mãn, cô ấy nói, có vẻ như anh Lý cũng hiểu biết về thư pháp thì phải. Rất nhiều người nói rằng chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Chuyên gia ẩm thực chưa chắc đã là một đầu bếp giỏi. Tôi nghĩ anh Lý không phải người thích cái cố đâu nhỉ. Đương nhiên là Hoắc Khải nghe ra được cô ấy đang bệnh vực Hoắc Giai Minh. Trong lòng anh không khỏi cảm thán, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể trải qua bao lâu thì cô gái này vẫn không hề thay đổi. Đặt nặng chuyện của nhà họ Hoắc hơn bất cứ điều gì. Hoắc Giai Minh còn chưa nói gì thì cô đã lên tiếng rồi. Thế nhưng quả thực là Hoắc Khải cũng có chút trình độ về thư pháp.
cũng giống với cờ vây, nhờ sự hun đúc của gia đình nên anh cũng học một thời gian. Hơn nữa còn học ngay từ lúc nhỏ, theo ý của bố anh, nét chữ nết người, nếu viết chữ không đẹp thì làm việc cũng chẳng thể tốt được. Vào năm học lớp 6, Hoắc Khải đoạt được giải nhì trong cuộc thi thư pháp dành cho thanh thiếu niên. Sở dĩ không được giải nhất là bởi vì năm đó Hương Giang được trả về. Những người khác đều viết bài liên quan đến nó, ví dụ như Khắp Trốn Vui Mừng, Giang Hà Cùng Dòng Chảy, chỉ có anh là viết một bài ca chính nghĩa. Kể từ đó Hoắc Khải không tham gia bất cứ một cuộc thi nào nữa. Bởi vì anh nhận ra cái gọi là kết quả thi tài đều phải dựa vào sở thích cá nhân của giám khảo. Không phải thực sự xem chữ viết thế nào, cuộc thi đã có một cộng điểm thì chẳng có cái gọi là công bằng nữa. Tuy rằng anh không theo đuổi công bằng tuyệt đối, nhưng không cần thiết phải chuốc nỗi bực dọc không đầu ấy vào người. Lúc còn nhỏ Hoắc Giai Minh cũng từng học luyện chữ với Hoắc Khải. Chỉ có điều thằng nhóc này không chuyên tâm, Hoắc Khải có thể viết 4, 5 tiếng liền không nghỉ, cậu ta cùng lắm chỉ được 4, 50 phút là sách mông chạy khắp nơi. Vì chuyện này, năm đó cậu ta từng bị chú Út đánh không ít lần. Mỗi lần bắt được là một trận đòn, chú Út còn chỉ vào Hoắc Khải nói, học anh mày kia kìa, sao tao lại sinh ra cái thằng nhãi tăng động như mày vậy không biết nữa. Nói tóm lại, Hoắc Khải chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, nếu là người khác nói khích như thế thì Hoắc Khải chỉ cười cho qua. Ngay cả cuộc thi mang tầm quốc gia anh còn chẳng thèm tham gia. Sao lại so đo với một người cho được, nhưng hôm nay thì khác, người nói câu này là Đường Trọng Vi, một người mà anh rất quan tâm. Đối với Hoắc Khải, Đường Trọng Vi giống em gái của anh hơn, xét về mặt tình cảm thì anh không muốn kết hôn với cô. Không phải không thích mà là không có cảm giác ấy, một cô gái mà anh coi là em gái từ nhỏ đến lớn thì sao có thể trở thành vợ anh được. Chỉ có điều trước kia Hoắc Khải quá coi trọng lợi ích của gia tộc. Để giúp gia tộc giành được nhiều thành công hơn thì việc kết thông gia với quốc tế Đường Thị rõ ràng là lựa chọn tối ưu nhất. Vậy nên anh mới đồng ý với sự sắp xếp của người lớn. Dù có muốn kết hôn với Đường Trọng Vi hay không thì lúc này Hoắc Khải đều không muốn đánh mất thể diện trước mặt cô. Đường Trọng Vi đã nói vậy rồi thì Hoắc Khải cũng không lùi bước. Anh chấm một ít nước trà rồi viết một hàng chữ lên bàn mà không nghĩ nhiều gì cả. Bọn con em đất Giang Đông còn nhiều người tài giỏi, cuốn đất trở về chưa thể biết được sẽ ra sao. Đây là câu thơ trích trong Đề Ô Giang Đình của Đỗ Mục thời Đường. Nói đến chuyện của Tây Sở Bá Vương, thất bại của Tây Sở Bá Vương ấy khiến người đời tiếc nuối. Trong lòng rất nhiều người, ông ta mới là đế vương thực thụ, chứ không phải là Liêu Bang có xuất thân từ đình trường. Con cháu vùng Giang Đông đa số đều rất tài giỏi. Nếu dương cờ vùng dậy thì khó mà nói trước được bên nào sẽ là bên chiến thắng trong vụ phân tranh Sở Hán. Tình hình hiện nay của Hoắc Khải cũng gần giống với Tây Sở Bá Vương. Chỉ có điều anh bị người hại chết, còn Tây Sở Bá Vương thì tự vẫn. Ngoài ra, anh hơn Hạng Vũ một cơ hội để làm lại từ đầu. Chỉ có điều muốn xông về nhà họ Hoắc không phải là chuyện dễ dàng. Có thành công hay không vẫn còn là một ẩn sổ, không phải chỉ cần tự tin thì nhất định sẽ thành công. Hoắc Khải chỉ chuẩn bị tâm lý để không thành công thì cũng thành nhân mà thôi. Đường Trọng Vi và Hoắc Giai Minh nhìn sang, cả hai đều rất ngạc nhiên, hàng chữ này như rồng bay phượng múa, hài hòa với nhau, có thể xưng là cứng cáp mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là nước trà, nhưng lại không thua kém gì hiệu quả khi dùng bút mực. Điều này chứng tỏ lực khống chế bút của Hoắc Khải đã đạt tới trình độ cực kỳ cao. Trong cả nhà họ Hoắc, có lẽ chỉ có chú Út luyện chữ lâu năm rồi mới sánh bằng được. Chữ đẹp, không kém gì anh ba của tôi, đôi mắt của Hoắc Giai Minh sáng rực lên. Cậu ta nói, anh Lý, anh đỉnh thật, chơi cờ vây giỏi, còn viết chữ đẹp như thế, đúng là thiên tài như anh ba tôi. Đường Trọng Vi nhìn hàng chữ trên bàn, cô ấy không nói gì nữa. Chữ viết của mỗi người đều sẽ có điểm khác nhau, dựa theo tính cách và thành quả luyện tập lâu dài, đến cuối cùng sẽ hình thành phong cách đặc biệt. Phong cách của Hoắc Khải là kiểu mạnh mẽ, anh làm người như thế, làm việc như thế, viết chữ cũng như thế, một nét bút hạ xuống là muốn ghi thật mạnh rồi hoàn thành trong một nét, như muốn xé rách đất trời. Kiểu chữ của anh lột tả sự bá đạo khó nói. Đến người bình thường cũng có thể cảm nhận được khí thế ấy. Đường Trọng Vi càng nhìn càng thấy hàng chữ này rất quen thuộc. Nếu là bình thường, chắc chắn cô ấy sẽ phản bác câu nói của Hoắc Giai Minh. Không ai có thể sánh bằng vị hôn phu của mình được. Nhưng hiện tại cô không nói gì cả, bởi vì chữ này thật sự quá đẹp, lại còn rất giống nữa. Nếu chỉ nhìn chữ thì nhất định cô sẽ cho rằng đây là chữ Hoắc Khải viết. Nhưng nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện, Đường Trọng Vi dám khẳng định đó không phải là vị hôn phu của mình. Có lẽ là trùng hợp chăng? Hoắc Khải đã nói là trên đời này có cô gái giống cô ấy thì cũng không có gì là lạ khi chữ anh giống với vị hôn phu của mình. Sau khi viết ra hàng chữ này, Hoắc Khải không hỏi xem bọn họ thấy thế nào, bởi vì anh đã biết kết quả từ biểu cảm và ánh mắt của họ rồi. Hoắc Khải nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó nhìn Hoắc Giai Minh và hỏi, gần đây trong nhà không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, tất cả đều ổn, Hoắc Giai Minh vô thức đáp lời, sau đó mới hơi khựng lại, nhìn Hoắc Khải bằng ánh mắt lạ, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi. Phong cách và giọng điệu quen thuộc đến thế, làm cậu ta cứ có cảm giác như đang ngồi với anh ba. Nhưng khuôn mặt này thực sự không giống chút nào cả,
Một lát sau Hoắc Giai Minh mới nói, anh Lý, anh nên gặp anh ba tôi một lần thật đấy. Hai người thực sự rất giống nhau, may mà tôi biết bác cả tôi không thể có con riêng ở bên ngoài được. Nếu không tôi cũng phải hoài nghi rằng anh và anh ba là anh em ruột. Nhưng hình như gần đây anh ba hơi khó tính, rất ít khi ăn cơm chung với tôi, muốn sắp xếp cho hai người gặp nhau chắc là khó phết. Anh ba cậu là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc đó hả? Cậu nói anh ta khó tính, ai đắc tội với anh ta hay là xung đột gì với ai? Hoắc Khải hỏi, tôi không rõ lắm đâu, nói thật ra thì tôi rất ít khi để ý tới chuyện trong gia tộc. Chỉ biết là hai tháng trước anh ấy thay mấy thư ký liền. Những người trong văn phòng tổng giám đốc cũng bị thay mới một lượt. Nói là không đủ năng lực, trong cuộc họp cổ đông, anh ấy còn cách chức bác Tư vì bác ấy sai sót trong công việc. Nghe nói vụ đó khá căng, Hoắc Giai Minh nói, Hoắc Khải nghe vậy nhíu mày, bác Tư mà Hoắc Giai Minh nhắc tới chính là chú Tư Hoắc Bộ Châu của anh. Giống với chú Tư Hoắc Bộ Châu cũng là kiểu người khá lười biếng. Năng lực thì có hạn, vậy nên tuy rằng có địa vị cao trong gia tộc nhưng ông ấy chỉ được phụ trách công tác quản lý văn phòng tổng giám đốc. Quản lý văn phòng tổng giám đốc cũng coi như phó tổng giám đốc. Tuy không có thực quyền nhưng lại giống thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế thời cổ đại. Không ai dám tùy tiện đắc tội ông ấy, mặc dù năng lực của chú Tư không được tốt lắm, nhưng cũng coi như tận tâm tận lực, ít nhất khi được giao việc, ông ấy chẳng đòi hỏi gì cả, có thể yên tâm sử dụng, không ngờ tên giả mạo ấy lại cách chức chú Tư. Vậy hiện tại ai đang quản lý văn phòng tổng giám đốc? Hoắc Khải hỏi, hình như là thư ký của chú ba thì phải, tên là gì ấy nhỉ? Hoắc Hải Thanh, chắc là tên này đấy, là một họ hàng xa của nhà họ Hoắc chúng tôi, cách nhau năm đời rồi, tôi không thân lắm, Hoắc Giai Minh trả lời. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 225, chú ý giữ ấm, góc truyện audio.com, chấm, xuất ngũ phục tức là đồ tang lễ cổ đại được chia là 5 loại. Dựa theo mối quan hệ giữa người đã chết và người còn sống. Đó là bản thân mình, bố, ông, cụ, kỳ, nếu không thuộc năm đời này thì tức là con cháu họ hàng xa. Chức vụ quyền lực của nhà họ Hoắc đều do dòng đích đảm nhiệm. Nhưng các vị trí như thư ký, quản lý hạng thấp chung thì lại có không ít là họ hàng xa. Bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng thực ra Hoắc Khải đang không ngừng hồi tưởng về các mối quan hệ nội bộ của gia tộc. Thư ký của chú ba tên là Hoắc Hải Thanh, nhưng là họ hàng rất xa, những nhân vật quan trọng trong gia tộc chưa từng coi những người này là người một nhà. Cũng chẳng ai biết rõ về cuộc sống riêng tư hay mối quan hệ gia đình của Hoắc Hải Thanh. Nhưng những người như vậy, nếu có thể tiến gần hơn với những người quan trọng của nhà họ Hoắc thì sẽ càng dễ bị mua chuộc. Hoắc Khải gần như có thể khẳng định được, Hoắc Hải Thanh chắc chắn đã bị mua chuộc. Nếu không cũng sẽ không được tên giả mạo đó đưa từ vị trí thư ký lên vị trí chủ nhiệm của ban chủ tịch. Mà người có mối quan hệ mật thiết với Hoắc Hải Thanh nhất đương nhiên là Hoắc Tích Nguyên. Chú ba của Hoắc Khải rồi. Trước đó không lâu, Hoắc Tích Nguyên còn tìm người đến hãm hại Hoắc Khải. Nhưng đã thất bại, từ việc này có thể chứng minh, chú ba đã vi phạm lại tổ huấn của gia tộc trong một vài phương diện rồi. Ông ta có thể vi phạm tổ huấn thì cũng có thể bán đứng cả gia tộc. Trong số những người đã mưu sát anh năm ấy, liệu có bóng dáng của ông ta không? Nếu đến cả người quyền lực như chú ba cũng có thể bị mua chuộc thì trong gia tộc đã có biết bao nhiêu người bị thay thế rồi. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải không rét mà run rẩy hết cả người. Hóa ra, gia tộc đã gặp nguy hiểm đến mức này rồi sao? Anh của lúc trước chưa từng nghĩ đến chuyện này, mà chỉ một lòng muốn đưa gia tộc phát triển. Bây giờ anh đã sống lại một lần nữa, được đứng ở một góc độ khác để nhìn vào gia tộc, thì mới nhận ra mọi chuyện còn phức tạp hơn cả trong tưởng tượng của anh. Nếu những người nắm quyền bị mua chuộc, thì việc lấy lại nhà họ Hoắc sẽ còn khó khăn hơn kế hoạch nhiều. Vì những người đó chắc chắn sẽ nghĩ cách để ngăn cản anh. Quan trọng nhất là địa vị của bọn họ rất cao. Mặt khác, khi thấy Hoắc Khải ngồi im như vậy, Hoắc Giai Minh liền hỏi, anh Lý, anh hỏi mấy chuyện này làm gì vậy? Không có gì, tôi chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi. Những người ở tầng lớp thấp như tụi tôi thì đương nhiên sẽ tò mò về các gia tộc lớn rồi. Hoắc Khải trả lời, thật ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là nhiều tiền hơn mọi người chút thôi. Những cái khác cũng tương tự đấy. Hoắc Giai Minh nói với vẻ bình thản. Với cậu ta, sự khác biệt lớn nhất giữa người nắm quyền trong gia tộc và người bình thường chính là có được thực lực mạnh mẽ và rảnh rỗi đi tỏ vẻ. Người bình thường muốn tỏ ra giàu có thì rất khó, vì đến một bình rượu vang có giá mấy trăm ngàn họ còn không được nhìn thấy thì nói gì đến nếm thử. Mà đã không thấy được đồ thật thì sao mà bắt chước được. Người giàu thì lại khác, bọn họ có thể thỏa thích đi tận hưởng mọi thứ trên đời. Cùng là một câu mẹ kiếp nhưng người khác thì lại thấy là họ đang gần gũi với cuộc sống bình dân. Nhưng nếu người bình thường nói mẹ kiếp thì là bất lịch sự. Vô duyên, sau đó, Hoắc Khải lại hỏi thêm mấy câu liên quan đến nhà họ Hoắc. Phần lớn Hoắc Giai Minh đều có thể giải đáp, nhưng lại không quá rõ ràng, địa vị của cậu ta trong gia tộc cũng cao, nhưng lại chẳng mấy khi quan tâm sự vụ của gia tộc. Muốn moi thông tin từ cậu ta thì đúng là hơi khó. Hơn nữa, nếu nói nhiều quá thì Đường Trọng Vi cũng ngẫu nhiên cắt đứt. Cô ấy cho rằng hành động của Hoắc Khải như đang hóng chuyện. Ai mà biết sau này anh có đem chuyện này ra kể cho giới truyền thông hay không?
những tin xấu của nhiều gia tộc đều bị lộ theo cách như vậy. Đường Trọng Vi coi bản thân là một thành viên trong nhà họ Hoắc cho nên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Biết cô ấy rất tôn trọng nhà họ Hoắc, Hoắc Khải cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng đã hỏi xong những gì cần hỏi rồi, sau đó bọn họ lại nói thêm mấy chuyện nữa, phần lớn đều là việc mà Hoắc Giai Minh thấy hứng thú. Như là thư pháp, hội họa, đồ cổ gì đó, nếu là thời cổ đại, Hoắc Giai Minh chính là kiểu con nhà quần là áo lượt. Giống như ba loại bảo vật của Bối Lạc gia trong truyền thuyết. Quả óc chó, nhẫn tay và chim trong lòng, Hoắc Khải cũng khá hiểu mấy thứ này, cũng chơi rất giỏi, dù Hoắc Giai Minh có hỏi cái gì, Hoắc Khải đều nói được từ đầu chí cuối, khiến cho cậu ta phải phục sát đất, cũng vì có Đường Trọng Vi ngồi cạnh, nếu không cậu ta đã chạy sang mà ôm đùi Hoắc Khải rồi. Đường Trọng Vi chẳng nói chẳng rằng, yên tĩnh ngồi uống trà, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Hoắc Khải, mặc dù chỉ liếc một chút, nhưng vẫn mang theo sự kinh ngạc, những cô con gái nhà gia giáo sẽ không bao giờ nhìn chằm chằm một người đàn ông. Nhưng Đường Trọng Vi cũng phải kinh ngạc vì sự thông thái của Hoắc Khải. Dường như chuyện gì anh cũng có thể bàn luận được, hơn nữa còn nói rất đúng trọng tâm, giống như tất cả đều là sở trường của anh vậy. Đường Trọng Vi cũng từng gặp người như vậy, chính là vị hôn phu của cô ấy. Điều khiến cô ấy kỳ quái nhất chính là, hai người nay tuy khác nhau về tướng mạo nhưng cách nói chuyện và cử chỉ lại giống nhau như đúc. Thậm chí đến cả nụ cười. Cho đến lúc này, Đường Trọng Vi mới hiểu được, tại sao Hoắc Giai Minh lại kéo cô ấy đến đây như vậy. Người đàn ông trước mặt cô ấy thực sự giống vị hôn phu đến 70%, nhưng chỗ không giống thì chắc chỉ là giọng nói và gương mặt mà thôi. Hai người cách nhau thật xa mà sao có thể giống nhau như vậy chứ? Điều này làm Đường Trọng Vi cảm thấy vô cùng thần kỳ. Khoảng 3-4 tiếng sau, khi đã thay mấy lượt trà, Hoắc Khải mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi nói, hôm nay cứ vậy đã nhé, tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa. Khi nào cậu xử lý xong chuyện công ty chi nhánh ở nước ngoài thì báo cho tôi. Hoắc Giai Minh do dự vô cùng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đã lâu lắm rồi cậu ta chẳng nói chuyện với ai hợp như vậy. Cùng một vấn đề, mặc dù bố cậu không thể trả lời, nhưng cũng sẽ dạy dỗ vài câu, chứ đâu như Hoắc Khải, nói chuyện vừa thực tế lại vừa thú vị, khiến người ta mê đắm không thôi, người từng cho cậu ta cảm giác này chỉ có anh ba. Nhưng giờ lại có thêm một người nữa, nên Hoắc Giai Minh đương nhiên rất vui vẻ, cô Đường, rất vui khi được gặp cô, mùa hè nóng nực, chú ý giữ ấm, tạm biệt, Hoắc Khải đứng dậy rồi nói với Đường Trọng Vi, Đường Trọng Vi bắt tay với anh. Nghe vậy thì không khỏi ngẩn người, Hoắc Giai Minh bật cười, anh Lý hài hước thật, trời mùa hè nóng thì sao còn phải giữ ấm chứ, nóng quá thì sẽ đi bơi đúng không, cho nên phải giữ ấm cũng đúng mà. Hoắc Khải đáp, vậy đã nhé, hai người về nhà cẩn thận, tạm biệt, nói rồi, Hoắc Khải rời khỏi vị trí và bước ra khỏi quán trà. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Hoắc Giai Minh cười vui vẻ, chị dâu, em nói đúng chứ, người này giống anh ba ghê nhỉ, không nhận được câu trả lời khiến Hoắc Giai Minh quay lại nhìn. Thì thấy Đường Trọng Vi đang ngơ ngác đứng đó. Giống như đang nghĩ đến xuất thần, chị dâu, chị sao thế, Hoắc Giai Minh hỏi, hà, sao cơ, Đường Trọng Vi lúc này mới hồi thần lại, em hỏi chị đang nghĩ gì thế, Hoắc Giai Minh nói, không có gì, Đường Trọng Vi vô thức lắc đầu, nhưng sau đó, cô ấy lại không kìm được mà nhìn về hướng Hoắc Khải rời đi. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mùa hè nóng nực, chú ý giữ ấm, nếu là người khác thì sẽ thấy đây là một trò đùa. Nhưng nó lại quen thuộc với Đường Trọng Vi đến lạ, cơ thể của cô thuộc loại dễ ra mồ hôi. Nhất là đến tối, chỉ cần trời hơi nóng một chút là sẽ ra mồ hôi đầy người. Từ nhỏ đến lớn, nếu mà xếp lại số chân cô từng đá thì chắc nó còn cao hơn cả núi Himalaya mất. Vì cô ấy và Hoắc Khải cùng nhau lớn lên, cho nên hai người cũng từng nằm chung một chiếc giường, cho nên Hoắc Khải cũng là một trong số ít những người ngoài mà biết về cái tật này của cô ấy. Khi trưởng thành, mặc dù hai người đã giữ khoảng cách, không thể ngủ chung giường nữa nhưng mỗi khi thấy cô ấy bị cảm, Hoắc Khải vẫn quan tâm xem có phải là buổi đêm cô ấy lại đá chân hay không. Mặc dù mùa hè nóng, nhưng khi ra mồ hôi nhiều mà lại mở điều hòa và không đắp chăn thì sẽ rất dễ bị cảm. Chuyện này gần như trở thành bí mật nhỏ của cả hai. Câu nói này lại được phát ra từ một người đàn ông bản thân chưa bao giờ gặp như vậy. Dĩ nhiên sẽ khiến Đường Trọng Vi nghĩ nhiều, anh ta biết chuyện này, hay là chỉ vô tình đùa thôi. Bất chi bất giác, Đường Trọng Vi đã có chút tò mò về Hoắc Khải, mà lòng hiếu kỳ chính là một điểm báo cho sự xa lưới của một người phụ nữ. Ra khỏi quán trà, Hoắc Khải quay lại nhìn bên trong quán. Như vẫn có thể nhìn thấy cô gái hàng xóm mà anh coi như em gái kia. Cách chưa?